Chương 501. Sát khí nơi này quá nồng đậm, phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây, càng nhanh càng tốt, nếu không thì ta cả đời này có thể sẽ không thanh tỉnh lại, biến thành một tên ma đầu chỉ biết đến giết chóc. Cửu đỉnh Quy nhất. Diệp Húc Tế khởi cửu đỉnh, thi triển cửu đỉnh trấn thần châu, trấn áp năm mặt trời bên trong khí thế, áp chế sát khí sao động trong tâm, xoay người liền đi. Lúc này hắn còn có thể dựa vào cửu đỉnh trấn thần châu để trấn trụ tâm ma của mình, nhưng nếu tiếp tục chiến đấu chém giết, khiến tu vi tiếp tục tăng lên, Đến lúc đó e là cửu đỉnh cũng không chấn áp được nữa. Ê! Tên hoàng tộc đế thích kia, đừng đi vội thế. Một giọng nói trong trẻo đột nhiên vang lên phía sau hắn. Diệp húc dừng chân, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cô gái ma tộc xinh đẹp kinh người khiêng một cây ma đao lớn, đến kỳ cục chậm chậm đi tới. Thanh ma đao này dài đến hơn 20 trượng, so sánh tới thì cô gái ma tộc này có vẻ nhỏ sinh động lòng người, hình thành một hình ảnh kỳ lạ. Ngươi là đệ tử của tạo thần điện, sao ta chưa từng thấy ngươi? ma la dư quan sát diệp húc từ trên xuống dưới cực kỳ tò mò cười nói cô bé liên quan gì tới nhóc diệp húc một bụng lửa giận không chỗ chút có chút không vui nói ngươi dám nói chuyện với ta như vậy sao chẳng lẽ ngươi không nhận ra ta không biết ta là ai trong đôi mắt đẹp của ma la dư lộ ra tia sáng lạ thường vô cùng tò mò về diệp húc thầm nghĩ tên hoàng tộc đế thích này nhảy ra từ đâu vậy thật ngu ngốc ngay cả ta cũng không biết thật thú vị cô ta thân là trưởng nữ của ma hoàng Hoành hàng ngang ngược trong hàng cổ ma vực thập địa thế giới, mặc dù là các điện chủ, minh tôn các đại thần điện nhìn thấy cô ta cũng phải khách khí, lễ nhượng ba phần. Ở bên trong ma vực, rất ít người lại không biết cô ta. Tên nhà quê này, chẳng lẽ là lần đầu tiên ra ngoài. Trước đùa dẫn hắn ta, nếu vui thì cho hắn giữ lại một mạng, không vui thì giết. Mà là dư tiếp tục quan sát diệp húc, cười ngâm ngâm nói. Nhà quê, người sát khí nặng như vậy, tẩu hỏa nhập ma phải không? Tâm pháp ngươi tu luyện có chút kỳ quái. Không có bất cứ ma khí nào, hẳn là tâm pháp của nhân loại. Người lấy thân thể ma tộc tu luyện tâm pháp nhân tộc, không tẩu hỏa nhập ma mới lạ. Cô gái ma tộc xinh đẹp này lượn qua lượn lại quanh Diệp Húc, liên tục quan sát cảnh tượng khí thế khí tràng của Diệp Húc, ánh mắt càng lúc càng sáng, cười hì hì nói: "Tâm pháp này thật kỳ lạ, khai thiên lập địa, năm mặt trời đều xuất hiện, chẳng lẽ là ngươi tu luyện tâm pháp của Thái Dương Thần Cung?" Theo ta biết, Thái Dương Thần Cung cũng không có pháp môn kỳ lạ như vậy. Môn tâm pháp này cũng không toàn diện, khó trách ngươi sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Chính cái đại đỉnh này của ngươi không tệ, lại có thể chấn áp được tâm ma, mau lấy ra đây, để ta nhìn xem nào. Diệp Húc không khỏi lộ ra vẻ cảnh giác, âm thầm đề phòng. Quỷ hẹp hỏi, ta chỉ mượn xem thôi, cũng sẽ không lấy của ngươi đi. Bảo vật trên người ta, lấy ra bất cứ món nào đều có thể hù chết ngươi. Ma La Dư thấy Diệp Húc không lấy đại đỉnh ra, cười khanh khách nói. Theo ta thấy, hiện giờ ngươi còn có thể khôi phục thần trí, nhưng không lâu sau sẽ lại tẩu hỏa nhập ma, khi thì tỉnh táo, khi thì mất đi thần trí. Chờ khi ngươi tu luyện đến mười mặt trời đều xuất hiện, thì sẽ là lúc lửa cháy đốt thần, thân tử đạo tiêu. Đến lúc đó, nguyên thần của ngươi sẽ bị mười mặt trời nướng cháy, khí tràng hóa thành một biển lửa, đốt chảy hư không, thân thể trực tiếp bị thiêu đốt, sẽ chết vô cùng thê thảm. Diệp hút cả kinh trong lòng, không khỏi nhìn Ma La Dư thêm vài lần. Ma La Dư nói vài câu ngắn ngủi liền nói hết những đặc thù của tình trạng tẩu hỏa nhập ma, của hắn, thậm chí còn biết chuyện sẽ xảy ra sau này, riêng phần nhãn giới kiến thức kia còn trên cả Diệp Húc. Hắn vốn tâm sinh ác khí, tràn ngập giết chóc, cũng không có cẩn thận nhìn Ma Dư, lúc này nhìn kỹ mới phát giác càng nhìn càng thấy Ma Dư xinh đẹp. Cô ta thành thục thủy mị, dáng người thướt tha, cử chỉ phong lưu, làm cho người ta vừa nhìn thấy tâm không khỏi muốn đến gần, như thể là đại tỷ tỷ nhà hàng xóm vậy, dịu dàng săn sóc. Xin hỏi vị sư tỷ này, môn tâm pháp của ta có cách nào bổ cứu được không? diệp húc kiềm chế sự nôn nóng trong lòng nghiêm chỉnh nói sư tỷ khuôn mặt vốn hòa ái dễ gần của ma la dư đột nhiên chuyển lạnh một tay nắm lấy ma đao đặt lên cổ diệp húc ánh mắt bất thiện hung ác nói không được gọi ta là sư tỷ gọi ta là tỷ nếu không gọi tỷ ta liền xử lý ngươi sư tỷ sư tỷ đây là ý gì diệp húc kinh ngạc vạn phần sát ý trong tâm dục dịch nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha thanh ma đao này của ma la dư đặt trên cổ hắn khiến hắn rất không thoải mái, hắn lấy cửu đỉnh chấn thần châu chấn áp tâm ma, mà hành động này của ma la dư gần như là dẫn dụ tâm ma của hắn ra. Nếu ta tiếp tục nghe thêm được một chữ sư, nữa, không cần chờ ngươi bị lửa đốt người, hiện giờ ta liền chặt ngươi ra. Ma la dư mắt lộ sát khí, lạnh lùng nói. Diệp húc trợn trắng mắt, không biết cô gái ma tộc này yêu thích cái quái gì, không ngờ thích người khác gọi cô ta là tỷ. Tính cách của ma tộc thật là cổ quái, Diệp Húc lắc lắc đầu, thở dài một tiếng, xoay người rời đi. Kỳ thật Ma La Dư không nói, hắn cũng biết cách giải quyết khiếm khuyết của tâm pháp, đó chính là tìm được đại tiểu Chu Thiên Tinh đấu cấm pháp, bổ sung vào trong bàn vương khai thiên kinh. Không chỉ như thế, hắn còn cần tìm kiếm tâm pháp tiếp theo của Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyển, nhưng môn tâm pháp này lại làm khó hắn, bởi vì hiện nay, ngoại trừ hắn, không có ai tu luyện Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyển cả. Đạo thống mà Di La Thiên yêu đế để lại lúc này đã chia ra làm ba, biến thành ba đại thánh địa chính ma yêu, Nguyên Thủy Thánh Tông, Nguyên Thủy Yêu Tông và Nguyên Thủy Ma Tông. Này, ngươi không lo mình sẽ tẩu hỏa nhập ma. Ma La Dư thấy hắn không nói lời nào liền đi, thu ma đao lại, cười ngâm ngâm đuổi theo, vỗ vỗ bờ vai hắn, dụ dỗ từng chút nói. Chỉ cần ngươi gọi ta là tỷ, ta có thể đi tìm hóa thân của cha ta, khiến ông ấy ra tay giúp ngươi trừ bỏ hậu họa. Kỳ thật, lấy bản lĩnh của ta cũng có thể giúp ngươi tạm thời chấn áp tâm ma, nhưng không được lâu, Diệp Húc lắc đầu, tò mò nói. Sao nhóc lại có cái sở thích kỳ quái này? Đây là sở thích sao? Ma La Dư lộ ra vẻ suy nghĩ, chớp chớp mắt, u oán nói. Người không biết chứ, ta đời này còn chưa có người gọi là tỷ tỷ. Ta có ba đệ đệ, nhị đệ dã tâm bừng bừng, giết chết dã tâm bừng bừng tứ đệ, còn định giết những người khác, bao gồm ta, cha ta còn có tam đệ. Tam đệ lại mê võ, cả ngày tìm người đánh nhau, ta đã mười mấy năm không gặp được đệ ấy, ta thật nghi ngờ đệ ấy đã bị người đánh chết, Người bộ dạng cũng coi như mi thanh mục tú, chỉ cần gọi ta một tiếng tỷ, ta lập tức giúp ngươi trấn áp tâm ma. Thế nào, chuyện mua bán này có lời chứ? Diệp Húc không khỏi thông cảm cho người nhà này, hỏi: "Huynh đệ Tương Tàn, chẳng lẽ cha cô không hỏi?" Ma La Dư thở dài, mặt co mày cáo, "Cha ta sao chưa từng hỏi? Ông ấy nói, huynh đệ Tương Tàn có thể sống sót mới là con của ông ta. Cả nhà này đều là những người nào vậy?" Diệp Húc không khỏi lắc đầu, rất cảm thông với Ma La Dư, cười nói: cô nói trước đi, cô có cách nào giúp ta chấn áp tâm ma? Ta còn suy nghĩ xem có nên gọi cô là tỷ tỷ hay không? Ma La Dư cười ngọt ngào, phía sau đột nhiên hiện lên từng tầng thế giới địa ngục, âm trầm khủng bố. Thập phương u minh của cô ta tuy không sâu thẳm rộng lớn như tả gia minh tôn, nhưng lại hoàn thiện hơn. Hiển nhiên cô ta nhận được chính là cấm pháp ma tộc chân truyền, hoàn mỹ không chút khiếm khuyết. Tâm pháp của người quá dương cương, khuyết thiếu âm dương điều hòa chi đạo, cô âm bất sinh, độc dương bất trường tài nhốt đánh thập phương u minh vào trong khí thế của ngươi, gia tăng u minh âm khí cho ngươi, có thể hóa giải tốc độ nảy sinh tâm ma cho ngươi. Nhưng cách này chỉ là tạm thời giảm bớt, nếu muốn loại trừ hoàn toàn khiếm khuyết, một là ngươi ngừng tu luyện tâm pháp của mình, hai là ta mời hóa thân của cha ta tự mình ra tay, giúp ngươi suy diễn ra khiếm khuyết bên trong tâm pháp của ngươi, sau đó sửa lại cho thích hợp. Chỉ cần ngươi gọi ta một tiếng tỷ, sẽ được chỗ tốt lớn như vậy, ý của ngươi như nào? Diệp Húc nghe vậy, không khỏi lắc đầu nói, không làm tâm pháp của hắn là tự mình khai sáng ra trước nay chưa từng có nếu nói cho người khác chẳng phải là tự giao nhược điểm của mình vào tay kẻ khác sao không ư sắc mặt ma la dư đột biến đằng đằng sát khí lại đặt ma đao lên cổ hắn cười khanh khách nói không phải do ngươi hôm nay tỷ liền đánh cho tâm ma ngươi sinh ra cho ngươi lửa cháy đốt người ngoan ngoãn đồng ý ta diệp húc mở tám con mắt không giận mà uy thản nhiên nói cô bé muốn chết sao Diệp Húc hoàn toàn động sát niệm, Ma La Dư tùy đẹp nhưng vui giận thất thường, tuyệt đối là một cô ả vô cùng nguy hiểm. Nếu để mặc cô ta tùy ý làm bậy, thật sự có thể khiến Diệp Húc lửa cháy đố thần, một thân tu vi tan thành con số không. Xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Ma La Dư thấy hắn sát khí ngút trời, cười lạnh một tiếng, phía sau bỗng hiện ra một tôn pháp tướng cực lớn. Tôn pháp tướng này chính là một nữ cự nhân của Ma La Hoàng tộc, ngàn tay, ngàn chân ngàn mắt mỗi một lòng bàn tay đều mọc lên một cái ma nhãn quỷ dị uy phong lẫm lẫm giống như ma thần ẩn chứa ma khí pháp lực vô cùng mênh mông khủng bố pháp lực cô ta hùng hậu khai thông thất đại luân hải gấp diệp húc hơn trăm lần bản thể của ma la hoàng tộc chính là ngàn tay ngàn chân tay mọc ma nhãn diệp húc nhìn đến những ánh mắt cực lớn đó chỉ cảm thấy có chút quen mắt những đồng tử trong ma nhãn đó có con ngươi màu trắng trong mắt màu vàng năm đạo đồng tử kim thủy thổ mộc hỏa quỷ dị vạn phần ma hoàng. Diệp Húc dùng mình, rốt cuộc nhớ ra, hắn khi ở trong ân khư từng hô to tên ma hoàng Ma La Thiên, lúc ấy một luồng phân thân của ma hoàng giáng xuống, xuất hiện chính là loại ma nhãn quỷ dị này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hóa ra cô ta là bộ tộc Ma La, không biết có quan hệ gì với ma hoàng. Pháp tướng của Ma La Dư vô cùng khổng lồ, so với cường giả tam tương cảnh Pháp tương kỳ bình thường còn hùng hậu hơn không ít, nguyên thần của cô ta cũng giống cô ta, là một cô gái trẻ tuổi, dáng người uyển chuyển, ngụ trong mi tâm của pháp tướng. Còn lai giữa người ma, Diệp Húc giật mình, ma tộc và nhân tộc khác nhau, nguyên thần của nhân tộc là yêu thú dị trùng thượng cổ, mà nguyên thần của ma tộc và yêu tộc giống nhau, đều là bản thân. Ma La Dư và nguyên thần của cô ta giống nhau như đúc, hiển nhiên huyết thống cũng không thuần khiết, trong đó có được huyết thống của nhân loại, mà pháp tướng của cô ta lại là hoàng tộc Ma La, chứng minh cô ta có được huyết thống của hoàng tộc Ma La. Tu vi của ta cao hơn ngươi trăm lần, hôm nay nếu ta dùng pháp tướng, chính là ta ức hiếp ngươi. Bà cô ta hôm nay đánh tay không với ngươi, cho người biết sự lợi hại của thân thể Ma La hoàng tộc ta. Ma La Dư đột nhiên thu hồi pháp tướng, cũng thu hồi thanh đại ma đao kia, nóng lòng muốn thử sức, cười nói, Diệp Húc đột nhiên bước lên trước một bước, đi đến trước mặt cô ta, một quyền đánh lên khuôn mặt kiều diễm như hoa kia, nắm đấm của hắn gần như đánh cho khuôn mặt vô cùng mịn màng kia biến hình hắn ra tay không hề báo trước, cũng không hề thương hương tiếc ngọc, lấy thân thể mạnh mẽ vô cùng của hắn, thêm cả pháp lực minh mông. Một quyền này đánh ra, không hề thua kém công kích của Tam Tương Chi Bảo. Ma La Dư bị một quyền của hắn đánh bay, chỉ bị thương một chút ngoài ra, vẫn nhảy nhót linh hoạt như trước, thân thể mạnh khiến Diệp Húc cũng phải khiếp sợ. Hắn bước nhanh đến, xuất hiện trên thân hình bị đánh bay của Ma La Dư, tám bàn tay to dơ ra, bắt lấy Ma La Dư còn đang ở giữa không trung, gắng sức xé ra, loại thân thể bất diệt của cường giả như âm hồn đại tướng quân đều bị diệp húc xé rách hành động này của diệp húc không thể nghi ngờ là đã muốn phanh thay cô gái ma tộc kia một tên tiểu tử thật ác nếu không phải thân thể bà cô ta đầy đủ mạnh mẽ thật đúng là có thể bị ngươi xé ra đây là lần đầu tiên ma la dư chịu thiệt thòi lớn như vậy không khỏi giận dữ phía sau đột nhiên xuất hiện ra những bàn tay những cái chân đẫy đà vô số quyền cước rơi xuống người diệp húc cô ta tuy huyết thống không thuần khiết nhưng dù sao cũng có được huyết thống của hoàng tộc Ma La, lúc này cuối cùng cũng thi triển ra thân thể ngàn tay ngàn chân, lực công kích còn mạnh hơn cả Diệp Húc. Cô ta vừa rồi thật sự sơ ý, kết quả trong nháy mắt liền chịu thiệt nặng trong tay Diệp Húc, suýt nữa liền bị Diệp Húc xé chết. Trong chớp mắt ngắn ngủi, trên người Diệp Húc đã trúng không biết bao nhiêu quyền cước, những quyền cước đó đánh lên người hắn như gõ lên một cái chuông thật lớn, cong cong vang lên, vô số kim quang hóa thành phù văn bay múa xung quanh thân hắn, rất là rực rỡ. Cô gái Malazu này rất là tự đại, tuy bị Diệp Húc đánh cho một hồi, nhưng cô ta vẫn không động tới pháp lực Tam tương cảnh, chỉ dùng tu vi công kích của Tam thần cảnh. Nhưng bản vương khai thiên kinh của Diệp Húc hỗn hợp vạn kiếp vô lượng tâm kinh cửu chuyển nguyên công và chư thiên thập đạo, thân thể hắn đã mạnh gần đạt tới trình độ thân thể bất diệt tam bất diệt cảnh, loại bất tử bất diệt. Thân thể hắn còn mạnh hơn cả Malazu, Malazu lấy công kích pháp lực Tam thần cảnh đánh hắn, với hắn mà nói thì chẳng hề đau đớn chút nào. Vạn yêu vạn pháp. Diệp Húc đối mặt với quyền cước bay tới, không tránh không né, thân hình lay động, quanh thân chui ra vô số yêu thú dị trùng thượng cổ, dương nanh múa vuốt và chạm với quyền cước của Malazu. Lập tức tám bàn tay của Diệp Húc nắm chặt lấy Malazu, hai đầu gối quỳ lên trên ngực cô ta, khiến cho bộ ngực sữa của cô ta bị ép tới biến hình. Hai người giống như hai ngôi sao băng từ không trung rơi xuống, đập xuống mặt đất, chỉ nghe một tiếng nổ mạnh dữ dội truyền đến. Hai đầu gối của Diệp Húc đè xuống dưới ngực Malazu, đại địa lập tức dạn nứt xuất hiện một cái hố sâu tới vài trăm thước. Tiểu tử thối, cả con gái ngươi cũng đánh, hơn nữa còn đánh ác như vậy. Ta tức rồi đó. Ma La Dư tức giận đến oa oa kêu to, một ánh đao đen xỉ dâng lên. Nơi nào đi qua hư không vô thanh vô tức vỡ ra, sau một khắc liền đi đến đỉnh đầu Diệp Húc. Diệp Húc nhanh chóng lui về phía sau, chỉ thấy ánh đao tối đen kia giọt một tiếng cắt qua ngực hắn. Thuần dương vô cấu, nguyên thần kim thân của Diệp Húc giống như đậu phụ vậy, lập tức xuất hiện một vết thương dài một thước. Huyết dịch màu vàng phun ra, Ma La Dư đằng đằng sát khí, chỉ trong chớp mắt, cô ta đã bị Diệp Húc đánh cho mặt mũi bầm dập, quần áo trên người đều bị đánh rách, lộ ra da thịt trắng nõn, chật vật không chịu nổi. Nếu không phải thân thể cô ta thật sự mạnh mẽ, chỉ e cô ta đã mất mạng trong tay Diệp Húc rồi. Cô gái ma tộc này bay ra khỏi hố lớn, cầm ma đao trong tay, giống như gió xoáy đuổi theo Diệp Húc, giơ tay hạ đao, một đao chém xuống. Ma đao trong tay cô ta hiển nhiên là trọng bảo trong ma tộc hơn phân nửa là bất diệt chi bảo uy năng vô tận cho dù cô ta chỉ dùng pháp lực tam thần cảnh thôi nhưng một đao này vẫn vượt qua giới hạn ngăn cản của diệp húc nếu bị chém trúng, mặc kệ là kim thân hay là gì đều bị một đao cắt thành hai đoạn vù sau lưng diệp húc mọc ra một đôi cánh thịt đỏ nhanh chóng trốn đi trong tay đột nhiên hiện ra một tấm phiên trắng đón gió rung rung chỉ thấy dưới chữ chảm trên mặt phiên lập tức có thêm tên của Malazu. ngươi cũng có bất diệt chi bảo Malazu không khỏi sắc mặt ngưng trọng mắt lộ sát cơ. Cô ta thân là con gái Ma Hoàng, có bất diệt chi bảo hộ thân là điều đương nhiên, nhưng không ngờ Diệp Húc cũng lấy ra một món bất diệt chi bảo, này chứng tỏ thân phận địa vị của Diệp Húc e là rất cao, chỉ sợ là nhân vật thiên tài mà thần điện nào đó bí mật bồi dưỡng. Vừa rồi cô ta còn có hưng chí chơi một lúc, định đem Diệp Húc đánh cho lửa cháy đốt thần, ép cho hắn không thể không cúi đầu, gọi mình một tiếng tỷ tỷ, nhưng lúc này Diệp Húc lấy ra tấm bất diệt chi bảo chiêu hồn phiên kia, liền có khả năng uy hiếp đến sinh mạng cô ta nếu là đệ tử mà thần điện khác bí mật bồi dưỡng vậy không thể tha cho hắn miễn cho sau này dưỡng thành họa lớn sát khí trong tâm cô ta đại động pháp tướng mơ hồ hiện ra sau lưng định một chiêu lấy mạng diệp húc tính cách ma la dư mặc dù có chút tùy tiện nhưng phải trái phân biệt rất rõ ràng hiển nhiên sở dĩ vui vẻ với diệp húc đơn giản là vì cho rằng diệp húc chính là một tên nhà quê mới từ nông thôn ra hiện giờ thấy diệp húc ngay cả bất diệt chi bảo cũng có thể dễ dàng lấy ra lập tức định diệt trừ kình địch tương lai đi, miễn cho xuất hiện phiền toái không cần thiết cho đại kế của Ma Hoàng. Ma đao trong tay cô ta rơi vào trong tay pháp tướng phía sau, vị nữ ma thần ngàn tay ngàn mắt ngàn chân này cầm đao trong tay, hư không lập tức bị ánh đao cắt vỡ, một đao dài đến vài dặm, hư không vỡ nát, vô cùng kinh diễm, chém tới Diệp Húc một đao. Diệp Húc hừ lạnh một tiếng, bên trong khí thế sau lưng, năm con Tam Túc Kim Ô đột thoát thoát khỏi cừu đỉnh trấn áp, kéo năm mặt trời chói chang ra khỏi khí thế của hắn ầm ầm nhảy vào bên trong chiêu hồn phiên chỉ thấy đại phiên bay phất phới giống như một tấm vải trắng bắt ngang không trung dài rộng vài dặm táng hồn tiễn phách quỷ dị âm trầm bên trong mặt phiên tên của malazu càng lúc càng rõ nét dòng chữ to đầm đìa máu tản ra hơi thở tà ác vô tận diệp húc dung chiêu hồn phiên chỉ thấy vô số xiềng xích từ trong lá cờ trắng này bắn ra bong bong rung lên nhanh chóng đâm tới malazu hắn cùng với malazu đồng thời tế bất diệt chi bảo lên phát ra một kích linh hoạt nhất, sắc bén nhất, một kẻ tính toán đưa kình địch chém dưới đao, một kẻ thì chiêu hồn tắc phách, cưỡng đoạt lấy hồn phách ma nữ, thu vào trong chiêu hồn phiên. Một chiêu này của bọn họ, tất là kết cục lưỡng bại câu thương, cho dù có một người có thể sống sót, chỉ e cũng là nguyên khí đại thương. Mắt thấy hai món bất diệt chi bảo sắp công kích đến thân thể đối phương, đột nhiên giữa không trung truyền đến một tiếng răng rắc vang lên, một bàn chân to vô cùng trắng kiện hạ xuống từ trong làn sương mù dày đặc, chắn ở giữa hai món bất diệt chi bảo vô số xiềng xích bắn ra từ chiêu hồn phiên đâm lên bàn chân to này, bong bong rung động, đều bị bắn ngược trở lại, mà ma đao của ma la dư chém xuống, chỉ để lại trên bàn chân to này một dấu vết trắng trắng. Thân thể nhân hoàng, diệp húc sắc mặt kịch biến, vôi vàng thu hồi chiêu hồn phiên, mở đôi cánh thịt da gào thét bay đi, thế như cuồng phong, dây lát liền bay ra trăm dặm. Âm hồn của nhân hoàng, ma la dư cũng không nhịn được biến sắc mặt, cũng không dám tiếp tục la lối om sỏm nữa. Vội vàng lao đi, đuổi theo phía sau Diệp Húc ẩm Ở giữa không trung, một bàn tay cực lớn đột nhiên hạ xuống, chụp tới hai người, bàn tay này to hơn 10 dặm, một trưởng chụp xuống, lập tức lòng bàn tay truyền đến lực hút thật lớn, hút cho Diệp Húc và Ma La dư đều bị định lại bên trong không trung. Bàn tay to lớn kia chụp tới, bao phủ chư thiên, phong ấn hư không, phong ấn ngưng kết hư không lại, khiến Diệp Húc và Ma La dư không đường để trốn. Đây là một tôn âm hồn nhân hoàng, kẻ này khi còn sống chính là thực lực nhân hoàng kỳ sau khi chết cũng có được tu vi đại vu tam bất diệt cảnh thân thể bất diệt còn mạnh hơn liệt hỏa minh tôn vài phần quả thực chính là bá chủ biển oan hồn diệp húc từng thấy các loại thực lực của âm hồn một cước liền dẫm vỡ âm hồn hai đại vu tam bất diệt cảnh ngàn dặm giang sơn đều bị dẫm cho hóa thành hỗn độn lúc này vì âm hồn nhân hoàng ngày ra tay với hắn hắn mới biết được khủng bố ra sao gần như không hề có chút sức phản kháng cô bé ân oán giữa chúng ta về sau lại tính hiện giờ liên thủ phá vỡ phong ấn của hắn nếu không thì ai cũng không thể trốn thoát được. diệp húc mở miệng quát lớn, rốt cuộc bất chấp che giấu thân phận của mình, cũng bất chấp sẽ lại tẩu hỏa nhập ma, chỉ thấy ngọc lâu hiện lên, cửu đỉnh đều xuất hiện, di la thiên địa tháp cùng đô thiên thập nhị đồng nhân đều xuất hiện ra, sau đó từng cái tiến vào trong cơ thể diệp húc. ngươi là diệp húc diệp thiếu bảo, sắc mặt ma la dư kịch biến, ngơ ngác nhìn di la thiên địa tháp và đô thiên thập nhị đồng nhân của diệp húc, thất thanh nói, chẳng lẽ ngươi cũng là con lai của người và ma? nói nhảm ít thôi cùng nhau đón địch đi." Diệp Húc không rảnh tỉ mỉ giải thích cho cô ta, lạnh lùng nói: "Cái âm hồn nhân hoàng kỳ này, tu vi còn sót lại của nó hơn Diệp Húc vạn lần, thâm hậu hơn cường giả Tam Tương Cảnh pháp tương kỳ là Ma La Dư kia gấp trăm lần, huống chi thân thể nó bất tử bất diệt, so với tất cả cường giả Tam bất diệt cảnh mà Diệp Húc từng gặp đều lợi hại hơn." Đối mặt với bàn tay kia, dù là Ma La Dư thì sắc mặt cũng thảm đạm, tự thấy tiền đồ không ổn. "Diệp Thiếu Bảo, món nợ giữa chúng ta ta sẽ tính với ngươi sau." thiên thủ thiên nhãn, thập điện diêm la. Cô ta quát lên một tiếng, pháp tướng sau lưng đột nhiên bảy ngàn cánh tay ra, đám ma nhãn trong lòng bàn tay mở hết ra, trong mắt tối đen như mực, kích bắn ra, hư không bị bàn tay to, của âm hồn nhân hoàng dưới uy năng của ma nhãn lập tức bắt đầu vặn vẹo. Phía sau ma la dư, từng tòa thần điện ma tộc hiện ra, có tổng cộng 10 tòa thần điện, không hề giống nhau, tản ra hơi thở ma đạo, có dữ tận hung ác, có bá đạo trang nghiêm, có nồng đậm ma khí, làm cho người ta vừa liếc qua một cái liền khiến tâm ma nảy sinh. Đây mà thập đại thần điện của thập địa hàng cổ ma vực, Diêm Ma thần điện, Sâm Ma thần điện, U Minh thần điện, Diêm La thần điện, Sâm La thần điện, Diêm Phù Đề thần điện, Bình Đẳng Vương thần điện vân vân. Hiển nhiên cô ta không chỉ tu luyện một loại cấm pháp, vừa rồi thập phương U Minh lại đến thập điện Diêm La hiện tại, hẳn là hai loại cấm pháp ma tộc khác nhau, hơn nữa đều là loại cấm pháp có uy lực cực kỳ hùng mạnh, vượt xa những cấm pháp bình thường từng tòa diêm la thần điện chui vào trong ma đao lập tức thúc giục thêm bảy tám phần uy năng của món bất diệt chi bảo này hung hăng chém tới bàn tay to của tên nhân hoàng kia keng bàn tay nhân hoàng kia đột nhiên búng ra một cái chắn lấy đao quang cô ta chém tới toàn thân ma la dư dung mạnh miệng hộc máu bay ngược ra ngoài mà ngón giữa của bàn tay nhân hoàng kia cũng bị một đao của cô ta chém ra một vết thương sâu những giọt máu màu vàng từ miệng vết thương chảy ra giữa không trung chuyển đến một tiếng giống giận long trời lở đất chỉ thấy ngón giữa của bàn tay tên nhân hoàng này mở ra, đầu ngón tay cực lớn điểm tới Malazu, muốn nghiền chết cô ta. Cùng lúc đó, quanh thân Diệp Húc dung nạp đủ loại dị bảo, chấn áp thân thể, tay nắm Thái Hoàng Thần Vương Khai Thiên Ấn, một cái búa lớn bay lên, bổ tới bàn tay to của tên nhân hoàng kia. hắn giống như Thần Vương tại thế, một búa này bổ ra, bốn tầng công đức kim luân thay đổi không ngớt, những con cự thú viễn cổ sinh ra trong búa, sau đó đồng thời bay lên, rơi vào phía sau khí thế hắn gia tăng thêm ít sức sống cho ngọc thụ thiên địa vốn không có sức sống bàn vương khai thiên kinh cũng thêm ra một đoạn tâm pháp áo nghĩa lớn những con cự thú đó xuất hiện trong khí thế của hắn khiến cho nội tâm vốn nóng này của diệp húc đột nhiên trở nên yên lặng rất nhiều sát khí trong lòng chợt tiêu tan đi không ít thần trí khôi phục tia thanh minh không chỉ có như thế cự thú bay ra khỏi búa ngược lái khiến uy lực của thái hoàng thần vương khai thiên ấn càng thêm dũng mãnh nâng cao gấp bội uy lực một búa này của diệp húc cũng không hề kém một đao kia của ma la -Dư khai thiên lập địa, vạn vật nảy sinh, đem Thái Hoàng Thần Vương khai thiên ấn dung hợp vào trong bản Vương khai thiên kinh, xem ra bản Vương khai thiên kinh của ta lại hoàn thiện thêm một phần nữa. Diệp Húc càng thêm tin tưởng, một búa đánh xuống, đối chọi với bàn tay tên nhân hoàng kia, chỉ thấy bàn tay đó lại búng ngón tay ra, đầu ngón tay va chạm với Thái Hoàng Thần Vương khai thiên ấn, chiếc búa trong tay Diệp Húc tan ra từng tấc, mà móng tay ngón giữa của bàn tay nhân hoàng kia bị chặt đứt, lại có huyết dịch màu vàng chảy ra giữa không trung chuyển đến tiếng giống giận kinh thiên động địa chỉ thấy xương trắng cuồn cuộn bị dư âm đánh mở ra một người khổng lồ đầu đội trời chân đạp đất đứng ở bên trong tầng mây sương mù hạ gương mặt to lớn không gì sánh được xuống ánh mắt xuyên qua tầng tầng sương mù nhìn hướng hai người bọn họ dường như đang nhìn hai sinh mệnh nhỏ bé đáng thương lại dám làm thương đến nó thương đến nhân hoàng đây là một người khổng lồ màu vàng nhân hoàng của nhân tộc thân thể thiên địa pháp tướng ngưng tụ thành thân thể nhân hoàng giống như hoàng đế đương thời nhìn xuống chúng sinh Diệp Húc hộc máu, bay ngược ra ngoài, hắn cùng với Ma Dư trước sau ra tay, rốt cuộc làm cho thân thể vị nhân hoàng này bị thương, tuy chỉ là đầu ngón tay nhưng cũng đủ để kiêu ngạo. Đi! Ma La Dư giơ một tay ra bắt lấy áo Diệp Húc, khiêng ở sau lưng, lao vội đi. Sau lưng, âm hồn vị nhân hoàng kia nổi giận gầm lên một tiếng, lại thỏ một tay ra, nắm thành nắm đấm, một quyền đánh ra, năm đấm hắn như núi. Nơi nào đi qua dường như có thể đánh cho chư thiên vỡ nát, hóa thành cuồn cuộn hỗn độn. Sư tỷ, tỷ bị thương rồi, để tiểu đệ cõng tỷ đi. Diệp Húc đột nhiên xoay người, nắm lấy áo Ma La Dư, khiêng Ma La Dư ở sau lưng, nghênh hướng nắm đấm của nhân hoàng. Diệp thiếu bảo, người ta có ý tốt cứu ngươi, không ngờ ngươi còn như thế với ta, có còn lương tâm hay không? Ma La Dư ra sức dãy ra khỏi bàn tay của hắn, giận dữ tím mặt, vung ma đao lên liền chém tới sau đầu Diệp Húc. Diệp Húc hừ lạnh một tiếng, tế chiêu hồn phiên lên, một bên né tránh ma đao của cô ta, một bên lao đi phía trước, ánh mắt bất thiện, cười lạnh nói. Cô bé, cô cõng ta sau lưng, chẳng lẽ không phải là muốn dùng ta ngăn cản nắm đấm của nhân hoàng? Cô còn dám ra tay với ta, đừng trách ta hạ độc thủ đấy. Mà là dư thù đao, cười khanh khách nói. Coi như người nói có lý. Cô ta cũng không có phủ nhận, vừa rồi bắt lấy áo Diệp Húc chính là muốn để Diệp Húc ngăn cản nắm đấm của nhân hoàng. Nắm đấm cực lớn kia của nhân hoàng đánh đến, đánh nát tất cả, quyền phong thậm chí còn khiến cho hơn 10 dặm sương mù quanh thân thổi bay. Không biết bao nhiêu âm hồn bị quyền phong của hắn cuốn lên, cắn nát tại chỗ, thậm chí rất nhiều âm hồn tam bất diệt cảnh cũng không thể tránh được quyền phong của hắn. Thực lực của âm hồn nhân hoàng kia vô cùng dũng mãnh, không hổ là nhân hoàng thời cổ. Cả nhân vật mạnh như thế cũng chết ở nơi đây, trận đại chiến cổ đại kia nhất định không phải là nhỏ. Diệp Húc chỉ cảm thấy luồng sức mạnh mênh mông kia vọt tới sau lưng, hủy diệt tất cả, không phải hắn có thể ngăn cản được, vừa rồi vị âm hồn nhân hoàng này còn định tính toán bóp chết bọn họ bởi vậy bàn tay to chụp tới, mà hiện giờ cũng là thực sự giận dữ, định dùng một quyền đánh nát bọn họ. Diệp Thiếu bảo, liệt hỏa minh tôn ở đâu rồi? Còn không gọi lão ra cứu chúng ta. Ma La Dư sợ hãi, lộ vẻ sầu thảm cười nói. Nếu liệt hỏa minh tôn không xuất hiện, chỉ sợ chúng ta sẽ phải chết ở chỗ này. Vì sao cô không gọi tên cha cô ấy, khiến phân thân của ông ta ráng xuống? Diệp Húc chớp động ánh mắt, hỏi ngược lại. Sắc mặt sợ hãi và sầu thảm của Diệp Húc hóa thành hư không, cười khanh khách nói không ngờ ngươi biết cha ta diệp húc thản nhiên nói cô thông minh lại cổ quái lòng dạ độc ác như vậy ta nghĩ trên trời dưới đất này chỉ có điện chủ sâm la thần điện một vị đại vu hoàng mới có thể dạy dỗ ra đứa con gái như vậy chỉ cần cô gọi tên cha cô ông ta tâm sinh cảm ứng biết cô gặp phải nguy hiểm tất sẽ phân thân giáng tới đánh chết âm hồn nhân hoàng này hẳn là dễ dàng coi như người thức thời Ma La dư lườm hắn một cái phong tình vạn chủng cười nói nếu ta triệu tập phân thân của cha ta tất nhiên sẽ đánh chết ngươi, sau đó xử lý liệt hỏa minh tôn. Diệp Húc cười ha hả, nói, sở dĩ liệt hỏa minh tôn không xuất hiện, cũng là vì đang chờ phân thân của ma hoàng giáng lâm, đánh chết hóa thân vu hoàng này, tất là rất vinh quang, khiến thập đại thần điện phải kính ngưỡng. Ma là dư trợn mắt chừng hắn, Diệp Húc không chịu yếu thế, hai người trong tâm sát khí đại động, hận đến nghiến răng, đều hận là không thể xử lý đối phương trước. Hai người tự mang ý xấu, nhanh chóng lao đi phía trước, chỉ thấy nắm tay của nhân hoàng kia càng ngày càng gần. Tiếp qua một khắc sẽ đánh đến phía sau bọn họ, nghiền nát hết hai người bọn họ. Nhân hoàng đã chết rồi mà thực lực vẫn khủng bố như thế, so với tên cường giả liệt hỏa minh tôn không hề thua kém chút nào, chỉ sợ những lão quái vật tam bất diệt cảnh như là nhân vật như hạ trung đường gặp được âm hồn nhân hoàng như vậy cũng chỉ có một con đường chết. Diệp Húc và Ma La Dư liếc nhau, hai người nghiến răng nghiến lợi, đều cố nén vọng động dùng đòn sát thủ. Ma La Dư lo mình triệu tập phân thân của Ma Hoàng sẽ bị Liệt Hỏa Minh Tôn đánh lén. Mà Diệp Húc thì lo lắng Liệt Hỏa Minh Tôn xuất hiện sẽ bị phân thân Ma Hoàng diệt trừ. Ta từ khi xuất đạo tới nay, đây vẫn là lần đầu tiên gặp được một kẻ có thể sánh ngang với ta, chí mưu, thủ đoạn đều không thua kém ta, hơn nữa người này lại là một cô gái ma tộc, Ma La Dư cũng đáng để ta khâm phục." Diệp Húc thầm nghĩ trong lòng. Nắm đấm của Nhân Hoàng vượt qua ngàn dặm, một quyền đánh đến, Diệp Húc và Ma La Dư không thể trốn, tránh cũng không được, một quyền đó bọn họ chỉ có thể đón đỡ chỉ có thể ngăn cản. Sắc mặt hai người đột biến, cuối cùng không thể kiên trì được nữa, đều tự tính dùng đến đòn sát thủ của mình. Lại đúng lúc này, đột nhiên trong xương trắng dày đặc chuyển đến tiếng Phật sướng to, một giọng nói già nua khá trầm vang lên. Ta trí thành Phật đạo, thanh danh vang mười phương, cuối cùng không hề nghe thấy, thể bất thành đẳng giác. Cách dục vọng sâu chính niệm, tịnh tuệ tu phạn hành, trí cầu vô thượng tôn, vì chư thiên nhân sư. Thanh âm này tràn ngập phổ thiện tường hòa, giống như có khôn cùng ma lực, làm cho lòng người yên lặng, giết chóc không nổi lên, thậm chí đủ loại sát nghiệm trong tâm Diệp Húc cũng bị giọng nói này chấn áp hết xuống, trong lòng sáng sủa khó có được, thậm chí không khỏi sinh ra tâm hướng thiện. Tiếp theo, lại có cuồn cuộn Phật âm đại sướng truyền đến, như thể là hàng vạn Phật đà đang sướng phạn âm, tán tụng Phật Pháp. Thần lực diễn đại quang, chiếu rọi khắp nơi, tiêu trừ tối tâm dơ bẩn, khai sáng cứu giúp chúng sinh khốn khổ. Ông, vô biên vô hạn Phật quang từ trong sương mù dày đặc truyền đến, chiếu khắp trời cao, khiến cho tầng tầng lớp lớp xương mù hóa thành hư không, nơi nào Phật quang chiếu đến chỉ thấy xương trắng tan ra, nhưng còn âm hồn từ bên trong xương bay ra, bay đến chỗ Phật quang bắn ra kia, giống như những giáo đồ thành tín nhất, vô lượng công đức. Một ảo ảnh đại Phật từ trên trời giáng xuống, hiện trên đỉnh tầng tầng Phật quang, khuôn mặt hiền hậu, ngồi xuống hoa sen nhiều cánh, Phật quang phóng ra, bao phủ lấy trăm dặm, thậm chí cả âm hồn nhân hoàng kia cũng bị bao phủ trong đó. Mà ở phía trên bàn tay đại Phật, một lão tăng nhắm mắt ngưng thần ngồi xếp bằng, miệng niệm Phật pháp, quanh thân lão ta giống như đúc bằng vàng ròng, kim thân vô lượng, hiển nhiên đã tu luyện cửu chuyển nguyên công đến cảnh giới cực cao. Ở sau đầu lão ta, tầng tầng công đức kim luân xuất hiện, từng vòng kim luân xoay tròn, có tổng cộng 6 tầng, bên trong kim luân là một Phật quốc tịnh thổ vô cùng rộng lớn, vô số Phật đà sinh sống ở trong đó, niệm tụng kinh văn. Công đức kim luân luyện bảo diệu quyết của lão ta thầm hậu hơn, Diệp Húc không biết bao nhiêu lần, đã tu luyện đến tầng thứ 6, đại đức kim luân cường giả tam bất diệt cảnh của tiểu quang minh thánh địa diệp húc không khỏi biến sắc mặt lớp lớp phật âm chuyển đến vào bên trong óc hắn trong đáy lòng hắn khiến cho hắn không nhịn được muốn buông xuôi tất cả quy y cửa phật làm đệ tử thành tín nhất của tiểu quang minh thánh địa mà những âm hồn nghe tiếng phật âm mà tới một đám không còn hung thần ác sát như lúc ban đầu nữa mà lại trở nên cực kỳ yên tĩnh thành kính đều đi vào bên trong phật quang lập tức âm hồn hóa thành nhiều đốm lửa nhỏ bị phật âm phật quang luyện hóa tan biến thành hư không Tên cường giả Tiểu Quang Minh Thánh Địa đến nơi đây chỉ e là vì luyện hóa âm hồn, tụ tập công đức. Diệp Húc lập tức đoán được tên lão tăng này vì sao lại xuất hiện ở Biển Oan Hồn. Những đại vu cổ đại chết trong Biển Oan Hồn này nhiều không đếm xuể, âm hồn vô số, kẻ này dùng Phật quang Phật âm độ hóa đám âm hồn đó, đối với lão ta hiển nhiên là một loại công đức lớn, khó trách lão có thể tu luyện công đức Kim Luân luyện bảo diệu quyết đến được độ cao như thế. Phật môn ma âm, giỏi nhất là độ nhân, làm cho người ta biến thành tay sai của Phật môn ma la dư cũng biến sắc mặt phật âm tuôn vào trong não đối với cô ta càng thêm nguy hại mơ hồ áp chế ma khí của cô ta để lão quái vật tiểu quang minh thánh địa này đi đối phó với âm hồn nhân hoàng diệp húc không lùi mà tiến tới phóng đến tầng tầng lớp lớp phật quang ma la dư cắn chặt răng nhảy vào theo hắn nghiệp trướng vị lão tăng kim thân kia vẫn nhắm nghiền hai mắt như trước chưa hề mở mắt ra mà ảo ảnh cự phật viễn cổ lại đột nhiên mở mắt bên trong đôi mắt đó phật quang nồng đậm như nước màu vàng Bắn ra, Phật âm hét lớn. Hóa ra là hai tên tiểu bối ma tộc, chết chưa hết tội, chết chưa hết tội. Giết các ngươi, thành công đức cho ta. Ảo ảnh vị cự Phật viễn cổ này mở bàn tay ra, vươn ra hai ngón tay, nhiết đến Diệp Húc và Ma La Dư, dường như muốn bóp chết hai con rủi bọ bé tí xíu. Ngươi dám động ta. Diệp Húc quát lớn, kéo Ma La Dư ra trước người, cả giận nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazi Audio. Ngươi có biết cô ta là ai không? Cha cô ta chính là Ma Hoàng ta là con rể của ma hoàng. Ngươi dám động đến ta dù chỉ một chút, cha nàng, cũng chính là nhạc phụ của ta, sẽ dùng một trưởng đánh chết ngươi. Ma La Dư tức giận đến hộc máu, đang định mở miệng phủ nhận, chỉ thấy bàn tay vị cự Phật viễn cổ kia đột nhiên ngừng lại, dường như rất sợ cái tên ma hoàng này. Diệp Húc vội vàng kéo lấy Ma La Dư, đi vòng qua bên cạnh bàn tay đại Phật. Ma hoàng thì sao hả? Vị đại Phật kia đột nhiên mở miệng, phát ra tiếng vang ầm ầm, cười to nói. Xưa nay chính ma không cùng tồn tại, ta đánh không lại ma hoàng giết con gái con rể lão cũng được bàn tay khổng lồ của đại phật hạ xuống bao phủ cả diệp húc và ma la dư so với uy lực của cự quyền của vị nhân hoàng kia chỉ kém một bậc con lừa già ngu ngốc đáng chết diệp húc giận dữ đang định liều mình tế thân thể liệt hỏa minh tôn lên đánh lén tên đại vu tam bất diệt cảnh của tiểu quang minh thánh địa này đột nhiên cự quyền của con nhân hoàng kia đánh nát tất cả đánh đến xông vỡ tầng tầng phật quang đánh tới đại phật viễn cổ đại phật viễn cổ này hẳn là tên đại vu tam bất diệt cảnh tiểu quang minh thánh địa triệu tập ảo ảnh cấm bảo dùng để độ hóa luyện hóa âm hồn trong biển oan hồn lão tăng khoanh chân ngồi trong lòng bàn tay đại phật đối mặt với một quyền này cũng đã không thể thong dong bình tĩnh nữa hai mắt đột nhiên mở ra gian phu dâm phụ lại dám đánh lén ta các ngươi muốn chết ma la dư tức giận gần bùng nổ khẽ kêu lão tặc đần kia sao dám gọi gian phu dâm phụ hôm nay phải nói rõ cho bà cô ta nếu không bà cô ta chặt cái đầu ngươi xuống cắt thành cái muôi hai tên tiểu bối ma tộc một đôi cầu nam nữ đưa tới tên âm hồn nhân hoàng này chẳng lẽ không phải vì để đối phó phật ra lão tăng này giận tím mặt cười lạnh nói phật môn hiện giờ rất khác biệt với phật môn thời viễn cổ phật môn viễn cổ tu hành chính là phật pháp đầu tiên chú trọng tâm tính tu thân dưỡng tính không hề coi trọng pháp lực có câu là một khi ngộ đạo liền có thể thành tựu phật môn đạo quả có được vô lượng thần thông mà phật môn hiện nay Phật Pháp sớm sói mòn, vu sĩ Phật môn tu hành vu Pháp, không hề coi trọng tu thân dưỡng tính một chút nào. Tiểu Quang Minh Thánh Địa tu luyện chú ý chính là tiến hành theo chất lượng, đánh nhau sát phạt cũng không hiếm thấy. Bởi vậy lão tăng này tu vi dù cao, nhưng không hề có khí độ của Phật môn viễn cổ. Cự quyền của nhân hoàng nện xuống, tầng tầng Phật Quang liền tan đi, bá đạo tới cực điểm. Đừng nói là những Phật Quang đó không thể độ hóa cái âm hồn này, thậm chí cả ảo ảnh của Đại Phật viễn cổ ở dưới uy lực của cự quyền đánh tới bắt đầu phát ra tiếng răng rắc, toàn thân giống như mạng nhện vậy, kín đầy vết nứt. Tôn cự Phật viễn cổ này dù sao cũng là ảo ảnh mà lão tăng triệu đến, so với bản thể có tranh lệch rất lớn, không thể sánh ngang với thân thể nhân hoàng. Tên lão tăng này không đối phó Diệp Húc và Ma La Dư nữa, vội vàng tế đại Phật viễn cổ lên, chỉ thấy vô số Phật quang phóng lên cao, đại Phật miệng tụng Phật pháp, một quyền đón nhận cự quyền của nhân hoàng, một quyền lại đánh ngược tới vị trí của âm hồn nhân hoàng kia. Răng rắc, nắm tay của đại phật viễn cổ đánh nát hư không khiến tầng tầng xương mù đằng xa trở thành hư không một quyền của hắn như đánh ra một thông đạo to vài dặm đánh ra chừng hơn 10 dặm chỉ thấy xương mù tan đi một thân hình cao vút to lớn hiện ra từ trong xương mù âm hồn vị nhân hoàng này cao tới hơn 10 dặm khuôn mặt hiện ra trong tầng mây lạnh lùng nhìn quyền ấn cổ phật đánh tới mặt mình giống hắn há mồm giống to chỉ thấy bàn tay của cự phật viễn cổ vang lên một tiếng đứt vỡ ra một luồng lực lượng thật to lớn xông tới dọc theo cánh tay không ngừng nổ tung này trong chớp mắt liền khiến cự phật nổ thành mảnh vụn sụp đổ tan tành đây là thực lực của thân thể nhân hoàng mạnh mẽ vô thao tu vi thực lực của vị âm hồn nhân hoàng này khi còn sống hẳn là còn hơn cả liệt hỏa minh tôn ý chí bất tử còn sót lại sau khi chết cải tạo thân thể vô cùng bá đạo bùm 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 âm hồn nhân hoàng đi từng bước tới sát khí nặng nề dường như một con thú lớn viễn cổ từ trong sương mù từ từ đi ra áp lực tạo cho người ta gần như không thể tưởng tượng được gian phu dâm phụ phật ra giết cái âm hồn này trước xong rồi sẽ xử lý đôi cầu nam nữ các ngươi lão tăng kia đột nhiên thảy người nhảy dựng lên hống to một tiếng chỉ thấy lão ta vừa khô vừa gầy giống như cây gậy trúc hai trượng quanh thân kim quang trói lóa lục đại kim luân sau đầu xoay tròn không ngớt bên trong kim luân chính là một mảng phật quốc niết bàn thân hình lão càng lúc càng cao càng lúc càng lớn chính là đem thiên địa pháp tướng của mình dung nhập vào trong thân thể giống như một vị kim Phật, một quyền đánh ra, so với cự Phật viễn cổ kia còn mạnh hơn bao nhiêu. Kim thân của lão dung nhập thiên địa pháp tướng, cao lớn sấp xỉ âm hồn nhân hoàng. Một quyền đánh ra, Phật âm sướng to, trong Phật quốc niết bàn sau đầu kia vô hạn Phật quang tuôn ra, rót vào bên trong nắm tay lão, toàn bộ Phật quốc, hàng tỷ Phật đã đánh đến âm hồn vị nhân hoàng kia. Các ngươi nghĩ là âm hồn nhân hoàng thì có thể đối phó được ta sao? Lão đánh ra một quyền, đánh chúng lên gương mặt âm hồn nhân hoàng, chỉ thấy máu thịt văng khắp nơi, nửa cái đầu của âm hồn nhân hoàng gần như bị lão đánh xuyên qua. Âm hồn nhân hoàng kia đồng thời cũng đánh một quyền đến, nện mạnh lên ngực lão tăng, chỉ nghe một tiếng vang chuyển đến, ngực lão tăng bị đánh xuyên qua, nhìn rõ trước sau, dù là cửu chuyển nguyên công cũng không thể ngăn cản. Cửu chuyển nguyên công tu luyện lên cảnh giới càng cao, thân thể sẽ càng mạnh. Lão tăng này tu luyện đến tam bất diệt cảnh, thân thể mạnh gần như có thể sánh với nhân hoàng, nhưng đối mặt với âm hồn cũng là thân thể nhân hoàng loại ưu thế này của lão đã không còn chút nào bọn họ chiến đấu gần như từng quyền đến thịt tình cảnh thật đẫm máu lão tăng kia dũng mãnh làm cho diệp húc và ma la dư nhìn đều phải thất sắc hai người bọn họ vẫn chưa đi xa mà bỏ chạy ra trăm dặm thì lập tức dừng lại đứng xem lão tăng và âm hồn nhân hoàng kia chiến đấu long trời lở đất thậm chí còn xua tan sương mù trăm dặm khiến bọn họ nhìn thấy rõ ràng vị đại vu tam bất diệt cảnh tiểu quang minh thánh địa dũng mãnh như thế chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Người này tất là sơn môn hộ pháp của tiểu quang minh thánh địa, bảo nguyên đại thiện sư, khó trách giết lên lại nặng như vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn của ma la dư xanh mét, cười lạnh nói. Con lừa đần bảo nguyên này lại dám đắc tội ta, lão chết chắc rồi. Lập tức cô ta hung ác nhìn về phía Diệp Húc, sát khí dày đặc, lạnh lùng cười nói. Ngươi vừa rồi lại dám nói ta là... Ô, ô, trong ít hầu Diệp Húc phát ra tiếng gầm nhẹ như tiếng dã thú, huyết quang trong mắt phóng ra, từng luồng sát khí trên người phóng lên cao, vô cùng nồng đậm, như sát thần giáng lâm. Giết! Bốn cái đầu của Diệp Húc đồng loạt giống to, tám con mắt mở ra, những dòng thái dương thần quang bắn ra, cắt vỡ hư không, thậm chí còn đốt chảy cả hư không. Bên trong thân thể hắn, vô số đại đỉnh chui ra, chỉ thấy đại đỉnh va vào nhau, bong bong văng lên, lập tức tạo thành những con dị thú thượng cổ vô cùng hung hãn, bay múa khắp trời. Những con dị thú thượng cổ đó dính lấy dương khí hừng hực mãnh liệt của hắn, lập tức ảo áo bốc cháy, mang theo hơi thở vô cùng mãnh liệt bá đạo, phóng tới Ma La Dư. Nguy rồi, tiểu tử này lại tẩu hỏa nhập ma, bị sát nghiệm khống chế rồi. Ma La Dư cả kinh trong lòng, cô ta biết rõ khiếm khuyết của tâm pháp của Diệp Húc, biết giờ phút này Diệp Húc tất nhiên là bị sát nghiệm khống chế, vô trì vô giác, gặp người liền giết, cũng không phải là thật tình muốn ra tay với mình. Phía sau cô ta lập tức xuất hiện vô số bàn tay, những con ma nhãn trong lòng bàn tay mở ra, bắn ra ma quang, tia sáng tạo thành thiên la địa võng, giết chết hàng loạt con dị thú thượng cổ. Răng rắc, một vầng mặt trời trói trang từ từ dâng lên, xé rách thiên la địa võng do ma nhãn tạo thành, hạ xuống đầu cô ta. Diệp Húc dùng thức này, dương thiên thần vương diệt kiếp ấn này khi hắn ở trong trạng thái vô thức, bá đạo vô cùng, chính là hắn dùng toàn lực phát ra. Lần trước hắn giao thủ với Ma La Dư vẫn chưa dùng hết toàn lực, chỉ dùng cừu đỉnh vạn pháp yêu quyết, lần này toàn lực ra tay, rất dũng mãnh thậm chí còn có thể đánh vỡ một chút trên thân thể nhân hoàng uy lực vô cùng mạnh mẽ nếu một kích này rơi vào người ma la dư tuyệt đối có thể làm cho cô ta bị thương thậm chí là trọng thương diệp thiếu bảo nhanh tỉnh lại đi nếu không đừng trách ta vô tình sát khí trong mắt ma la dư manh động sau lưng đột nhiên mọc lên từng tòa thần điện hóa thành thập phương u minh ma thổ mỗi một tầng địa ngục đều có hàng tỷ thiên ma ma khí cuồn cuộn đè tới diệp húc Dương Thiên Thần Vương diệt kiếp ấn của Diệp Húc đánh thật mạnh lên ngực Ma La Dư, chỉ nghe tiếng rắc rắc giòn vang truyền đến, xương sườn của Ma La Dư liên tục gãy mấy cái, miệng hộc máu không ngừng, thân thể mềm mại bị đánh bay ngược ra hơn 10 dặm. Sau lưng Diệp Húc, một đôi cánh thịt rung lên, đuổi theo Ma La Dư, một tay giơ ra nắm lấy cái cổ trắng nõn của ma nữ này, còn có bốn cánh tay bắt lấy tứ chi Ma La Dư, còn lại ba cái thì nhất thái hoàng thần vương khai thiên ấn, hóa thành chiếc diều lớn, định bổ chết ma nữ này diệp thiếu bảo nếu ngươi không tỉnh lại đừng trách bà cô ta hạ sát thủ đó ma la dư bị hắn bóp chặt cổ họng bắt đầu thở không nổi khản giọng nói trong mắt cô ta hàn quang hiện lên thập phương u minh chấn áp xuống gào thét nhảy vào bên trong khí thế phía sau diệp húc từng tầng u minh địa ngục tản ra đủ mọi loại hơi thở quỷ dị chống cự lại dị tượng xuất hiện từ năm mặt trời bên trong khí thế của diệp húc cùng lúc đó diệp húc cầm ba thanh khai thiên cự phủ đánh xuống khó khăn lắm mới dừng lại trước mặt ma la dư thần chí diệp húc rốt cuộc khôi phục chút thanh minh ở giờ khắc này mồ hôi lạnh không khỏi chảy ra trên trán hắn đồng thời cũng ai náy vạn phần với ma la dư ma la dư vốn có thể tránh được công kích của hắn nhưng vì chấn áp tâm ma cho hắn gắng ngượng lấy thân thể đón lấy dương thiên thần vương diệt kiếp ấn người bị thương nặng nhân cơ hội thi triển thập phương u minh khắc chế năm mặt trời đồng thời xuất ra từ trong khí thế của hắn vừa rồi diệp húc buông ma la dư ra đang định giải thích chỉ thấy ma la dư khẽ quát một tiếng sau lưng đột nhiên hiện ra ma la pháp tướng ngàn tay ngàn mắt ngàn chân ngàn con mắt mở ra vô số dòng ma quang bắn đến đều đánh lên người diệp húc diệp húc không tránh không né để mặc cho những ma quang đó bắn lên người mình chỉ thấy thân thể hắn bị vô số dòng ma quang xuyên thủng nhìn thấy trước sau ma la dư đằng đằng sát khí pháp tướng phía sau cầm lấy ma đao quát lên một tiếng liền chém tới đầu hắn ma đạo hạ xuống khó khăn lắm mới dừng ở trên đỉnh đầu diệp húc ma la dư mặt đầy sát khí lạnh lùng nói Ngươi vì sao không tránh? Có biết bà cô ta hiện giờ lửa giận ngập đầu, hận không thể một đao chém chết ngươi. Diệp Húc cười khổ, hạ giọng nói. Vừa rồi ta đã thương cô, cô đánh trả là đương nhiên. Ma La Dư hử lạnh một tiếng, thu hồi ma đao, khụ ra một búng máu, lập tức lau đi tơ máu nơi khóe miệng, thản nhiên nói. Vừa rồi ngươi nhập ma, thần chí không rõ, ta mới không so đo với ngươi. Ta nợ cô. Diệp Húc im lặng một lát, cười nói. Sau này nếu Diệp Mỗ có chút thành tựu, tất sẽ báo đáp ân tình hôm nay quyết không nuốt lời trong mắt ma la dư lộ ra một chút dị sắc cười khanh khách nói có chút thành tựu diệp thiếu bảo ngươi không sống đến ngày đó chờ ra khỏi biển oan hồn này bà cô ta lập tức chém ngươi cắt thành nhân côn cô ta cười ngâm ngâm nói ra lời này lại làm cho người ta có một loại cảm giác sởn tóc gáy dường như không phải là một câu nói vui đùa ngược lại thật sự có thể cắt diệp húc thành nhân côn bảo nguyên đại thiền sư cùng âm hồn nhân hoàng vẫn liên tục chiến đấu như trước long trời lở đất. Hai người này đều đã tu thành thân thể bất tử bất diệt, mặc dù bị đánh nát đi vẫn có thể phục hồi như cũ, trong lúc nhất thời hai người rằng có mãi không xong. Tiểu tử tối, người nói ai sẽ thắng. Mà là dự ánh mắt chấp động, nhìn về bãi chiến trường kia, chỉ thấy không gian phạm vi trăm dặm đều bị hai người đánh thành một mảng hỗn độn. Âm hồn nhân hoàng và bảo nguyên đại thiền sư đứng ở trong hư không hỗn độn đổ nát, quyền đến cước đi, những luồng hơi thở hủy diệt đánh tới mọi nơi, khiến người không thể đến gần diệp húc nhìn thoáng qua mỉm cười nói chúng ta sẽ thắng ánh mắt mà dư sáng lên cười khanh khách nói không sai chúng ta sẽ thắng dám nói chúng ta là cậu nam nữ đợi đến lúc bà cô ta bắt được con lừa già ngu ngốc kia sẽ cắt lão thành mảnh nhỏ nghiên cứu chế tạo rồi cho cho ăn người thắng có vẻ không chỉ là chúng ta còn có những người khác ở nơi này diệp húc đột nhiên cảm giác được từng luồng từng luồng hơi thở như có như không chuyển đến hiển nhiên là trong biển oan hồn này không chỉ có hai người bọn họ xem trận chiến giữa Bảo Nguyên Đại Thiền sư và Âm Hồn Nhân Hoàng, còn có những người khác cũng xuất hiện ở nơi đây, ngồi chờ làm ngư ông đắc lợi. Nếu có thể thu phục Âm Hồn Nhân Hoàng chắc chắn là trợ thủ đắc lực cho con đường chém giết, mà Bảo Nguyên Đại Thiền sư lại là sơn môn hộ pháp của Tiểu Quang Minh Thánh Địa, tu luyện cửu chuyển nguyên công, thân thể mạnh có thể sánh với thân thể Nhân Hoàng, nếu có thể luyện thành thân ngoại hóa thân thì đủ để một người có thể sánh vai với cường giả tam bất diệt cảnh của cải trên người bảo nguyên đại thiền sư e là không ít chỉ cần lão cùng âm hồn nhân hoàng lưỡng bại câu thương sẽ khiến cho người ta có đường sống nhặt tiện nghi chỉ cần gặp được loại chuyện này sẽ có mấy người lại không động tâm đây ma la dư cũng cảm nhận được những hơi thở như ẩn như hiện đó sắc mặt ngưng trọng tu vi của cô ta còn cao thâm hơn diệp húc gấp trăm lần lập tức nhận thấy không chỉ hai người đang xem cuộc chiến những hơi thở đột nhiên xuất hiện đó rất nhiều chỉ sợ có hơn trăm người hơn nữa mỗi kẻ đều vô cùng hùng mạnh trước kia rất ít người đi đến biển oan hồn lịch luyện sao đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy ma la dư có chút tò mò khẽ dò hỏi diệp húc đây là lần đầu tiên diệp húc biết đến một chiến trường cổ tên là biển oan hồn đương nhiên cũng không rõ lắm duyên cớ trong đó đại sư huynh hình như nơi này có những người khác canh chừng trong một mảng sương mù dày đặc một giọng nói đột nhiên vang lên chỉ thấy những ngôi sao sáng óng ánh phía trên chúng là những tinh đấu nguyên thần tướng mạo cổ xưa ngồi giữa các ngôi sao xua tan sương mù hơn người dặm quanh thân. Những tinh đấu nguyên thần đó có tổng cộng 365 cái, tạo thành đại chu thiên tinh đấu nguyên thần, uy năng minh mông. Thạch tinh hải yên lặng mở mắt, chăm chú xem trận chiến giữa bảo nguyên đại thiền sư và âm hồn nhân hoàng, mỉm cười nói. Mặc kệ là ai, ngư ông chỉ có thể là chúng ta. Chỉ cần bảo nguyên đại thiền sư cùng âm hồn nhân hoàng chiến đấu tới lúc quan trọng nhất, chúng ta sẽ lập tức ra tay, đánh chết bảo nguyên, cướp lấy thân thể lão. Hắn đã tu thành đại chu thiên tinh đấu nguyên thần, tu vi tiến vào một hoàn cảnh thâm hậu dị thường không thể lường được cấm pháp chu thiên tinh cung đại chu thiên tinh đấu cấm điển tu luyện càng đến cảnh giới cao thâm uy lực sẽ càng lớn hiện giờ thạch tinh hải đã vượt xa vinh lâm có thể nói là sâu không lường được mà ở phía sau hắn còn có vài lão già mặc áo bào xám tu vi cũng sâu không lường được lần này chúng ta định xâm nhập biển oan hồn tìm kiếm di thể vu hoàng cổ không nghĩ tới có thể gặp được trận đại chiến này một lão già mặc áo bào xám cười nói bảo nguyên đại thiền sư thân là sơn môn hộ pháp của tiểu quang minh thánh địa được xưng là có sức chiến đấu đệ nhất bên trong sơn môn hiện giờ vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền nhưng ta nghe nói bảo nguyên cũng không đần lấy tính lão ta thì sao có thể trêu chọc đến thứ mạnh như ân hồn nhân hoàng tự đưa mình vào hiểm cảnh một lão già mặc áo bào xám khác buồn bực nói ở một chỗ khác trên chiến trường vài tên hoàng tộc ma tộc đứng tại một chỗ cũng đang xem cuộc chiến mấy người này tu vi cực kỳ thâm hậu Mỗi vị cũng không kém Thạch Tinh Hải, thậm chí người cầm đầu đã tu thành pháp tướng, phía sau có đứng một tên hoàng tộc đế thích bốn đầu tám tay, tám cánh tay của tên pháp tướng này chìa ra bốn phía, bắt lấy một cái chuyển luân cực lớn, giống như là ma thần vậy. Về những hoàng tộc khác, tuy không bằng hắn ta, nhưng cũng không kém là bao. Những người này hẳn là đệ tử xuất chúng nhất của các đại thần điện trong hàng cổ ma vực, thực lực mạnh mẽ. Chuyển luân tiểu thánh vương, kẻ có ý định như chúng ta, cũng không phải là số ít một gã con cháu hoàng tộc chớp động ánh mắt, chật chật cười quái dị nói. Không sao, ai dám tranh với bản vương, bản vương liền diệt hắn. Người trẻ tuổi cầm đầu kia có hơi thở cực kỳ cổ quái, khí thế hắn giống như một luân bàn cực lớn, điên cuồng chuyển động, mắt hắn lộ ra dị sắc, nhìn quét qua đám người, đột nhiên nhìn vào trong sương mù, nhe răng cười gần nói. Bình đẳng vương thái tử, nếu ngươi đoạt với ta, bản vương cũng sẽ diệt ngươi. Trong sương mù truyền đến một tiếng hừ lạnh, chỉ thấy một giọng nói âm nhu truyền đến, chuyển luân tiểu thánh vương ngươi diệt ta ư ngươi cũng xứng đổi lại làm đại thánh vương cha ngươi nói lời này còn có khả năng ngươi ra đây chuyển luân tiểu thánh vương nghe rằng cười độc ác nói hôm nay bản vương vạn chết ngươi những kẻ xuất hiện ở nơi đây đều là cường giả ma la pháp tướng phía sau ma la dư triển khai ngàn cánh tay trong lòng bàn tay ma nhãn mở ra bốn phương tám hướng những bóng người đó đều rơi vào trong ma nhãn của nàng nhìn thấy rất rõ thạch tinh hải cũng đến đây sao Diệp Húc dùng mình trong lòng, theo ma nhãn của Ma La Dư chú tí tới chỗ Thạch Tinh Hải, không khỏi khâm phục kẻ này, hiện giờ Thạch Tinh Hải so với hắn ta khi ở Bắc Hải bí cảnh trước đây, mạnh hơn không biết bao nhiêu, có thể thấy được tư chất của kẻ này. Hạ gia tam lão, hạ tường đường. Diệp Húc đột nhiên nhìn thấy một lão già đầu bạc, cũng xuất hiện ở trong ma nhãn của Ma La Dư, đúng là một trong tam lão hạ gia, hạ tường đường nắm giữ dương đỉnh trong tay, trong tâm không khỏi nghiêm nghị. Hạ tường đường cũng vào biển oan hồn lão già này tất nhiên là đuổi giết ta mà đến chỉ là trong biển oan hồn này sương mù dày đặc lão ta chưa tìm ra ta mà thôi lần này nguy rồi lão quái vật tam bất diệt cảnh này ở đây chỉ e cũng là muốn làm ngư ông đắc lợi lão ta có được thực lực tam bất diệt cảnh nhiều người ở nơi đây ngoại trừ bảo nguyên đại thiền sư và âm hồn nhân hoàng gia thì không có ai là đối thủ của lão ta chắc chắn sẽ lại bị lão phát hiện mất diệp húc thầm nghĩ trong lòng nếu không nhờ ma diễm thần kỳ của ma la dư hắn rất khó phát hiện lão quái vật tam bất diệt cảnh như hạ tường đường lại cũng nấp ở một nơi bí mật gần đó chuẩn bị đánh lén bảo nguyên đại thiền sư người đến chỗ này đều là bị trận chiến giữa bảo nguyên đại thiền sư và âm hồn nhân hoàng hấp dẫn mà đến chuyển luân tiểu thánh vương bình đắng vương thái tử bọn người kia không ngờ cũng đến góc vui ma la dư càng nhìn rõ hơn diệp húc cười khanh khách nói người ta thật muốn chém bọn chúng đây thiếu bảo có muốn giúp ta chuyện này không diệp húc không khỏi đánh cái dùng mình vội vàng cách xa nàng ta ra một ít cô gái này nhìn như đại tỷ tỷ hàng xóm dịu dàng săn sóc mà thật sự lại là một kẻ cuồng giết người vui giận thất thường hắn không để ý tới ma nữa mà là quan sát chặt chẽ cuộc chiến giữa bảo nguyên đại thiền sư và âm hồn nhân hoàng chỉ thấy một thời gian ngắn thôi đã khiến cho âm hồn nhân hoàng và bảo nguyên đại thiền sư tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng âm hồn nhân hoàng bị thương nặng hơn một ít phật quốc niết bàn sau đầu bảo nguyên đại thiền sư cùng với vô lượng phật quang gây ra tổn thương cực lớn cho âm hồn. Âm hồn nhân hoàng tuy mạnh mẽ, nhưng bị Phật quang chiếu đến, tốc độ khôi phục dần chậm lại, thân thể bất tử bất diệt dần dần bị Bảo Nguyên đại thiền sư đánh vỡ. Tuy hắn có thể chết đi rồi sống lại, nhưng Bảo Nguyên đại thiền sư làm sao có thể cho hắn cơ hội để sống lại cơ chứ? Thân thể của lão lần lượt bị đánh nát, nguyên thần và thiên địa pháp tướng cũng lọt vào trọng thương, nhưng lão ta có thể trở thành sơn môn hộ pháp của tiểu quang minh thánh địa chính là dựa vào chiến đấu, không để ý sống chết mà được. Lão là một đường sát phạt đánh ra uy danh hiển hách lão từng giết chết không biết bao nhiêu đối thủ ngang cấp thậm chí cả đại minh tôn vương của ma vực cũng có mấy kẻ chết trong tay lão ở trong tiểu quang minh thánh địa nếu luận thủ đoạn chiến đấu mặc dù là người đứng đầu tiểu quang minh thánh địa cũng thua kém lão ta không ít chính là loại ý thức chiến đấu này đã khiến lão áp âm hồn nhân hoàng một bậc tuy nhiên thực lực của âm hồn nhân hoàng lại ngang với lão ta bảo nguyên đại thiền sư muốn thắng được tất phải trả một cái giá rất lớn mới có thể bắt được hắn giờ phút này bảo nguyên đại thiền sư phi thường tức giận nhiều cường giả ma tộc và nhân tộc cùng xuất hiện như vậy vây xung quanh lão ta bốn phía lấy tu vi kinh thiên động địa của lão sao lại không phát hiện âm mưu đây chắc chắn là một âm mưu chuyên nhằm vào ta những kẻ này tất nhiên là nhằm vào ta mà đến đôi gian phu dâm phụ kia đưa âm hồn nhân hoàng tới sau đó bọn chúng đợi cho ta cùng với âm hồn nhân hoàng lưỡng bại câu thương mới đi ra làm ngư ông thu lợi gương mặt bảo nguyên đại thiền sư âm trầm ra tay lại càng thêm hung hiểm lão thân là sơn môn hộ pháp của tiểu quang minh thánh địa, trải qua sát phạt đã thành một thế hệ kỳ tài, nếu không cũng không thể tu luyện môn tâm pháp cửu chuyển nguyên công khó tu như vậy, đến cảnh giới hiện nay, những gì lão trải qua có thể gọi là truyền kỳ, có thể ca ngợi. Tuy nhiên, chiến đấu cho tới bây giờ, tu vi lão càng lúc càng yếu, kim than cao độ càng ngày càng thấp, cũng may âm hồn nhân hoàng cũng tiêu hao khá nhiều tu vi, thân hình vạn trượng dần dần ngâm nước. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC. Ly cà phê nhé. Thân thể hai người thu nhỏ lại chỉ lớn tầm trăm trượng, lực công kích vẫn kinh thiên động địa, mạnh đến đáng sợ. Diệp Húc âm thầm tính toán, loại cường độ công kích này nếu mình chen thân vào trong đó, chỉ sợ vẫn khó có thể chống lại được một hai chiêu, sẽ bị đánh cho nát bét. Bảo Nguyên sắp thắng rồi, chuẩn bị ra tay. Ma La Dư khẩn trương, khẽ nói. Tinh quang trong mắt Diệp Húc lóe lên, lắc đầu nói, "Không cần, chờ một chút." Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ trực sẵn hiện giờ quần hùng vây quanh nhìn xem cuối cùng ai mới là chim sẻ hắn lấy chiêu hồn phiên ra tâm niệm khẽ động chỉ thấy mặt phiên lay động phía dưới chữ chảm xuất hiện ba chữ hạ tường đường to đầm đìa máu ầm uhm. bảo nguyên đại thiền sư đột nhiên hạ một trưởng xuống đánh nát cái đầu của âm hồn nhân hoàng lập tức vô tận phật quang từ sau đầu trào ra bao phủ lấy thân thể tổn hại của âm hồn nhân hoàng bên trong phật quang từng vị đại phật từ trong phật quốc niết bàn đi ra Vườn quanh âm hồn nhân hoàng, định luyện hóa hắn thành cho luyện hóa một vị nhân hoàng. Công đức vô lượng của ta, công đức kim luân luyện bảo diệu quyết tất có thể nâng lên một tầm cao mới. Tu luyện đến tầng thứ bảy, đạo đức kim luân, bảo nguyên đại thiền sư giống như lão tăng ngồi thiền, chuyên tâm luyện hóa âm hồn nhân hoàng. Trong lòng tính toán nói, chỉ cần tu thành đạo đức kim luân, thực lực của ta tất có thể tiến thêm một bước nữa, đem những tên dám tính toán đánh lén ta, giết chết tất cả bảo nguyên đại thiền sư ngươi đã là đèn dầu sắp cạn nên ngoan ngoãn chết đi vô số ngôi sao phá tan tầng xương mù dày đặc gào thét kéo đến từng tôn tinh đấu nguyên thần phóng lên cao hóa thành đại chu thiên tinh đấu đại trận bao lại bảo nguyên đại thiền sư lại có một tòa trụ quang đại trận bay tới rơi vào bên trong tinh dấu đại trận lần lượt vận hành đè vào giữa cùng lúc đó một cái chuyển luân cực lớn bay lên hóa thành lục đạo luân hồi phía trên luân hồi chính là một tòa ma cung thật lớn đúng là ma vực thập điện chuyển luân thần vương điện chấn áp xuống bảo nguyên đại thiền sư lại có một tòa bình đẳng vương thần điện vút lên cao rồi sau đó hơn mười món vu bảo ma tộc phát ra từng trận rung động nhiếp lòng người đè tới bảo nguyên đại thiền sư tà ma ngoại đạo tất cả đều chết đi bảo nguyên đại thiền sư đột nhiên cười to bất thình lình đứng dậy chân to rậm một cái thật mạnh chỉ thấy nơi bàn chân lão hạ xuống chu thiên tinh đấu và trụ quang đại trận lập tức ngừng chuyển động lão lập tức đánh ra một quyền đánh bay chuyển luân vương thần điện và bình đẳng vương thần điện những vu bảo ma tộc khác đều bị chấn cho dạn nứt, thậm chí vỡ nát. Bảo Nguyên Đại Thiền Sư mặc dù khổ chiến một trận với âm hồn nhân hoàng, tu vi không còn dư thừa là bao, nhưng thực lực vẫn không thể đo lường như trước, một quyền liền đánh bay tất cả vu bảo của cường giả ma đạo, ma tộc, thậm chí đánh nát. Những vu bảo đó, đa số là tam tương chi bảo, thậm chí hai đại bảo vật, như bình đằng vương thần điện và chuyển luân vương thần điện lại là, bất diệt chi bảo của ma tộc, nhưng ở trước mặt lão ta lại như là đồ chơi của con nít, căn bản không thể làm lão bị thương chút xíu nào mặc dù là chu thiên tinh đấu đại trận và tinh không trụ quang đại trận cũng bị lão ta giẫm nát dưới chân giẫm cho trận pháp phải ngừng lại thực lực của lão mạnh như vẫn ở trong trạng thái toàn thịnh giơ tay nhấc chân liền có được sức mạnh to lớn có thể vùi thiên dập địa làm cho người ta không thể theo kịp xem ra tu vi của bảo nguyên quả thật đã hao tổn rất nhiều ánh mắt ma la dư tỏa sáng cười khanh khách nói diệp húc gật đầu đồng ý hắn từng đối mặt với cường giả tam bất diệt cảnh biết rõ chỗ lợi hại của bọn họ lúc trước hạ trung đường ở phù đồ thánh thành chỉ dựa vào khí thế thôi đã chấn áp được diệp húc nguyên thần lẫn thân thể đều bị vây khốn tất cả vu bảo đều không thể sử dụng thực lực của đại vu tam bất diệt cảnh thật khó có thể tưởng tượng được mà thực lực của bảo nguyên đại thiền sư còn trên cả hạ trung đường là cường gia đình cao đã tu luyện đến thiên địa pháp tướng bất diệt thân thể có thể sánh với nhân hoàng nếu lão ta ở trong trạng thái toàn thị những vu bảo đánh tới lão ta kia lão ta hoàn toàn không cần động thủ chỉ cần quát to một tiếng liền có thể chấn vỡ tất cả vu bảo, thậm chí chủ nhân vu bảo cũng bị đánh chết. Mà bảo nguyên đại thiền sư lại chỉ có thể chấn vỡ tam tương chi bảo, có thể thấy trận chiến giữa ông ta và âm hồn, nhân hoàng đã khiến lão hao tổn quá nhiều, chỉ sợ tu vi còn sót lại hiện giờ nhiều nhất có thể so, với tam tương cảnh thiên tương kỳ đỉnh phong mà thôi. Không chỉ như thế, có lẽ toàn thân bảo nguyên đại thiền sư bị trọng thương, nguyên thần và thiên địa pháp tướng đều bị tổn thương không nhỏ, hạn chế lão phát huy thực lực. Hiện giờ, bảo nguyên đại thiền sư chỉ còn một chỗ dựa cuối cùng, đó chính là thân thể của lão. Lão tu luyện cửu chuyển nguyên công đến cảnh giới tầng thứ 8, nguyên công bắt chuyển, có thể sánh với thân thể nhân hoàng, thân thể lão chính là vu bảo mạnh nhất. Diệp Húc có thể nghĩ đến điểm đó, những người khác cũng không phải kẻ ngu, rất nhanh cũng đã nghĩ đến chỗ mấu chốt. Bảo nguyên đại thiền sư, vừa rồi tiểu chất chỉ thủ một chút, xem ra tu vi của ngài quả thật hao tổn rất lớn, nguyên thần và thiên địa pháp tướng đều bị thương nặng rồi. Thạch Tinh Hải cười ha hả, xuất lĩnh đám cao thủ tinh cung xuất hiện, chỉ thấy đám cao thủ đó cùng quát to một tiếng, đều tự phóng tinh đấu nguyên thần lên, rơi vào trong Đại Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận và Tinh Không Trụ Quang Đại Trận. Những người này đều là thiên tài nổi tiếng của Chu Thiên Tinh Cung, tuy không có được 365 tinh đấu nguyên thần như Thạch Tinh Hải, nhưng cũng có mấy người tu thành tiểu Chu Thiên Tinh Đấu Nguyên Thần, những người khác đã có được hơn 10 cái tinh đấu nguyên thần. Nhất là bốn lão già mặc áo bào xám sau lưng Thạch Tinh Hải, Địa vị thân phận hiển nhiên cao hơn đám người một bậc, phía lại lại xuất hiện ra những tôn địa tướng tinh đấu nguyên thần, pháp lực mênh mông cuồn cuộn tuôn vào bên trong hai tòa đại trận. Tam tương cảnh có tất cả ba tầng cảnh giới lớn, pháp tương kỳ, địa tương kỳ, thiên tương kỳ. Bốn lão già mặc áo bào xám này hiển nhiên là cường giả địa tương kỳ, sau khi tu luyện đại chu thiên tinh đấu cấm điển xong, tu vi của bọn họ cao cường còn không kém trùng thiên cùng kỳ là bao. Chu Thiên Tinh cung thân là một trong tam cung ma đạo, đệ tử đông đúc so với bất cứ một môn phái bên trong lục phái đều khổng lồ hơn, tu vi đệ tử cũng cực xuất chúng, cao thủ xuất hiện lớp lớp. Tinh đấu nguyên thần cả địa tướng nguyên thần của những người này, cùng thúc dục hai tòa đại trận, lập tức phá tan uy phong của một cước của Bảo Nguyên Đại Thiền sư, đại trận u u vận chuyển, chỉ thấy kim thân của Bảo Nguyên Đại Thiền sư nhanh chóng ngâm nước, làn da khô quắt lại, nếp nhăn mọc lên, trong chớp mắt dường như già hơn hẳn 10 tuổi. Lập tức 365 tòa tinh đấu cuồn cuộn khởi động nghiền đè đến, chỉ thấy từng tòa tinh đấu hòa thành khôn cùng tinh lực, như thủy ngân chảy xuống, lập tức tinh lực ngưng tụ, hóa thành những lá cờ lớn, những tôn ma thần đi ra từ trong đó. Những thần ma này hình dạng kỳ lạ, có dữ tận hung ác, có hình dung tuấn mỹ, nam nữ già trẻ, cái gì cũng có. Đây là Chu Thiên Tinh Quân do Đại Chu Thiên Tinh đấu trận đổ biến hóa ra, thứ trong truyền thuyết nắm giữ Chu Thiên Tinh đấu. 365 vị Chu Thiên Tinh Quân khí thế khác biệt, tạo thành đại trận, đem không gian xung quanh Bảo Nguyên Đại Thiền Sư mở ra một mảng vũ trụ tinh không rộng lớn vô biên, nhốt bảo nguyên đại thiền sư bên trong đó, khiến lão không thể bỏ chạy được. Chỉ thấy 365 vị chu thiên tinh quân quay xung quanh chém giết, tới kim thân khổng lồ, của bảo nguyên đại thiền sư, lực công kích mạnh đủ để phá tan thân thể nhân hoàng, tạo thành thương tổn cho bảo nguyên đại thiền sư. Mà dưới chân bảo nguyên đại thiền sư lại có một tinh hệ giống như ngân hà, hàng tỷ vạn tinh xa chảy đi, mang theo thọ nguyên của lão. Đây là hai đại trận pháp nguy hiểm nhất của chu thiên tinh cung lần này cao thủ tinh cung hợp lực thúc giục mặc dù là bảo nguyên đại thiền sư cũng ở trong nháy mắt bị thiệt lớn bị vô số chu thiên tinh quân đánh lên kim thân cuồn cuộn tinh lực xâm chiếm thân thể lão một đường phá hư làm hỏng kim thân lão khiến kim thân của lão suy bại đồng thời tinh không trụ quang đại trận cũng được thúc giục vài giây qua đã mang đi hơn trăm năm thọ nguyên của lão lưỡng đại tuyệt sát trận của chu thiên tinh cung cũng thường thôi con trai của tinh đế ngươi cũng dám ra tay với ta đổi lại làm cha ngươi thì còn được Phật quốc niết bàn sau đầu bảo nguyên đại thiền sư đột nhiên bành trướng dữ dội, cưỡng ép tạo ra một mảng Phật quốc niết bàn rộng lớn bên trong vũ trụ tinh không của đại chu thiên tinh đấu đại trận, vô cùng vô tận Phật quang bắn ra, nồng đậm như canh, chấn áp tinh không trụ quang đại trận, khiến tòa đại trận này ngừng chuyển động. Tiếp theo vô số Phật đà tụng to Phật pháp, nhao nhao cả lên, từ trong Phật quốc niết bàn bay ra, đón lấy 365 chu thiên tinh quân. Lão ta lúc này ngừng chấn áp âm hồn nhân hoàng, pháp lực lập tức tăng vọt, đột phát tam tương cảnh thiên tương kỳ, tu vi ít nhất có thể sánh ngang thân thể bất diệt của cường giả. Phá cho ta! Bảo nguyên đại thiền sư quát lớn, một quyền đánh ra, trong chớp mắt đánh ra 365 quyền, đánh tan hết tất cả chu thiên tinh quân. Đám người thạch tinh hải đều thổ huyết, thậm chí cả bốn lão già mặc áo bào xám kia cũng bị chấn cho trọng thương. Bị lão ta chấn vỡ đại chu thiên tinh đấu đại trận và tinh không trụ quang đại trận. Bảo nguyên đại thiền sư phá trận mà ra, cũng tiêu hao cực kỳ lớn, đang định đại khai sát giới đột nhiên thấy một vòng chuyển luân hạ xuống thu lão ta vào trong đó chuyển luân thánh pháp lục đạo luân hồi xúc sinh đạo chuyển luân tiểu thánh vương và đám cường giả ma tộc liên thủ đồng loại đánh lên chuyển luân vương thần điện thúc giục cái chuyển luân cực lớn này những dòng ma khí quỷ dị tuôn vào bên trong thân thể bảo nguyên đại thiền sư chỉ thấy vô số cái lông đen bóng chui ra khỏi bảo nguyên đại thiền sư miệng càng lúc càng dài răng nanh mọc ra làn da bành trướng trong chớp mắt từ một vị kim thân Phật Đà khô gầy như trúc lại hóa thành một con lợn rừng vừa béo lại vừa đen. Chuyển luân thánh pháp của chuyển luân vương thần điện có được uy năng quỷ thần khó lường, phối hợp thêm món bất diệt chi bảo kỳ lạ của chuyển luân tiểu thánh vương lại có thể đánh bảo nguyên đại thiền sư vào trong súc sinh đạo, trực tiếp thay đổi kết cấu thân thể của ông ta, cưỡng ép biến ông ta thành một con lợn. Bảo nguyên không người nào có thể giết ngươi, nhưng chuyển luân tiểu thánh vương ta lại có thể. Chuyển luân tiểu thánh vương cười ha ha cùng với cường giả hoàng tộc y đồng loạt ra tay đánh tới con lợn rừng đen bảo nguyên đại thiền sư cười lạnh nói chuyển luân vương thần điện của ta chính là bất diệt chi bảo đánh lão ta vào trong xúc sinh đạo phá hỏng kim thân của lão đánh cho ta đánh chết lão vô số công kích rơi lên người bảo nguyên đại thiền sư công kích của những kẻ này vốn không thể đánh thương bảo nguyên đại thiền sư một chút nào nhưng lúc này kim thân của lão đã bị phá thân thể lập tức bị đám người chuyển luân tiểu thánh vương đánh nát không ngờ thế gian còn có loại vu bào quỷ dị như thế này sắc mặt diệp húc không khỏi kịch biến uy năng của chuyển luân vương thần điện thật sự khiến hắn run sợ món vu bào này có thể thay đổi thân thể người khác đánh nhốt người ta vào trong lục đạo loại công dụng này có thể nói là nghịch thiên làm cho người ta khó lòng phòng bị được sắc mặt ma la dư cũng ngưng trọng hiếm thấy nhẹ nhàng vuốt ve ma đao cười lạnh nói tòa chuyển luân vương thần điện trong tay tên chuyển luân tiểu thánh vương này chỉ là thứ phòng chế Chuyển luân vương thần điện chân chính nằm ở trong tay chuyển luân đại thánh vương. Tòa thần điện đó chính là cấm bảo, ngay cả cha ta cũng phải kiêng kỵ vài phần. Tặc tử ma tộc cũng dám ám toán ta. Chết! 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 Bảo nguyên đại thiền sư biến thành lợn rừng bị đám người chuyển luân tiểu thánh vương đánh, cho dập nát, chỉ còn lại thiên địa pháp tướng. Chỉ thấy vị thiên địa pháp tướng này giống như cổ Phật, đột nhiên đánh ra một quyền, đánh bay chuyển luân vương thần điện, đám người chuyển luân tiểu thánh vương đều hộc máu ra thân thể bảo nguyên đại thiền sư nhanh chóng phục hồi như cũ vô số cơ bắp xương cốt tái sinh lão ta là nhân vật tam bất diệt cảnh đỉnh phong thân thể bất diệt nguyên thần bất diệt thiên địa pháp tướng bất diệt dù là loại vu bảo quỷ dị chuyển luân vương thần điện này phá hủy thân thể lão cũng không thể xóa bỏ lão răng rắc tay kia của lão bổ tới phía trước bổ ra một tên hoàng tộc khác đằng đằng sát khí hôm nay tất cả kẻ đánh lén vật ra đều phải chết ở chỗ này bảo nguyên đại thiền sư giống như một vị minh vương phẫn nộ đi ra khỏi tượng thần trong chùa miếu sát khí thậm chí còn nặng hơn cả sát khí trong biển oan hồn không hồ là sơn môn hộ pháp của tiểu quang minh thánh địa được xưng là nhân vật có sức chiến đấu đệ nhất lão dũng mãnh như thế đản khiến cho rất nhiều cao thủ nấp trong chỗ tối không dám lộ ra e sợ bị lão tăng này đánh chết bình đẳng thái tử thậm chí còn không nói lời nào lặng lẽ ẩn nấp biến mất không thấy mà vào lúc này âm hồn vị nhân hoàng kia không còn bị bảo nguyên chấn áp nữa cũng đại khai sát giới, giết hại đám người vây công. Bảo Nguyên Đại Thiền Sư cười ha hả, một tay bắt lấy một gã cường giả tinh cung, xé thành hai nửa. Không ai có thể đánh lén Phật ra mà còn có thể bỏ chạy. Thật không? Lúc này, một tiếng cười già nua vang lên, hạ tường đường đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu Bảo Nguyên Đại Thiền Sư, một trường ấn xuống giữa đầu Bảo Nguyên Đại Thiền Sư, chỉ thấy người khổng lồ kim thân trăm trượng này đột nhiên dầm một tiếng vỡ nát, máu thịt bay tứ tung, thậm chí thiên địa pháp tướng của lão trong nháy mắt cũng bị thương nặng. Bảo Nguyên, hôm nay ta chẳng những đánh lén ngươi, thậm chí còn muốn đem ngươi tên hộ pháp sơn môn này sinh sôi luyện hóa. Một trưởng của hạ tường đường đánh nát kim thân của Bảo Nguyên, đánh lén đắc thủ, không khỏi cười ha hả. Sau lưng hiện ra thiên địa pháp tướng và cửu đỉnh, chỉ thấy cửu đỉnh hợp nhất, thiên địa pháp tướng của hắn ôm lấy cửu đỉnh, thi triển cửu đỉnh chấn thần châu, chụp xuống Bảo Nguyên đại thiền sư và thiên địa pháp tướng của lão, định thu lão vào trong đỉnh để luyện hóa. Cô bé, đến lúc chúng ta động thủ rồi, thần quang trong mắt Diệp Húc bắn ra, đột nhiên vươn thân nhảy lên, tế lên chiêu hồn phiên, cười to nói. Ma La Dư nghe nói như thế, lập tức phóng lên cao, tế pháp tướng lên, chỉ thấy Ma La pháp tướng của cô ta cầm ma đao trong tay, gào thét phóng tới hạ từng đường. Tiểu tử thối, không được gọi ta là cô bé, gọi ta là tỷ tỷ, không tỷ liền cắt ngươi ra. Cô ta khó chịu trong lòng, quay đầu lại chừng Diệp Húc một cái. Diệp Húc không nói lời nào, quát to một tiếng, khí chàng phía sau mở ra, ngọc thụ nguyên thần vũ động năm con tam túc kim ô kéo mặt trời bay tới cùng nguyên thần của hắn dung nhập vào bên trong chiêu hồn phiên vù lá cờ lớn này mở ra rộng gần 10 dặm diệp húc quát lớn tám cánh tay ôm lấy cột đại phiên bàn vương khai thiên kinh vạn chuyển quanh thân kim quang trói mắt từng khối cơ bắp lộ ra khiến cho những chiếc vảy ngược chân long dựng thẳng lên thân hình hắn tràn đầy lực lượng minh mông ra sức vung chiêu hồn phiên chỉ thấy mặt cờ bay bay ba chữ hạ tường đường lại càng hiện ra rõ ràng giống như có một loại ma lực quỷ dị đang chảy qua những chữ đó. Những chiếc xiềng xích màu đen từ bên trong bạch phiên bắn ra, như là độc long đại mãng, bắn thẳng hướng hạ tường đường. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Những xiềng xích đó đột nhiên bắn xuyên hư không, biến mất ở trong tầng tầng không gian, ngay sau đó xuất hiện bên người hạ tường đường. Vô số xiềng xích trong nháy mắt xuyên thủng thiên địa pháp tướng của hạ tường đường. Những xiềng xích đó nhanh chóng rút về, vây đi từng sợi hồn phách thần thức của hạ tường đường hạ tường đường tuy là lão quái vật tam bất diệt cảnh nhưng chỉ tu luyện đến nguyên thần bất diệt luận thân thể cường độ đều kém ra âm hồn nhân hoàng và bảo nguyên đại thiền sư luận tu vi lại thua kém bảo nguyên đại thiền sư rất nhiều bởi vậy siềng xích trong chiêu hồn phiên của diệp húc mới có thể xuyên thủng thiên địa pháp tướng khóa trụ hồn phách thần thức hạ tường đường tuyệt đối không ngờ tới biến cố này chỉ cảm thấy siềng xích nhập thể hồn phách thần thức gần như hoàn toàn bị lôi ra ngoài thiên địa pháp tướng không khỏi bị dọa cho hồn bay phách lạc Hồn phách thần thức là thứ quan trọng nhất đối với vu sĩ. Nếu hồn phách tiêu tan, vu sĩ lập tức chết. Thần thức tiêu tan, thiên địa pháp tướng sẽ bị người khác dễ dàng luyện hóa. Lúc trước thủy hoàng đế vị bá chủ nhân hoàng kỳ này bị hạng tông chủ hoàng tuyền ma tông rút đi một tia hồn phách, không thể bổ sung hồn phách cho mình, làm cho tráng niên sớm mất. Có thể thấy được hồn phách thần thức vu sĩ quan trọng đến nhường nào. Chỗ bá đạo quỷ dị của chiêu hồn phiên cũng có thể thấy được một hai, hoàn toàn có thể sánh ngang ma tộc chi bảo chuyển luân thần điện kia. Hạ Tường Đường vì bảo vệ hồn phách thần thức của mình, đem hồn phách thần thức giấu ở bên trong thiên địa pháp tướng, lúc này hắn đánh lén Bảo Nguyên đại thiền sư, vừa mới thành công, tâm thần vui vẻ sơ hở, cũng bị Diệp Húc đánh lén thành công. Đoạt! Bên trong thiên địa pháp tướng của hắn, hồn phách thần thức của Hạ Tường Đường gần như bị kéo ra khỏi cơ thể, lộ ra hình thể hư vô mờ mịt của hồn phách và thân thể cao lớn của thần thức, một lớn một nhỏ, tôn nhau lên. Là ai đánh lén ta? Hạ Tường Đường không kịp đối phó Bảo Nguyên đại thiền sư, quát lên một tiếng lớn, cửu đỉnh chấn áp thiên địa pháp tướng, bảo vệ hồn phách thần thức, khiến Diệp Húc không thể chiêu đi hồn phách của mình, lập tức toàn thân rung lên, chấn vỡ vô số xiềng xích kia, cả giận nói, cả ta mà cũng dám đánh lén, muốn chết. Tu vi hắn vô cùng thâm hậu, lại thế cửu đỉnh lên chấn áp, dù là Diệp Húc cũng không thể chiêu đi hồn phách thần thức hắn ta, phản kích lại, lập tức phá vỡ công kích của chiêu hồn phiên. Hạ tường đường, người mới tìm chết. Bảo Nguyên Đại Thiền Sư cuối cùng cũng khôi phục thân thể, liên tục bị người đánh nát thân thể dù là cường giả tam bất diệt cảnh thân thể bất diệt cũng sẽ tổn hao rất nhiều nguyên khí tuy gọi là lão quái vật tam bất diệt cảnh thân thể bất diệt nguyên thần bất diệt thiên địa pháp tướng bất diệt nhưng liên tục khôi phục thân thể nguyên thần cùng thiên địa pháp tướng nhiều lần cũng sẽ làm cho tu vi cảnh giới của bọn họ hạ xuống thực lực một lần lại không bằng một lần nhất là thân thể tái tạo lại thân thể sau khi bị đánh nát sẽ khiến sức chống đỡ của thân thể lão quái vật tam bất diệt cảnh không lớn được như xưa mỗi một lần khôi phục cần phải tu luyện không, biết bao lâu mới có thể trở lại được trạng thái toàn thịnh. Bảo Nguyên cùng âm hồn nhân hoàng chiến đấu, liên tục bị đánh cho thân thể vỡ nát, nguyên thần dập nát, thiên địa pháp tướng bị hao tổn, bằng không cũng sẽ không rơi vào tình cảnh này, thậm chí bị những tên cường giả nhỏ hơn một bối phận như Thạch Tinh Hải, chuyển luân tiểu thánh vương đánh lén thành công. Hiện giờ thân thể lão bị đánh nát hai lần liên tục, nhất là lần cuối cùng, hạ tường đừng lão quái vật tam bất diệt cảnh kia ra tay, Càng làm thương đến nguyên thần và thiên địa pháp tướng của lão, khiến tu vi thực lực của lão tiếp tục rơi xuống, hiện giờ chỉ còn lại có tu vi địa tương kỳ, phải khổ tu không biết bao lâu mới khôi phục lại, trong tâm giận dữ đến cực điểm. Quan trọng hơn nữa là, thân thể nhân hoàng của lão bị phá, mặc dù là loại công pháp dũng mãnh như cửu chuyển nguyên công cũng không thể ở, trong thời gian ngắn khiến kim thân của lão khôi phục đến trạng thái bát chuyển đỉnh phong. Hạ tường đường, chết cho Phật gia. Bảo Nguyên đại thiền sư một quyền đánh ra, Phật quang đại phóng, tuy rằng tu vi lão rơi xuống tam tương cảnh thiên tương kỳ, nhưng có tầng tầng công đức kim luân gia trì, khiến lão vẫn giữ được lực công kích của thân thể nhân hoàng, chỉ thấy một quyền này rơi vào người hạ tường đường, lập tức đánh vỡ thân thể bất diệt của hắn, nổ tan tành. Con, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, bảo nguyên đại thiền sư một quyền đánh ra, nện thật mạnh lên trên cửu đỉnh Trấn Thần Châu, lập tức đánh tan đại đỉnh, chia ra làm chín. Hạ tường đường phẫn nộ dị thường, nếu không phải vừa rồi hắn đem toàn bộ tu vi đều chấn áp chiêu hồn phiên, lấy thực lực hiện giờ của bảo nguyên đại thiền sư, căn bản không thể đắc thủ, khiến hắn bị thương nặng như vậy. Hắn bất chấp nhìn ai đánh lén, vội vàng triệu hồi cửu đỉnh, tái tạo lại thân thể, lại đúng lúc nào, chỉ thấy trên không trung một tia sét màu đen xẹt xuống, lướt qua cổ của thiên địa pháp tướng của hắn ta. Răng rắc chuôi ma đao đen xì này từ trên cao gào thét đánh xuống một đao xẹt qua lập tức bổ ra cổ thiên địa pháp tướng của hạ tường đường Hạ tường đường thầm nghĩ không xong rồi, chỉ thấy bảo nguyên đại thiền sư tiến nhanh đến, một quyền đánh lên nửa thân dưới của thiên địa pháp tướng của hắn, đánh cho nổ tung. Sao lại có thể như vậy? Hạ tường đường hoàn toàn bối rối, hắn vốn định là một con chim sẻ, đem bảo nguyên đại thiền sư con ve này và cả đám bọ ngựa liên quan cùng luyện hóa, chết, khiến cho thực lực tu vi của mình tiến thêm bước nữa, lại không ngờ rằng chim sẻ không chỉ có một, mà bản thân mình lại biến thành một con bọ ngựa trong miệng chim sẻ. Hắn vẫn chưa tu luyện đến trình độ thiên điệu pháp tướng bất diệt, nếu thiên địa pháp tướng hoàn toàn bị phá hủy thì sẽ không thể khôi phục lại nữa, chỉ còn một con đường chết. Hắn cũng không dám ngừng lại, vội vàng dùng một chút tu vi còn sót lại, nguyên thần bọc lấy đầu pháp tướng phóng lên cao, chỉ thấy cửu đỉnh keng keng rung động, hợp lại làm một, bao trùm hết nguyên thần và đầu thiên địa pháp tướng của hắn vào trong, xông thẳng ra ngoài. Hạ lão tiên sinh, ông còn muốn đi sao? Một bàn tay to đột nhiên xuất hiện, một trưởng đánh mạnh lên cửu đỉnh hợp nhất, lập tức đánh cho chín cái đại đỉnh bị tách ra, Diệp Húc nhập chủ thân thể liệt hỏa minh tôn, một bước bước ra, thân thể nhân hoàng ép cho hư không tắc tắc nứt ra. Liệt hỏa minh tôn, hóa ra là ngươi. Từ trong một khẩu đại đỉnh truyền đến tiếng giống giận phẫn nộ tới cực điểm, của hạ từng đường. Như vậy giờ phút này vị tuyệt thế cường giả hạ ra này lửa giận ngập trời, tức đến mức không thể nhẫn nhịn nữa. Hạ lão tiên sinh, lệnh huynh hạ trung đường đã bị ta xử lý, ngươi cũng đi cùng lão ta đi, miễn cho lão ta cô đơn trên con đường hoàng tuyền diệp húc cười to tám cánh tay đều xuất hiện những vòng u thiên thần giới từ từ dâng lên chộp tới cửu đỉnh định phong ấn tất cả cửu đỉnh lại vù một khẩu đại đỉnh trong đó hơn mười vạn tên phân thân hạ tường đường đều phóng lên cao bay đi bốn phương tám hướng diệp húc khe a à một tiếng đột nhiên biết đây là thần niệm hóa thân của hạ tường đường hạ tường đường mượn hóa thân bay ra nguyên thần và thiên địa pháp tướng còn sót lại tất nhiên ẩn nấp trong đám hóa thân đó mượn cơ hội bỏ chạy còn muốn chạy Diệp Húc thúc giục U Thiên Thần Vương độ ách ấn, từng tòa U Thiên Thần giới nhanh chóng khuếch trương ra bên ngoài, trong chớp mắt bao phủ hơn ngàn dặm, bắt được hàng ngàn âm hồn của hạ từng đường phong ấn bên trong độ ách ấn. Đám người Thạch Tinh Hải, chuyển luân tiểu thánh vương thấy thế, kinh hãi muốn chết, vội vàng thả người dựng lên, đều thi triển thủ đoạn thoát khỏi nơi này. Ở nơi nào lại chạy đến một vị đại minh tôn vương. Dũng mãnh, thật quá dũng mãnh. U Thiên Thần giới càng lúc càng nhỏ, Diệp Húc tay nâng độ ách ấn lòng bàn tay của tám cánh tay giống như nâng lên những vầng trăng sáng, sặc sỡ lóa mắt. Hắn cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy bên trong U Thiên Thần Vương độ ách ấn, vô số hạ tường đường đều nổ tung, hóa thành từng dòng thần niệm, trừ những thứ đó ra, còn có hơn một ngàn âm hồn, khi còn sống đều là cường giả tam bất diệt cảnh, thực lực cực kỳ hùng mạnh, có thể sánh ngang cao thủ vu đạo tam tương cảnh. Thậm chí, trong U Thiên Thần Vương độ ách ấn, của hắn còn phong ấn hơn 10 tên bí mật ẩn nấp gần đó nhân cơ hội đánh lén bảo nguyên những người này chưa kịp chạy trốn đã bị hắn lấy u thiên thần vương độ ách ấn phong ấn trong lòng bàn tay lão già hạ tường đường kia vẫn chạy thoát đáng chết thật sự đáng chết trong tâm diệp húc không nhịn được dâng lên từng dòng khí hung bạo phá tan thập phương u minh của ma la dư bên trong thiên địa do khí thế hắn hình thành những con cự thú viễn cổ ngửa mặt lên trời gầm rú chấn triệt thiên địa vang tận mây xanh sát cơ của hắn phát tác lòng bàn tay phát lực răng rắc răng rắc bóp nát từng cái u thiên thần vương độ ách ấn những âm hồn bị phong ấn trong ấn đều nổ tung hóa thành cuồn cuộn tinh khí mười mấy tên ma tộc cùng cường giả khác đều không chạy ra được khỏi vận hạn thân thể và nguyên thần thậm chí cả pháp tướng đều nổ tung bị bàn tay diệp húc bóp nát hóa thành những đám xương máu trong chớp mắt diệp húc nhập chủ liệt hỏa minh tôn khuôn mặt dữ tợn đến đáng sợ bốn khuôn mặt đều mở miệng gầm lên chỉ thấy những dòng huyết khí và tinh khí phóng lên cao cuồn cuộn rót vào trong cửu đỉnh của hắn Diệp Húc sát khí ngút trời, trong lòng có một loại kích động khát máu không thể ngăn chặn, giết chết nhiều người và âm hồn như vậy lại khiến cho tâm ma của hắn dục dịch. "Bàn Vương Khai Thiên Kinh, mày còn muốn khống chế ta ư?" Diệp Húc cả kinh, vội vàng tĩnh tâm lại, thập phương u minh thế giới tản ra những dòng khí âm hàn, chảy vào bên trong thế giới của hắn, khiến cho những con cự thú viên cổ kia an tĩnh lại. Diệp Húc không khỏi thầm nhủ một tiếng may mắn. Hiện giờ hắn nhập chủ thân thể liệt hỏa minh tôn, nếu nhập ma lúc này lấy lực phá hoại khủng bố kia của liệt hỏa minh tôn hậu quả thật khó có thể chịu được chỉ sợ sẽ khiến cho một cái thế giới đều lâm vào trong biển lừa không biết bao nhiêu người sẽ bị hắn giết chết nhập chủ thân thể liệt hỏa minh tôn thật vô cùng hung hiểm khiếm khuyết của bản vương khai thiên kinh cần phải trừ bỏ càng sớm càng tốt nếu không tu vi của ta càng cao thực lực càng mạnh hậu quả khi nhập ma tạo thành lại càng lớn diệp húc thu thân thể liệt hỏa minh tôn lại hắn lo lắng rằng mình bất cứ lúc nào cũng sẽ phá vỡ thập phương u minh của ma la dư nhập ma hóa thành sát thần bởi vậy thân thể của liệt hỏa minh tôn này không nên động đến tốt nhất là không nên dùng diệp húc ngẩng đầu nhìn hướng ma la dư chỉ thấy ma la dư nghịch chuyển ma đao chém đến bảo nguyên đại thiền sư đang tranh đấu với bảo nguyên đại thiền sư cô gái ma tộc này khi chiến đấu rồi thì vô cùng mạnh mẽ lại có thể lấy công đối công với bảo nguyên đại thiền sư tác phong dũng mãnh khiến diệp húc xấu hổ không thôi thực lực tu vi của bảo nguyên đại thiền sư hạ xuống thật lợi hại lão liên tục bị người đánh nát kim thân nguyên thần và thiên địa pháp tướng tuy rằng có khôi phục nhưng dù sao tổn hao lợi hại nhất là âm hồn nhân hoàng đánh tới và hạ tường đường đánh lén lại khiến lão bị thương nặng hơn nữa môn phái tiểu quang minh thánh địa này từ trước đến nay không thích luyện chế vu bảo chỉ chú trọng tu luyện thân thể bọn họ tu luyện cửu chuyển nguyên công đến chỗ cao thâm kim thân mạnh mẽ lợi hại hơn chắc chắn hơn bất cứ vu bảo nào lần này lão bị thương rất nặng tu vi đột nhiên giảm kim thân bị đánh rơi cảnh giới nếu không lấy tu vi thực lực hơn ma la dư gấp trăm lần chỉ cần một chiêu liền có thể giết chết ả ma nữ kia khiến cô ta không thể trốn căn bản sẽ không đấu với ma la dư lâu như vậy ma la dư thân là hoàng tộc ma la tiên thiên đã cao hơn người một đầu thân thể có thể sánh ngang diệp húc gần như đạt tới trình độ tam bất diệt cảnh thân thể bất diệt cô ta đánh thông bảy đại luân hải tu vi tam tương cảnh pháp tương kỳ lại có thêm một thanh ma đao cho ma hoàng tự tay rèn ra thực lực cô ta mạnh chỉ hơn chứ không kém Diệp Húc, lực ép tất cả cường giả trẻ tuổi. Hiện giờ bảo nguyên đại thiền sư có thể nói là hổ xuống đồng bằng, rồng khốn chỗ cạn, từ khi ông ta xuất đạo 2.600 năm trước tới nay, đây là lần đầu tiên chật vật như vậy. Nhưng dù như vậy, Ma Dư vẫn không phải đối thủ của lão, mặc kỳ thế công của Ma Dư cực kỳ điên cuồng, nhưng một quyền của bảo nguyên liền có thể bức cô ta phải lui. Vị lão tăng kim thân này rực rỡ, đỉnh đầu có một tòa huyền thiên lưu ly bảo tháp 8 tầng hiện lên, chỉ thấy những cái ngũ giai lục giai linh mạch như rồng như chăn từ trong bảo tháp bay ra không ngừng dung nhập vào trong thân thể lão lão vận chuyển cửu chuyển nguyên công phun ra nuốt vào một lượng lớn thật là kinh người trong chớp mắt đã tiêu hao đi những linh mạch cao đẳng đưa linh mạch hóa thành chân nguyên dung nhập vào trong nguyên thần và thiên địa pháp tướng cửu chuyển nguyên công được xưng là thân thể mạnh nhất trong thiên địa sánh ngang với vạn kiếp vô lượng tâm kinh môn tâm pháp này khi tu luyện đến hậu kỳ thành tựu cực kỳ bất phàm chẳng những phun nuốt lượng linh khí rất lớn còn trợ giúp tu luyện hơn nữa năng lực khôi phục lại kinh người bảo nguyên đại thiền sư chính là thấy người vây công chỉ còn lại một mình ma la dư nên mới yên tâm an tâm chữa trị tổn thương của nguyên thần và thiên điệu pháp tướng khôi phục tu vi nguyên công vận chuyển chữa trị kim thân đương 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 ma la dư liên tục chém ba đao lên người bảo nguyên chỉ thấy bảo nguyên đại thiền sư lại không tránh không né đều nhận lấy những công kích đó kim thân của lão rực rỡ, không hề có vết thương nào. Ngay tại trong khoảng thời gian ngắn này, kim thân của lão đã được chữa trị không ít, đạt tới thân thể tam bất diệt cảnh đỉnh phong, tiến thẳng tới thân thể nhân hoàng. Nếu kim thân của lão khôi phục đến cường độ của nhân hoàng, như vậy lão đối mặt với Diệp Húc và Ma La Dư sẽ áp đảo hẳn. Cho dù Ma La Dư và Diệp Húc có dùng hết toàn lực, cũng chưa chắc có thể làm thương đến một đầu ngón tay của lão, mà một trưởng của lão ta lại có thể giết chết hai người. Một đôi gian phu dầm phụ, nếu không phải tại các ngươi, Phật gia ta sao lại rơi vào tình cảnh này? Bảo Nguyên Đại Thiền Sư cười ha hà, đột nhiên khoanh chân ngồi xuống, đầu nâng bảo tháp, phía trên bảo tháp hiện ra những cái chuông đồng cực lớn, trùm xuống phía dưới, bảo vệ quanh thân, không ngừng xoay tròn, bắn ra những phù văn Phật môn kỳ lạ, lạnh lùng nói. Phật gia liền ngồi ở đây, để cho các ngươi đánh, cho các ngươi luyện. Chờ Phật gia chữa xong trị thương thế, khôi phục vài phần tu vi, Phật gia sẽ giết chết các ngươi, chặt đầu xuống gửi cho ma hoàng. Nói không biết ngượng, mà La Dư giận dữ, pháp tướng vung ma đao lên, như mưa rền gió dữ chém tới Bảo Nguyên, chỉ thấy chuông đồng trên đầu Bảo Nguyên đại thiền sư cong cong vang lên không ngừng, ma đao hạ xuống người lão đều bị cái chuông đồng này đỡ được, không thương tổn lão ta một chút nào. Ảo ảnh chuông đồng này như thể là do ngọc lưu ly đúc thành, kỳ quang dị thái, không ngừng xoay tròn, chính mà một món cấm bảo khác của tiểu quang minh thánh địa, tên là thập phương lưu ly tự tại chuông, do một vị vu hoàng của tiểu quang minh thánh địa luyện chế lực phòng ngự kinh người, mặc dù là ảo ảnh cấm bỏ thôi, nhưng cũng đủ để chống đỡ công kích của Ma La Dư. Con lừa đần chết tiệt kia, đây là người ép ta. Thập điện Diêm La. Ma La Dư thu ma đạo lại, chỉ thấy phía sau cô ta đột nhiên xuất hiện 10 tòa ma điện viễn cổ. Bên trong ma điện, những luồng hơi thở kinh khủng đến cực điểm truyền ra, giống như trong điện cung phụng chính là thần ma viễn cổ. Trong nháy mắt, từng vị ma vương tử trong ma điện đi ra, bọn họ hình dáng kỳ lạ, tướng mạo cổ xưa, có bốn đầu tám tay, có ngàn tay ngàn mắt, có thân người đuôi bò cạp, có thân người bốn tay đuôi rắn, như thể mà thần ma viễn cổ hiện ra trốn nhân gian. Loại hơi thở khủng bố của Vu Hoàng truyền đến, che trời phủ đất, chấn áp tất cả. Mười vị ma vương này tất cả đều là nhân vật cấp bậc Vu Hoàng. Diệp Húc vốn định nhúng tay, nhưng nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi dừng chân lại. Từ trên người những ma vương đó, hắn cảm nhận được những luồng hơi thở Vu Hoàng của ma tộc mạnh mẽ, hùng mạnh vô cùng, sắc mặt không khỏi khẽ biến. Ma La Dư ẩn giấu thực lực của mình khiến cho hắn khiếp sợ. Thực lực của Ma La Dư quả thật hơn hắn rất nhiều, nếu lúc trước khi tranh đấu, cô ta triệu tập thập điện Diêm La, Diệp Húc Tất sẽ không thể ngăn cản được, chỉ có thể tế liệt hỏa minh tôn lên để chống lại. Thứ làm cho hắn càng thêm khiếp sợ chính mà 10 tòa thần điện viễn cổ này. Sắc mặt bảo nguyên đại thiền sư lại kịch biến, từ trong 10 tòa ma điện viễn cổ xuất hiện những vị cường giả, ma chủ ma vực, theo thứ tự là Diêm Ma Vương, Sâm Ma Vương, U Minh Vương, Diêm La Vương, Sâm La Vương bình đẳng vương chuyển luân vương diêm phù đề vương gia đề gia vương ở thời thượng cổ những ma chủ đó đều là những nhân vật vu hoàng khai sáng ra đám thánh địa vô thượng của ma vực là diêm ma thần điện sâm ma thần điện nhưng những vu hoàng ma tộc đó đã sớm chết đi chỉ để lại truyền thuyết ma la dư triệu tập đến ảo ảnh của loại vu bảo kỳ lạ thập điện diêm la này trong đó lại có ma chủ thượng cổ này thật sự khiến lão khiếp sợ ung dung thoải mái vừa rồi đã không cánh mà bay diệp húc nhìn thập điện diêm la thầm nghĩ Mười tòa thần điện này là thứ bảo vật gì vậy? Chẳng lẽ là Ma Hoàng tìm kiếm thân thể thập đại ma chủ, luyện ra thứ vu bảo này? Trên người những ma chủ thượng cổ đó mặc dù có hơi thở mạnh mẽ của vu hoàng, nhưng Diệp Húc cũng không cảm giác được khí tức của cấm bảo, xem ra mười tòa ma điện viễn cổ này hẳn không phải là cấm bảo, mà là bảo vật cấp nhân hoàng chi bảo, bởi vậy Diệp Húc mới có thể đoán, mười tòa ma điện viễn cổ này mà bảo vật do Ma Hoàng luyện chế ra. Ma Hoàng tìm kiếm thân thể thập đại ma chủ luyện chế mười tòa đại điện này e là trí hướng không nhỏ định lấy thập đại ma điện trong hàng cổ ma vực một lưới bắt hết chiếm lấy tất cả diệp húc nháy mắt liền nghĩ đến điểm quan trọng thập đại ma điện hàng cổ ma vực chính là đạo thống do thập đại ma chủ để lại kế thừa đến nay ma hoàng đào hết những thi thể tổ sư khai phái đó ra luyện chế thành thập điện diêm la e là vì để sau khi thâu tóm được thập đại ma điện lấy thập điện diêm la mà mình luyện chế thay vào đó trở thành bá chủ chân chính thống trị hàng cổ ma vực thậm chí những cấm bảo của thánh điện ma tộc đó e là đã rơi vào tay ông ta, biến thành bảo vật trong tay thập đại ma chủ, dùng để chấn áp thập địa ma vực. Đến lúc đó, bên trong bộ cấm bảo này, của ma hoàng sẽ bao gồm hơn 20 món bảo vật cấp cấm bảo, thêm vu hoàng hóa thân mạnh mẽ của thập đại ma chủ, tung hoành vô địch. Thập điện Diêm La chính là một bộ cấm bảo, chỉ sợ sau khi luyện thành, uy năng sẽ vượt xa đại đa số cấm bảo khác, chỉ có loại bảo vật như cừu đỉnh hạ gia mới có thể chống lại ông ta. Nhưng hạ gia đã đánh mất ba cái đại đỉnh. Liên kết giữa sáu cái đại đỉnh còn lại e cũng không thể chống lại Thập Điện Diêm La. Diệp Húc nghĩ đến đây, không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Nếu Ma Hoàng nhất thống Ma vực, ngay sau đó sẽ lập tức tiến đánh thế giới Vu Hoang, đến lúc đó, lấy thực lực Vu Hoàng của ông ta, thêm loại cấm bảo mạnh mẽ đến cực điểm Thập Điện Diêm La này, chỉ sợ các đại thánh địa của thế giới Vu Hoang đều phải sụp đổ, không thể chống cự. Luyện chế cấm bảo cũng không phải đơn giản như vậy, không chỉ cần có tài liệu, còn phải có vận may có một số vu hoàng thậm chí cả đời đều không thể luyện chế ra được một món. Bộ cấm bảo này của ma hoàng luyện chế vô cùng khó khăn, tài liệu cần đều nhiều đến không thể tưởng tượng được, hy vọng bộ cấm bảo này của ma hoàng vĩnh viễn không thể luyện thành. Trong lúc hắn suy nghĩ, ma la dư đã tế thập điện diêm la lên, chỉ thấy hơi thở vu hoàng chấn động đất trời, bức tan sương mù trong phạm vi mấy ngàn dặm, lộ ra ánh sáng ban ngày. Đương Thập phân lưu ly tự tại trung ẩm ẩm vỡ nát, căn bản không thể chống lại thập điện diêm la bảo nguyên đại thiền sư cũng bị hơi thở của thập điện diêm la ép cho cả bảo tháp cũng bị bức rơi vào trong cơ thể hơi thể của mười vị vu hoàng ép cho thân thể lão thu nhỏ lại dữ dội trong chớp mắt từ một người khổng lồ trăm trượng thu nhỏ lại thành kim thân hai trượng lão bị hơi thở vu hoàng vây chặt vào giữa không thể thoát thân nhưng dù bảo tháp bị chấn áp linh mạch từ trong đó vẫn không ngừng chảy ra bị bảo nguyên cắn nuốt luyện hóa khiến tu vi lão không ngừng khôi phục thực lực càng ngày càng mạnh cường giả tam bất diệt cảnh đỉnh phong bất luận thời điểm nào cũng không thể khinh thường mặc dù đèn dầu sắp cạn cũng không thể tùy ý khi nhục luyện hóa mà là dư từ từ phun ra một ngụm chọc khí ánh mắt chớp động pháp tướng phía sau thúc giục ma điện chỉ thấy quanh thân thập điện diêm la vương ma khí dày đặc không ngừng tuôn hướng bảo nguyên đại thiền sư định đem vị cường giả tiểu quang minh thánh điện này sinh sôi luyện hóa bảo nguyên đại thiền sư khoanh chân ngồi để mặc thập điện diêm la vương luyện hóa bản thân cười lạnh nói con nhóc kia, tu vi của ngươi không được, tuy có thể chấn áp Phật gia, nhưng muốn luyện hóa Phật gia, ngươi còn xa mới đủ. Ma La Dư Luân phiên thúc dục thập điện Diêm La, tiêu hao quá nhiều. Thập điện Diêm La tuy không phải cấm bảo, nhưng uy năng lại mạnh đến đáng sợ, lấy tu vi của Pháp tướng cô ta triệu tập ảo ảnh người tòa thần điện này, sau một lúc cũng không chịu nổi. Bảo Nguyên, ngươi cho là bà cô ta thật sự không đối phó được ngươi sao? Kim thân của ngươi bị ma khí ăn mòn, đã không còn mạnh mẽ được như trước nữa, một đao của ta liền có thể chém vỡ nó ra. Ma La Dư vung ma đao lên, một đao chém tới Bảo Nguyên, chỉ thấy đao quang đánh xuống, đầu Bảo Nguyên vang một tiếng rơi xuống, bị cô ta chém đứt. Ma La Dư lòng vui vẻ, chỉ thấy cái đầu này của lão Bảo Nguyên vừa mới rơi xuống đất lập tức hóa thành cho bụi, vô số tinh khí tuôn vào bên trong thân thể lão, ở chỗ cổ lập tức mọc ra một cái đầu. Ma La Dư vừa sợ vừa giận, liên tục chém hơn 10 đao, đao cô ta chém rơi bao nhiêu cái đầu, Bảo Nguyên liền mọc ra bằng đấy cái, vô cùng quỷ dị. Để ta thử xem. Diệp Húc dung chiêu hồn phiên, vô số xiềng xích đen trên mặt phiên bắn ra, những xiềng xích đó hữu hình vô chất, xuyên thủng thân thể Bảo Nguyên. Muốn thu đi hồn phách thần thức của ta. Nằm mơ. Bảo Nguyên cười to, quát lên. Thân thể vi lao, phong hồn khóa phách. Diệp Húc liên tục dung chiêu hồn phiên, xiềng xích bong bong dung lên, nhưng không cách nào lôi hồn phách lão ra khỏi thân thể. Thân thể Bảo Nguyên đại thiền sư thật sự mạnh mẽ, thậm chí cả hồn phách thần thức đều khóa vào trong thân thể thật mạnh thậm chí cả chiêu hồn phiên đều không thể chiêu đi hồn phách lão chỉ cần điểm này lão đã lợi hại hơn hạ tường đường không ít dù sao hạ tường đường chỉ dựa vào bản thân không thể đối kháng chiêu hồn phiên còn phải dùng đến cửu đỉnh mới đánh gãy xiềng xích mà bảo nguyên lấy thân thể làm lao khóa trụ hồn phách thần thức đã khiến cho diệp húc không thể làm gì được lợi hại không ngờ thân thể lão ta lại có thể tu luyện được mạnh mẽ như thế diệp húc không khỏi líu lưỡi thầm nghĩ nhưng nói gì thì nói, nếu ta tu luyện đến cảnh giới của lão, có lẽ thân thể ta sẽ có được cường độ như cấm bảo. Thế gian không có mấy người, cấm bảo có thể làm ta bị thương. Một đôi cẩu nam nữ, gian phu dâm phụ, bằng các ngươi cũng muốn làm Phật gia bị thương. Nằm mơ, bảo nguyên đại thiền sư kim thân hơi hơi rung rung, lập tức đánh gãy vô số xiềng xích, bất thình lình đứng dậy, Phật quang trong Phật quốc niết bàn sau người phóng ra, vô số Phật đà tuôn ra, đánh tới thập đại ma chủ, chấn động thập đại thần điện viễn cổ, gần như đánh nát 10 tòa thần điện này. Tu vi lão ở trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại vài phần, tu vi thẳng tiến thiên tương kỳ đỉnh phong, lợi hại hơn vừa rồi mấy chục lần, thậm chí đối kháng với uy áp của Vu Hoàng truyền đến từ thập điện Diêm La, lạnh lùng nói: "Qua không lâu nữa chính là tử kỳ của đôi gian phu dâm phụ các ngươi, ta không tin không chém được ngươi." Ma La dư giận dữ, quay đầu nói với Diệp Húc: "Liệt Hỏa Minh Tôn đâu? Bảo ông ta đi ra, chém con lừa già ngu ngốc này, không cần liệt hỏa minh tôn ra tay ta liền có thể chém lão ta diệp húc bất cứ lúc nào cũng có thể tẩu hỏa nhập ma lâm vào trong giết chóc sao lại có thể dễ dàng tế liệt hỏa minh tôn vị thân ngoại hóa thân này lên mỉm cười nói cô còn có thể chấn áp được bao lâu ma là dư chớp chớp mắt một bộ dáng nửa tinh nửa ngò nói một khắc ta chỉ có thể chấn áp lão ta một khắc sau một lúc ta tiêu hao quá lợi hại ảo ảnh thập điện diêm la sẽ tiêu tan bảo nguyên sẽ thoát thân ra không thể khắc chế, đến lúc đó ngươi chỉ có thể cõng ta chạy trốn. Còn nữa, không được cõng ta sau lưng, lấy ta chắn công kích của Bảo Nguyên. Chạy trốn. Diệp Húc cười nói. Vì sao phải trốn? Sau một khắc, ta tất có thể chém lão lừa ngốc kia. Không xong, đi mau. Hắn không nói lời nào, kéo Ma La Dư xoay người liền trốn. Chỉ thấy phía sau bọn họ, âm hồn nhân hoàng lúc này đã mọc ra đầu, bước nhanh đến. Âm hồn nhân hoàng này cùng bảo nguyên đại thiền sư ác chiến một trận, tuy thực lực hao tổn lớn nhưng hắn ít nhất cũng có được thực lực ngang bảo nguyên một bảo nguyên đại thiền sư đã khiến cho diệp húc và ma la dư sức đầu mẻ chán thêm âm hồn nhân hoàng này nữa diệp húc và ma dư cũng mệt mỏi không thể làm gì thậm chí nói không ngừng để bảo nguyên trốn thoát đến lúc đó bọn họ sẽ bị hai đại cường già này đuổi giết tiểu tử thối vừa rồi ngươi nói không cần chạy trốn mà ngươi ngươi lại chạy nhanh nhất ma dư giận dữ cổ động pháp tướng vận chuyển thập điện diêm la chấn áp bảo nguyên đại thiền sư chạy song song với diệp húc gào thét bay đi chỗ sâu trong biển oan hồn chỉ thấy thập điện diêm la vương quay xung quanh bảo nguyên cùng nhau công phạt thế công linh hoạt sắc bén áp chế vị lão tăng này khiến lão ta không thể thoát khỏi sự trấn áp của thập điện diêm la đột nhiên sắc mặt ma la dư lại biến pháp tướng phía sau mở ngàn tay ra những cái ma nhãn tản ra ánh sáng yếu ớt chỉ thấy đi theo phía sau bọn họ không chỉ có mỗi âm hồn nhân hoàng thậm chí đám người thạch tinh hải Chuyển luân tiểu thánh vương, bình đẳng vương thái tử cũng kéo nhau trở lại đuổi theo bọn họ, nên biết rằng bất kể là âm hồn nhân hoàng hay bảo nguyên đại thiền sư đều là những của cải không thể tưởng tượng được, nhất là bảo nguyên lại là sơn môn hộ pháp của tiểu quang minh thánh địa, của cải tích lũy cả đời này của lão không thể tưởng tượng được, mặc dù là bậc cường giả tam bất diệt cảnh như hạ tường đường cũng sẽ động tâm, huống chi bọn họ đám người thạch tinh hải tránh thoát khỏi u thiên thần vương độ ách ấn của liệt hỏa minh tôn cảm thấy khí thế vô cùng khủng bố kia của liệt hỏa minh tôn biến mất đều vội trở về tra xét kết quả nhìn thấy diệp húc và ma la dư vây khốn bảo nguyên đại thiền sư mà liệt hỏa minh tôn đã không cánh mà bay lấy nhãn lực của bọn họ lập tức nhìn ra chỗ tiện nghi lập tức kéo nhau trở lại bọn người kia thật đúng là âm hồn bất tán thấy liệt hỏa minh tôn không ở liền thi nhau chạy về diệp húc từ trong ma nhãn của ma la dư cũng nhìn thấy bóng dáng đám người này lúc này vừa phi hành trốn thoát âm hồn nhân hoàng đuổi giết vừa tế ngọc lâu lên, lấy ra món vu bảo trảm tiên đài, nói. Cô bé, cô dẫn đường phía trước, cố gắng kiên trì một khắc. Gọi ta là tỷ. Mà là dư huy huy đao với hắn, cả giận nói. Diệp húc làm như không nghe thấy, thầm nghĩ. Lúc trước ta không thể tế luyện toàn trảm tiên đài này, nhưng hiện giờ tu vi ta tăng lên mấy là, tu luyện đến hóa thần cửu phẩm, hẳn là có thể tế luyện tòa trảm tiên đài này nhỉ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé hắn đầu tiên tế luyện khốn tiên thằng nguyên thần của hắn đã lớn mạnh đến cực điểm cao tới vạn trượng ngọc thụ sừng sững đứng vững giữa trời cao vô số cái dễ bay múa đâm vào trong hư không truyền đến luồng dao động pháp lực mênh mông tuy năm mặt trời đồng loạt xuất hiện khiến cho diệp húc khó có thể không chế được tâm ma nhưng lại khiến cho tu vi hắn tăng lên mấy lần lấy tu vi vốn có của hắn chỉ có thể tế luyện chiêu hồn phiên nhưng lúc này tu vi hắn tăng vọt có đủ tiền vốn để tế luyện những bất diệt chi bảo khác cùng trảm tiên đài Tuy rằng cả Trảm Tiên Đài và năm món bất diệt chi bảo khác có chút cố sức, nhưng Diệp Húc hiện giờ cũng không quản được nhiều, một là bởi vì biển oan hồn thật sự nguy hiểm, dùng Tôn Thiên ngoại hóa thân liệt hỏa minh tôn này lại có thêm nhiều hung hiểm, không thể đoán trước được, thậm chí là tàu hỏa nhập ma, khiến cho hắn không thể tìm vu bảo an toàn hơn. Hai là bởi vì, chém giết Bảo Nguyên Đại Thiền sư, với hắn mà nói có lợi cực lớn. Bảo Nguyên Đại Thiền sư tu luyện công đức kim luân luyện bảo diệu quyết, đã đem pháp môn kỳ lạ này tu luyện đến đại đức kim luân tầng thứ sáu đỉnh phong chỉ cần giết chết lão ta rồi diệp húc sẽ đạt được ác quả công đức tăng công đức kim luân của mình lên tới đại đức kim luân thậm chí tới cảnh giới rất cao trực tiếp tu thành tầng thứ bảy đạo đức kim luân lấy đại đức kim luân hoặc là đạo đức kim luân thúc giục chư thiên thần vương công đức ấn uy lực tất mạnh không thể tưởng tượng được quan trọng nhất chính là hắn dung nhập công đức kim luân luyện bảo diệu quyết vào trong bản vương khai thiên kinh nếu có thể tu luyện đến độ cao đại đức kim luân thậm chí là đạo đức kim luân đối với chuyện hắn hoàn thiện bản vương khai thiên kinh trấn áp tâm ma sẽ có ích lợi rất lớn thân thể và linh mạch cùng với những bảo vật khác trên người bảo nguyên diệp húc lại không để tâm mấy nhưng loại công đức đại đức kim luân này hắn bắt buộc phải lấy được khốn tiên thằng hóa thành một con kim long dương nanh múa vuốt phát ra từng trận tiếng rồng ngâm ngân nga không ngừng cắn nuốt pháp lực và tinh khí trong nguyên thần của diệp húc mà công đức kim luân sau lưng diệp húc không ngừng chuyển động từng vòng kim luân bao lấy thân thể kim long sau một lúc lâu sợi khốn tiên thằng này đã được hắn tế luyện thành công hóa thành một con kim long còn nhỏ quay xung quanh người diệp húc mấy vòng phun ra long khí những long khí đó hóa thành những con kim long nhỏ bé không ngừng lượn xung quanh người hắn thật xa hoa lộng lẫy diệp húc tiến tới không ngừng lập tức tế luyện chảm tiên đao từng món vu bảo trên chảm tiên đài được hắn tế luyện thành công hạ xuống ấn ký tinh thần của mình chỉ còn lại một cái đài hành hình chưa có tế luyện tu vi của hắn tế luyện mấy vu bảo khốn tiên thằng gông khóa tiên đã tiêu hao rất lớn hiện giờ còn sót lại ít tu vi đã không đủ để tế luyện thành công đài hành hình không tế luyện đài hành hình trảm tiên đài sẽ không thể tạo thành một chỉnh thể e là không thể chém được bảo nguyên đại thiền sư nếu để lão thoát thân muốn chấn áp lão ta lại gần như là không có khả năng thậm chí còn có thể bị lão hộ pháp sơn môn tiểu quang minh thánh địa này đuổi giết diệp húc trần trừ một lát chỉ thấy bảo nguyên đại thiền sư càng đánh càng mạnh cùng thập điện diêm la đánh cho trời sụp đất nứt thương thế của lão đang dần dần hồi phục, thực lực không ngừng tăng trưởng. Ngược lại, Tu Vi Ma La Dư càng lúc càng yếu, gần như không khống chế được thập điện Diêm La. Diệp Húc không trần trừ nữa, ngọc lâu trên đỉnh đầu hạ xuống một cái thuần dương linh mạch, thuần dương linh khí như thủy triều, điên cuồng tuôn vào bên trong khí thế hắn, bị ngọc thụ nguyên thần cắn nuốt. Hắn vận chuyển bản vương khai thiên kinh, thúc giục môn công pháp này, mượn dùng sát khí khủng bố trong biển oan hồn, nâng cao tốc độ vận chuyển bản vương khai thiên kinh lập tức đem thuần dương linh khí cuộn cuộn hóa thành chân nguyên, hóa thành tu vi. Bản thân hắn đã tu luyện đến hóa thần cửu phẩm, chỉ thiếu một bước nữa sẽ bước vào nguyên thần kỳ. Sở dĩ Diệp Húc chậm chạm không đi tiếp một bước này, chính là lo lắng khi mình đột phá nguyên thần kỳ rồi, sáu mặt trời đều xuất hiện, khó có thể tiếp tục chấn áp tâm ma. Nhưng hiện giờ tình hình nguy cấp, hắn không kịp nghĩ nhiều như thế. Ẩm, um, lại thêm một vầng mặt trời trói trang từ thế giới sau lưng hắn, trong biển rộng mênh mông kia từ từ mọc lên, tam túc kim ô kéo vầng mặt trời này bay ra biển rộng, sông lên trời cao. Thế giới do khí thế phía sau hắn mở ra, sáu mặt trời đều xuất hiện, vô cùng nóng bức, không trung lưu hòa, nơi nơi đều là thái dương chân hỏa đang chảy đi thiêu đốt, mặt đất rạn dạ nứt, những ngọn núi lửa phun trào ra dung nham cuồn cuộn, dường như biến thành một mảng địa ngục liệt hỏa. Sáu mặt trời, sáu con tam túc kim ô to lớn, gần như thiêu cháy thế giới của hắn, thậm chí mười tầng u minh thế giới, mà Ma La Dư đánh nhốt vào bên trong thế giới của hắn ở dưới thái dương chân hỏa đã bắt đầu từ từ tan chảy. Âm khí của thập phương U Minh căn bản không thể ngăn cản dị tượng, do sáu mặt trời cùng xuất hiện, âm khí trong đó không ngừng chảy mất, bị thái dương chân hỏa luyện hóa. Cứ mãi như vậy, thập phương U Minh tất sẽ bị đốt cháy bốc hơi hoàn toàn, đến lúc đó tỷ lệ diệp húc tàu hỏa nhập ma, hóa thành sát thần sẽ tăng lên rất cao. May mắn, trong thời gian ngắn thập phương U Minh sẽ không bị đốt chảy hoàn toàn, tạm thời còn có thể chấn áp được tâm ma. Bên trong nguyên thần của Diệp Húc, Pháp lực bành trướng dữ dội, ngọc thụ lại càng thêm trong suốt, gốc cự mộc lớn vạn trượng này ở khoảnh khắc hắn đột phá đến nguyên thần kỳ, vẫn ẩm ẩm sinh trưởng, thẳng đến cao đạt hai vạn trượng mới khó khăn lắm định hình. Ngọc thụ đem thế giới phía sau Diệp Húc khởi động, trời cao ẩm ẩm ù ù, càng ngày càng cao, mặt đất chìm xuống, càng ngày càng dày. Hiện giờ khí thế hắn vô cùng kiên cố, gần như hình thành một thế giới chân chính, không dễ phá hủy. Diệp Húc chỉ cảm thấy pháp lực của mình điên cuồng tăng lên, ước chừng gấp hai gấp 3 lần lập tức thét dài một tiếng, cuồn cuộn pháp lực tuôn vào trong đài hành hình, chớp mắt liền hoàn toàn tế luyện đài hành hình thành công. Diệp Húc khẽ động tâm niệm, Khốn Thiên thẳng phát ra một tiếng rồng ngâm, hạ vào trên đài hành hình, vù, vù, chiêu hồn phiên, chảm tiên đao, tỏa tiên ra, tử tù Bồ đoàn đám vu bảo đều bay lên, hạ xuống trên đài. Bảo Nguyên Đại Thiền Sư đột nhiên đánh ra một quyền, thập điện diêm la đồng loạt vỡ nát, thập đại ma chủ đều bị đánh cho tan thành cho bụi, mà ma la dư tức thì bị chấn cho hộc máu bay ngược ra ngoài không rõ sống chết nào là thập điện diêm la nào là thập đại ma chủ tất cả đều là vô căn cứ ở dưới chân phật gia không có ma không có diêm la chỉ có người chết bảo nguyên một chân bước ra quanh thân phật quang phóng ra kim thân liền bành trướng giống như một vị cổ phật kim quang trói lóa bàn tay khô gầy mở ra chộp tới ma la dư hiện giờ kim thân của phật gia đã khôi phục đến thân thể nhân hoàng tuy còn chưa tu luyện đến đỉnh nhưng đánh chết đôi gian phu dâm phụ các ngươi là đủ rồi tay của lão còn chưa chạm đến ma la dư đột nhiên một con kim long dương nanh múa vuốt bay tới trong chớp mắt liền trói lão lại ngay sau đó bảo nguyên đại thiền sư phát hiện mình đang bay về phía một tòa ngọc đài lơ lửng trên không trung phía trên ngọc đài có một mặt đại phiên bay phát phới trên mặt viết tên của mình và một chữ chảm đầm đìa máu bảo nguyên đại thiền sư vừa mới hạ xuống chảm tiên đài chỉ thấy cùng khóa tiên mở ra gài lên trên cổ vị hộ pháp sơn môn tiểu quang minh thánh địa này tiểu bối ma tộc bằng ngươi cũng muốn chém ta bảo nguyên đại thiền sư đứng trên trảm tiên đài ánh mắt đảo qua chữ chảm đầm đìa máu trên mặt chiêu hồn phiên lạnh lùng nói kim thân lão rực rỡ trói lọi giống như một vị cổ phật cũng không bị cùng khóa tiên đè xuống lúc trước giả la minh tôn bị cùng khóa tiên khóa trụ lại thậm chí bị ép cho không thể không quỳ gối lên tử tù bồ đoàn nhưng kim thân của bảo nguyên đại thiền sư mạnh còn trên cả thân thể giả la minh tôn hiện giờ lão đã khôi phục thân thể nhân hoàng cho dù bị cùng khóa tiên chấn áp vẫn cứ đứng thẳng không quỳ. Phật gia xuất đạo hơn 2.000 năm nay, trong cả đời này, trải qua không ít sóng to gió lớn, thậm chí bị cả nhân vật đứng đầu thánh địa đuổi giết, cho đến ngày nay, vẫn bình yên vô sự. Đừng nói là một tên tiểu bối tam thần cảnh ngươi, cho dù là thánh chủ đến đây cũng chẳng thể làm gì được ta. Khí thế của bảo nguyên đại thiền sư như cầu vồng, quanh thân Phật quang phóng ra, phía sau lưng hiện ra Phật quốc Niết Bàn, rộng lớn vô biên, từng tòa linh sơn, từng vị đại Phật, giống như một thế giới cực lạc, hoành tráng đồ sộ quỳ xuống giọng nói lạnh nhạt của diệp húc truyền đến ở trong nháy mắt khi hắn nắm tòa chảm tiên đài này trong tay dường như bản thân đột nhiên biến thành kẻ khác không còn là diệp húc diệp thiếu bảo nữa mà là phán quan của thiên đỉnh viễn cổ nắm giữ sự sống chết của người khác trong tay chém tiên giết phật trong ánh mắt không có nửa phần dao động không có thương hại không có thông cảm không có châm chọc không có đồ cợt chỉ là lạnh lùng chỉ cần đứng trên chảm tiên đài nhất định sẽ bị hắn chém nguyên thần giết thân thể, hồn phách bị phong ấn trong chiêu hồn phiên. Ngươi dám bắt ta quỷ xuống. Bảo nguyên đại thiền sư cười ha hà, kim thân lão cao trăm trượng, tuy rằng bị khốn tiên thằng chói kim thân lại, cùng khóa tiên khóa cổ, tất cả thần thông biến hóa đều không thể dùng. Nhưng lão vẫn giống như một vị Phật đà trên cao, dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống diệp húc, cười lạnh nói. Phật gia ta cuộc đời này giết người phóng hỏa, những ma đầu ta chém giết nhiều không đếm xuể, hạng người cuồng vọng gặp không ít, còn không có kẻ nào to gan khiến ta quỷ xuống ngươi là kẻ đầu tiên. Quỳ xuống. Diệp Húc dùng toàn lực thúc giục Trảm Tiên Đài, Bảo Nguyên Đại Thiền sư chỉ cảm thấy cùng khóa tiên, trên cổ đột nhiên trở nên vô cùng nặng, Phật quốc niết bàn phía sau đột nhiên biến mất. Cái cùng khóa tiên này chẳng những khóa thân thể lão lại, đồng thời cũng khóa nguyên thần, thiên địa pháp tướng của lão, thậm chí còn khóa luôn cả khí thế của lão. Hai đầu gối lão mềm nhũn, bịch bịch một tiếng quỳ lên trên tử tù bồ đoàn, trong lòng vừa giận vừa sợ, lão nổi giận gầm lên một tiếng song trường phát lực định dãy ra khỏi cái cùng khóa tiên này thoát khỏi phong ấn của nó chẳng qua lúc trước giả la minh tôn có thể thoát khỏi cùng khóa tiên tránh sự chu sát của trảm tiên đài chính là vì tòa vu bảo này tự công kích không có người tế lên mà lúc này trảm tiên đài được diệp húc tế lên uy lực so với khi vây khốn giả la minh tôn hùng mạnh hơn không biết bao nhiêu lần mặc kệ kim thân của bảo nguyên đại thiền sư mạnh mẽ đến đâu sức mạnh to lớn đến đâu cũng không thể thoát khỏi bảo nguyên Ngươi có biết tội không? Giọng nói lạnh lùng của Diệp Húc truyền đến, giờ khắc này, hắn dường như trở thành phán quan tuyên tội định trảm của thiên đình viễn cổ, tuyên đọc tội ác của Bảo Nguyên Đại Thiền Sư. Bảo Nguyên phát động sức mạnh toàn thân, gắng sức đứng dậy, nhưng gông xiềng khóa tiên khóa tất cả thần thông của lão, khiến lão có một thân pháp lực tàu trời lại không cách nào thi triển. Kim thân lão không thể nói là không mạnh, có thể sánh với thân thể nhân hoàng, bất diệt chi bảo bình thường cũng không thể làm lão thương tổn chút nào. Pháp lực lão không thể nói là không hùng hậu, có thể đại chiến cùng âm hồn nhân hoàng, gần như luyện hóa âm hồn nhân hoàng, thậm chí cả đại vu tam bất diệt cảnh như, hạ tường đường đều bị một quyền của lão đánh nát. Nhưng khi lão đứng trên tòa trảm tiên đài này lại như là gặp phải khắc tinh. Tòa trảm tiên đài này như là chuyên môn chuẩn bị cho cao thủ có thân thể hùng mạnh, thần thông khôn cùng như lão, khắc chế khắp nơi. "Ma đầu, ngươi không giết được ta." Khuôn mặt bảo nguyên đại thiền sư giữ tợn, rít gào như sấm. Kim thân của Phật gia chính là thân thể nhân hoàng có thể sánh với Phật Đà viễn cổ. Kim thân của ta bất tử bất diệt, nguyên thần của ta bất tử bất diệt, thiên địa pháp tướng của ta cũng bất tử bất diệt. Phật ra ở đây, để cho ngươi chém, ngươi cả đời cũng đừng hòng tổn thương ta chút nào. Tâm trí lão vẫn chưa bị tử tù bồ đoàn chấn áp, vẫn vô cùng kiên nghị như trước, chỉ thấy bảo tháp của lão bay ra, những cái linh mạch như giống như chăn chui vào trong miệng lão, khiến tu vi lão khôi phục dữ dội. Diệp Húc làm ngơ, giọng điệu thường thường, thường thản nhiên, khẽ tuyên đọc nói. Chém chỗ một chữ chảm, lập tức chảm tiên đao bay lên, chém xuống đầu bảo nguyên đại thiền sư. Bảo nguyên đại thiền sư cười lạnh, nhìn một đao này hạ xuống, ánh mắt lập tức quét tới, cười lạnh nói. Bằng ngươi mà cũng muốn chém giết ta. Chờ ta khôi phục tu vi đến tam bất diệt cảnh, đó chính là tử kỳ của ngươi. Đao quang hạ xuống, một cái đầu cực lớn bắn lên cao, bảo nguyên đại thiền sư lúc này mới nói ra một chữ ngươi. Trong mắt lão lộ ra một tia kinh ngạc, dư quang nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy một dòng kim huyết từ cổ lão phun ra, thân thể lão bị chém nguyên thần cũng bị chém thành hai nửa thiên địa pháp tướng cũng bị chém đầu thậm chí thần thức hồn phách đều bị chảm tiên đao bổ ra vù chiêu hồn phiên rung lên chỉ thấy hồn phách thần thức của bảo nguyên đại thiền sư không tự chủ được bay ra khỏi kim thân rơi vào trong đại phiên sau đó bảo tháp của lão bắt đầu phân giải vô số linh quang tản ra khắp nơi một tòa vu hồn dưới tám tầng từ từ xuất hiện kim thân nguyên thần và thiên địa pháp tướng của ta lại không thể chống lại thứ vu bảo này hai mắt lão tối sầm lại thế giới xung quanh nhanh chóng lâm vào trong một mảng tối tăm tại sao lại có thể như vậy đây là ý nghĩ cuối cùng của lão hộ pháp sơn môn của tiểu quang minh thánh địa cuối cùng đã chết diệp húc nhẹ nhàng thở ra thoát khỏi tâm tình của phán quan thiên đình chỉ cảm thấy sức mạnh trong cơ thể nhanh chóng biến mất không khỏi cả kinh tòa bất diệt chi bảo trảm tiên đài do sáu món bất diệt chi bảo tạo thành sau khi tế lên tương đương với đồng thời tế sáu món bất diệt chi bảo lên tiêu hao rất lớn, trong chớp mắt ngắn ngủi chém giết bảo nguyên đại thiền sư gần như, tiêu hao sạch sẽ tu vi của Diệp Húc. Ông, 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 sau đầu Diệp Húc, nhân bảo Kim Luân, địa bảo Kim Luân, thiên bảo Kim Luân, nghiệp hỏa Kim Luân, đại bảo Kim Luân, đại đức Kim Luân lần lượt xuất hiện, công đức ác quả tuần hoàn không ngớt, từng đám nghiệp hỏa hồng liên, từng con mắt tà ác, từng vị hồng liên tà Phật, tạo thành một cảnh tượng quỷ dị u ám. Công đức Luân hồi. Ma âm từng trận, giống như hàng tỷ ma đầu cùng giống to lên, tuyên đọc ma kinh, khuyên người hướng ác, cũng là công đức kim luân, bảo nguyên đại thiền sư giống như một vị đại Phật viễn cổ, mà Diệp Húc lại giống như một vị ma vương viễn cổ. Ông, đạo đức kim luân chậm chậm hình thành, vòng kim luân này xuất hiện, Diệp Húc đột nhiên có một loại cảm giác tâm tư thông thấu như ngọc, khiến tâm ma quấy nhiễu hắn bao lâu dường như ở thời khắc này đều tan đi, không cánh mà bay. Ở bên tai hắn truyền đến đủ tiếng ca ngợi, dường như hàng tỷ ma đầu, hàng tỷ sinh mạng tà ác đang cơ ngợi sự tà ác của hắn sau đầu Diệp Húc, bảy vòng kim luân liên tục xoay vòng, khiến toàn thân hắn tản ra một loại hơi thở tà ác thần thánh. Hắn giống như một vị ma vương đi ra từ trong hàng cổ, vẻ ngoài vô cùng thần thánh, nhưng tập hợp hàng ngàn hàng vạn tội ác về một thân. Ma La Dư bị bảo nguyên đại thiền sư đánh bay, bị thương rất nặng, lúc này cuối cùng chấn áp thương thế bay tới, nhìn thấy bảo nguyên bị chảm, cái miệng nhỏ nhắn dương tròn lên, giật mình nói. Tiểu tử thối, ngươi thật sự chém lão ta rồi nha. Diệp Húc làm ngơ, yên lặng ở bên trong sự ảo diệu của chư thiên công đức. Nếu là trước đây, hắn chắc sẽ có kè mặc cả với Ma -la Dư, nhưng lúc này hắn thật sự bị sự ảo diệu của công đức Kim Luân hấp dẫn, không hề đặt kim thân và thiên địa pháp tướng của Bảo Nguyên trong mắt. Loại cảm giác công đức gia thân này thật là kỳ diệu. Diệp Húc khẽ cười ha hả, tâm niệm khẽ động, từng vầng trăng, từng mặt trời, từng chiếc khai thiên cự phủ từ trong tay hắn dâng lên. Hắn đồng thời dùng ra ba loại chư thiên thần vương công đức ấn, chỉ cảm thấy nguyên thần của mình tiêu hao cực lớn, gần như không thể đồng thời thi triển ba loại công đức thần vương ấn pháp. Hắn liên tục ác chiến, lại tế luyện chảm tiên đài, chém giết bảo nguyên đại thiền sư, tiêu hao thật lớn, hiện giờ đã gần đèn dầu đã cạn. Nhưng mà, cho dù như thế, uy lực của ba loại thần vương công đức ấn này tăng lên dữ dội, so với trước đây càng thêm dũng mãnh, nếu hắn khôi phục tu vi, chỉ sợ uy lực của chư thiên thần vương công đức ấn sẽ tăng lên không chỉ gấp bội. Tiểu tử thối, nếu tòa vu hồn giới này ngươi không cần, vậy cũng thuộc về ta, ma la dư hưng trí bừng bừng định cũng thu luôn vu hồn giới của bảo nguyên cô ta quay đầu nhìn lại không khỏi ngây dại chỉ thấy diệp húc tay nâng mặt trăng mặt trời cầm khai thiên phủ trong tay bốn đầu tám tay tám con mắt nhắm chặt hắn giống như một vị thần vương thống ngự chư thiên công đức gia thân một loại hơi thở thần thánh không thể xâm phạm truyền đến loại hơi thở này thậm chí khiến cho ma la dư cũng không khỏi bị quấy nhiễu cảm thấy dường như mình thấp hơn diệp húc một đầu luồng hơi thở thật kỳ quái sao ta lại cảm thấy ngay cả hơi thở của phụ hoàng dường như cũng không bằng hắn ta. Nội tâm Ma La Dư kinh hoàng, công đức Kim Luân sau đầu Diệp Húc liên tục chuyển động, ma âm sung đãng, loại ma âm này lọt vào trong tai cô ta, thậm chí khiến cô ta quên hết thảy, không tự chủ được sinh ra một loại cảm giác thân thiết với Diệp Húc, gần như cho rằng Diệp Húc là người thân mật nhất với cô ta. Giờ khắc này, trong tâm cô ta tràn đầy kính ngưỡng, ngưỡng mộ, ái mộ, sùng bái với Diệp Húc, thậm chí bất kể Diệp Húc bảo cô ta làm chuyện gì, cô ta cũng sẽ không hề nhắc lên được ý chí phản đối. Nguy hiểm thật. Bà cô ta suýt nữa thì bị tiểu tử này vô thanh vô tức độ hóa mất. Ma La Dư cả kinh, từ trong rung động tỉnh lại, không khỏi dùng mình một cái, lòng còn sợ hãi. Vừa rồi, cô ta suýt nữa thì quy hướng Diệp Húc, lúc trước bảo nguyên đại thiền sư liền dùng loại thủ đoạn độ hóa người khác này, để độ hóa âm hồn trong biển oan hồn, tụ tập công đức. Mà Diệp Húc chém chết bảo nguyên, đem tầng tầng lớp lớp ác quả tập trung vào thân, công đức kim luân của hắn so với bảo nguyên còn hùng hậu hơn thậm chí ở trong nháy mắt quấy nhiễu tâm trí của malazu -dư, ở dưới tình huống malazu không hề đề phòng gần như độ hóa được cô ta malazu quên thu vu hồn giới đột nhiên thấy một bàn tay to chụp tới nhẹ nhàng tìm tòi khống chế tỏa vu hồn giới này diệp húc thu tỏa vu hồn giới này vào trong ngọc lâu của mình cũng không xem xét nói đám người thạch tinh hải sắp đuổi tới rồi hiện giờ ta gần như đèn dầu sắp cạn E sẽ không phải là đối thủ của bọn họ, mau đi. Ngàn mắt sau lưng Ma La Dư mở ra, thân hình đám người thạch tinh hải, chuyển luân tiểu thánh vương và bình đẳng vương thái tử lập tức hiện ra bên trong ngàn mắt của cô ta, chỉ thấy những kẻ này. Ở trong khoảng thời gian bọn họ đối phó bảo nguyên đại thiền sư đã vây khốn âm hồn, nhân hoàng, ác chiến một phen, bắt lấy luyện hóa. Âm hồn nhân hoàng gần như bị bảo nguyên luyện hóa, thực lực còn lại không cao, bị bọn họ bắt được luyện hóa cũng không có gì khó. Dù sao Thạch Tinh Hải, chuyển luân Tiểu Thánh Vương và Bình Đẳng Vương Thái Tử, đều là những cường giả trẻ tuổi hiếm có. Thạch Tinh Hải là con trai của Tinh Đế, chuyển luân Tiểu Thánh Vương là con trai của Điện Chủ chuyển luân Vương Thần Điện trong hàng cổ ma vực, chuyển luân Đại Thánh Vương còn Bình Đẳng Vương Thái Tử là con trai của Điện Chủ Bình Đẳng Vương Thần Điện. Bọn họ đều là huyết thống hoàng tộc, tiên thiên hậu thiên đều cao hơn người một bậc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Những người này thiên tư xuất chúng, lại là con người đứng đầu thánh địa thân phận địa vị cao hơn người một bậc muốn cái gì có cái đó không hề giống kẻ như diệp húc vì linh mạch mà tìm kiếm cướp đoạt xung quanh tuy nhiên dù là thân phận địa vị của bọn họ đám của cải của âm hồn nhân hoàng và bảo nguyên đại thiền sư cũng không gặp nhiều vẫn làm cho bọn họ động tâm không thôi bám giết không tha cuối cùng âm hồn nhân hoàng bị chuyển luân tiểu thánh vương đoạt đi những người này không tiếp tục tranh nhau nữa ngược lại truy đến bên diệp húc này tốc độ cực nhanh hiện giờ ta cũng bị bảo nguyên đánh cho trọng thương dầu hết đèn tắt quả thật không phải là đối thủ của những người này ma dư cắn chặt răng thở dài nói thật muốn chém bọn chúng quá cô ta chấn áp bảo nguyên cũng khiến tu vi tổn hao rất nhiều không tốt hơn diệp húc là mấy nếu bị đám người chuyển luân tiểu thánh vương và thạch tinh hải đuổi theo bao vây chỉ sợ lành ít giữ nhiều diệp húc và ma dư đỡ lẫn nhau bay đi chỗ sâu trong biển oan hồn hai người bọn họ vốn là quan hệ đối địch ma dư bị diệp húc đánh một lần hận tới tận xương, mà Diệp Húc cũng suýt bị cô ta chém. Hai người thậm chí tế bất diệt chi bảo lên, gần như đánh ngươi chết ta sống. Tuy nhiên liên tục gặp dịp, lại làm cho bọn họ không thể cùng đi chung một chỗ. Loại duyên phân này có thể nói là kỳ diệu. Phía trước, sương mù càng lúc càng mở nhạt. Diệp Húc nhìn phía trước, chỉ thấy xa xa những dãy núi nhấp nhô, kỳ sơn dị thủy, giang sơn như họa, kỳ hoa dị thảo, hương thơm kéo đến. Nơi này chính là trung tâm của biển oan hồn, không có một chút sát khí nào, mà âm hồn du đãng xung quanh cũng biến mất hết sạch. Ở loại địa phương sát khí ngút trời như biển oan hồn, đột nhiên lại xuất hiện một nơi rực rỡ bình yên như vậy, làm cho người ta phải chật chật lấy làm kỳ lạ. Nơi táng thân của Vu Hoàng, Ma La Dư nhìn thấy cảnh tượng phía trước, đôi mắt đột nhiên sáng lên, vui sướng vạn phần nói. Diệp Húc quan sát xung quanh, chỉ thấy bốn phía một mảnh tường hòa, khác những nơi khác trong biển oan hồn một trời một vực, không khỏi cười nói. Nơi đây là nơi Vu Hoàng ngã xuống. Sao không có hơi thở của Vu Hoàng? hắn từng đến nơi vu hoàng tử vong, loại khí thế chấn áp chư thiên, bá chủ thiên hạ này che trời phủ đất, khiến người không thể đến gần, mà ở nơi đây lại một mảnh tường hòa, không có bất cứ sát khí gì, giống như một mảnh thế ngoại đảo nguyên. Ma La Dư cắn cắn cái môi đầy đặc xinh đẹp, khẽ nói. Vu Hoàng Mai Cốt Chi Địa có thể nói nơi hung hiểm nhất là toàn bộ biển oan hồn. Khi cha ta còn chưa thành Vu Hoàng, từng đi du lịch tứ phương, suýt nữa mất mạng ở nơi này, nhưng ông từng nói qua nơi trôn cất vu hoàng trong biển oan hồn có dấu bảo vật đáng tiếc khi hữu dụng với ông thì ông lại không đủ thực lực đợi đến khi ông có đủ thực lực rồi thì nó đã không còn được ông ấy coi trọng nữa diệp húc khiếp sợ vạn phần ma hoàng là ai đó là đệ nhất nhân đương thời vị vu hoàng duy nhất ở trên hư không bảng vu hoàng chính là xếp hạng nhất thậm chí còn hơn cả ứng tông đạo và tinh đế khi ông ta chưa thành vu hoàng đi du lịch khắp nơi tu vi và thực lực hẳn là cũng không quá yếu hơn phân nửa sẽ là tu vi tam bất diệt cảnh, ngay cả người như thế đều suýt chết ở chỗ này, có thể nghĩ đến sự hung hiểm của mai cốt chi địa của Vu Hoàng. Tầm mắt ma hoàng cực cao, sau khi thành Vu Hoàng rồi, tầm mắt ông ta càng cao hơn, ông ta chứng mắt bảo vật trong biển oan hồn, nhưng đối với những người khác thậm chí cả người đứng đầu thánh địa, chỉ e là thứ rất tốt. Ta nghe cha nói, biển oan hồn là do Chu Vũ Mộc Vương dẫn dắt đại quân, nhân tộc yêu tộc tiến đánh hàng cổ ma vực ta, bị thập điện điện chủ ngăn cản tại đây huyết chiến mấy ngày liền chiến trường kéo dài đến trên nại hà kiều biển oan hồn nơi này là nơi chiến đấu dữ dội nhất có hai vị vu hoàng đã ngã xuống ma la dư từ từ phun ra một hơi chọc khí ánh mắt nhìn ra phía trước hạ giọng nói nơi đây là do khí thế của vu hoàng biến thành đi vào rồi sẽ tương đương với đi vào bên trong khí thế của vu hoàng từng bước sát cơ trong đó thậm chí còn có thi thể vu hoàng cổ đại có khi còn có cả âm hồn vu hoàng nếu có thể lấy được thi thể vu hoàng luyện hóa thành binh Vu Hoàng thật là thần thông quảng đại, khí thế đều có thể biến thành thực chất, so với Phật Quốc Niết bàn của Bảo Nguyên phải hùng mạnh hơn không biết bao nhiêu. Diệp Húc sờ một bông hoa trắng trước mặt, chỉ thấy cảm giác mềm mại, dường như là tồn tại chân thật, không khỏi tán thưởng nói: Cẩn thận, nơi này có vài thứ không thể tùy tiện sờ, nếu không sẽ gặp đại nạn đấy. Ma La Dư khẩn trương, vội vàng nói: ầm, um. bên tay Diệp Húc đột nhiên truyền đến một tiếng nổ, trong nháy mắt khi hắn chạm vào bông hoa trắng nhỏ bé này hắn đột nhiên cảm thấy được hơi thở vô cùng trầm trọng của vu hoàng ép xuống hắn luồng hơi thở này trầm trọng như thế trong chớp mắt liền ép cho thân thể hắn răng rắc văng lên thẳng đến khi thu nhỏ lại như một đứa trẻ cao không đủ ba thước hơn nữa loại hơi thở vu hoàng này còn đang không ngừng tăng lên dường như muốn nghiền nát hắn ra bàn vương khai thiên diệp húc hô to lên một tiếng vận chuyển bàn vương khai thiên kinh khí thể bùng lên tế lên ngọc thủ sáu mặt trời cùng xuất hiện chống cự lại hơi thở của vu hoàng lúc này thân hình mới dừng thu nhỏ lại ma la dư vừa tức giận lại buồn cười cười khanh khách nói cha ta nói nơi này tuy nhìn như yên bình nhưng một bông hoa một hòn đá một cây cỏ một cây cổ thụ đều là do hơi thở của vu hoàng cổ đại biến thành chạm vào mấy thứ này sẽ dẫn dụ hơi thở của vu hoàng may là vừa rồi ngươi chỉ chạm một bông hoa nhỏ nếu là một gốc đại thụ che trời có khi sẽ bị đè thành một hạt đậu bé tí thậm chí có thể sẽ bị đè chết sao cô không nói sớm diệp húc giận dữ mà là dư ngồi xổm xuống kéo hắn vào trong ngực cười nói cái bộ dạng này hiện giờ của ngươi đáng yêu hơn ban nãy tiểu đệ đệ ngoan nào đừng quấy tỉ tỉ thương nè diệp húc nổi giận đùng đùng trước đây hắn thường xuyên dùng loại giọng điệu này đùa cợt người khác hiện giờ lại bị người đùa cợt lại răng rắc răng rắc hắn vận chuyển bản vương khai thiên kinh thân hình cao lên trong chớp mắt đã khôi phục hình thể như thường mà La dư ôm lấy hắn hai người mặt đối mặt mắt đối mắt. Diệp Húc từ trên cao nhìn xuống, cao hơn Ma La Dư nửa cái đầu. Ma La Dư chỉ cảm thấy dòng khí ấm áp từ, trong mũi Diệp Húc phun ra phả lên mặt mình, khiến mặt cô ta có chút nóng lên, vội vàng buông hắn ra, vẫn nộ nói. Đúng là làm trẻ con thì đáng yêu hơn, trưởng thành thật không vui chút nào. Cô ta đi đến phía trước, bước chân nhẹ nhàng, dáng người thuyết tha, dường như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, cười nói. Cha ta từng nói đường ông ấy đi qua cho ta, chỉ cần đi theo con đường đó, tính nguy hiểm sẽ giảm bớt rất nhiều. Về phần đám người chuyển luân tiểu thánh vương kia, làm cho bọn chúng đi gặp quỷ hết đi. Diệp Húc cũng hiểu được một khắc vừa rồi có chút khác thường, bảo vòng công đức kim luân sau đầu chuyển động không ngừng nghỉ, áp chế hết những cảm xúc khác thường kia xuống. Công đức kim luân luyện bảo diệu quyết vô cùng kỳ diệu, tương dung với bản vương khai thiên kinh của hắn, không chỉ có thể gia tăng thực lực cho hắn, đồng thời cũng có tác dụng chấn áp tâm ma, khu trừ sao động trong tâm chẳng qua là dựa vào công đức kim luân chấn áp tâm ma chỉ là tạm thời cũng không thể trừ tận gốc được khiếm khuyết của bàn vương khai thiên kinh muốn hoàn toàn hoàn thiện môn công pháp này diệp húc chỉ có con đường tìm kiếm những công pháp khác bỏ thêm vào trong bàn vương khai thiên kinh là có thể đi ma la dư tiểu tử này là tên công tử bột ngươi nuôi ư giọng nói của chuyển luân tiểu thánh vương đột nhiên chuyển đến cười nói đáng thương không ngờ con lai của hoàng tộc đế thích và giữ tộc lại kém tinh thuần với huyết thống của chuyển luân tiểu thánh vương ta người đã chọn tên mặt trắng này cũng là chọn loại huyết thống cao quý ta mà không phải con lai của hoàng tộc đế thích và dực tộc đám người bọn họ tốc độ cực nhanh trong giây lát liền đuổi tới sau diệp húc và ma la dư vài dặm đi vào trong trung tâm biển oan hồn bên ngoài nơi táng thân của vu hoàng bám chặt lấy hơi thở của hai người diệp húc đuổi theo không bỏ sở dĩ hắn cho rằng diệp húc là con lai của hoàng tộc đế thích và dực tộc là bởi vì hoàng tộc đế thích có bốn đầu tám tay nhưng lưng không mọc đôi cánh mà diệp húc lại có thêm một đôi cánh thịt khiến cho hắn nghĩ đến trong cơ thể diệp húc còn chứa đựng huyết thống của một đại chủng tộc ma tộc dực tộc dực tộc tuy thực lực không kém nhưng còn xa mới bằng tứ đại vương tộc và tứ đại hoàng tộc cho nên chuyển luân tiểu thánh vương mới sinh ra một loại khinh miệt sâu sắc với diệp húc ma la dư đem kim thân nguyên thần thiên địa pháp tướng và vu hồn giới của bảo nguyên ra đây lấy giao tình giữa bình đẳng vương thần điện ta và xâm la thần điện ngươi ta tha cho ngươi một con đường sống bình đẳng vương thái tử đồng thời xuất hiện nhìn đến nơi yên bình này sắc mặt không khỏi khẽ biến hiển nhiên nhận ra đây là nơi nào ma la dư quay đầu tại vuốt vuốt mái tóc bên tai cười khanh khách nói chuyển luân tiểu thánh vương bình đẳng vương thái tử gọi tỷ tỷ đi nếu không gọi thì tỷ tỷ làm thì các ngươi thạch tinh hải dẫn đám người đi tới đem không gian quanh thân tạo ra một mảnh tinh vực ánh mắt nhìn chằm chằm diệp húc cất cao giọng nói diệp huynh ngươi hóa thân làm ma biến thành hoàng tộc đế thích, chẳng lẽ nghĩ làm như vậy có thể lừa gạt người khác. Ở một khắc khi liệt hỏa minh tôn xuất hiện, ta đã nghĩ đến, người nhất định cũng sẽ xuất hiện ở nơi này. Ánh mắt chuyển luân tiểu thánh vương sáng lên, liếc tới Diệp Húc. Ngươi chính là Diệp Thiếu Bảo. Khó trách ngươi ở trong nhân tộc lại có tiếng tâm lớn thế, hóa ra ngươi có được huyết thống nhân tộc lại có được huyết thống hoàng tộc ta. Đáng tiếc, huyết thống của ngươi không thuần, nhất định sẽ chết trong tay ta. Tất cả bảo vật của ngươi, nữ nhân của ngươi đều thuộc về ta. Chuyển luân tiểu thánh vương cười ha hả, cất bước đi vào vùng cấm địa này, đám hoàng tộc ma tộc đi theo hắn tuy bị âm hồn nhân hoàng, và bảo nguyên đại thiền sư giết một đám, nhưng vẫn còn lại sáu bảy người. Trong đó có một kẻ không cẩn thận chạm đến một gốc cỏ xanh mượt, răng rắc một tiếng liền bị hơi thở vu hoàng đè thành bùn nhão, nguyên thần, thân thể, hồn phách, thần thức, vu bảo tất cả đều vỡ nát, ngay cả xương cốt cũng không còn nửa cây. Mọi người vội vàng rời khỏi nơi mai cốt chi địa của vu hoàng. Kinh hoàng nhìn về mảnh đất yên bình này, mặc dù là nóng nảy như chuyển luân tiểu thánh vương, cũng không dám dễ dàng đặt chân tới nơi đây. Nơi này là thế giới do khí thế của Vu Hoàng mở ra, một cây cỏ một ngọn núi một hòn đá trong thế giới này, đều chất chứa hơi thở của Vu Hoàng, chạm vào sẽ khiến cho hơi thở Vu Hoàng bùng nổ. Tên hoàng tộc ma tộc bị hơi thở Vu Hoàng đè chết đi có huyết thống cao quý, tu vi không tầm thường, đã thông lục đại luân hải, thực lực không hề kém, nhưng ở trước mặt hơi thở Vu Hoàng lại không có chút sức phản kháng nào, trực tiếp bị ép vụn có thể thấy được sức mạnh chất chứa trong thế giới này hùng vĩ ra sao, bá đạo ra sao. Diệp húc động một bông hoa nhỏ, mới chỉ bị hơi thở vu hoàng ép tới thân cao không đến ba thước, mà người này lại bị đẻ chết, nguyên thần thân thể hồn phách thần thức đều dập nát. Bởi vậy có thể thấy được, tu vi và thực lực người này kém Diệp húc không biết bao nhiêu. Ma La Dư cười lạnh nói, nơi đây là mai cốt chi địa của vu hoàng, một cây cỏ cũng do hơi thở của vu hoàng biến thành, không thể dễ dàng động vào, nếu không sẽ gặp phải đại nạn chuyển luân tiểu thánh vương, nếu ngươi có gan thì đến đây, bà cô ta làm chủ, đầu diệp thiếu bảo tùy ngươi chém, cả kho báu Tây Hoàng Nam Thiên Môn kia ta cũng có thể tặng cho ngươi. Diệp Húc trợn mắt nhìn cô ta, Ma La Dư cuống quýt nhỏ giọng cười nói, ta đang nói giỡn đó, lừa đám ngu xuẩn đó đến đây tìm chết. Nếu bọn chúng thật sự dám lại đây, ta một đao một tên, chém chết chúng. Diệp Húc dở khóc dở cười, đám người chuyển luân tiểu thánh vương nghe vào tai cũng dở khóc dở cười nhưng mai cốt chi địa của vu hoàng này nguy hiểm trùng điệp làm cho bọn họ nhất thời không dám xông vào chỉ là một nơi mai cốt chi địa thôi chỉ cần không đụng đến đám hoa cỏ cây cối nơi đây kích động hơi thở vu hoàng là có thể bình yên vô sự thần niệm hóa hình phía sau thạch tinh hải một lão già mặc áo bò xám hừ lạnh một tiếng bên trong nghi tâm từng dòng thần niệm bay ra rơi xuống đất hóa thành những lão già giống ông ta như đúc có hơn ba ngàn tên đồng loạt đi đến nơi vu hoàng mai cốt chi địa tam tương cảnh có ba cảnh giới lớn, pháp, địa, thiên tương cảnh. Tu vi lão già áo xám này đã tu luyện đến tam tương cảnh địa tương kỳ, tu thành pháp địa nhị tương, thần niệm cực kỳ mạnh, một dòng thần niệm chính là một hóa thân, ẩn chứa một phần tu vi pháp lực của ông ta. Những thần niệm hóa thân đó cẩn thận đi vào vu hoàng mai cốt chi địa, tránh từng bông hoa cọng cỏ, đều đi đến chỗ Diệp Húc và Ma La Dư, định thăm dò ra một thông đạo an toàn. Tiểu ma nữ, nếu lão phu thật sự đi đến cạnh ngươi, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể giữ lời, để ta chặt bỏ đầu Diệp Thiếu Bảo không? Lão già này đi theo đám thần niệm hóa thân, cười. Không ít hóa thân không cẩn thận va chạm vào vật trong mai cốt chi địa, kích động hơi thở vu hoàng, lần lượt bị đè nát. Nhưng vẫn có rất nhiều cái còn sống, dần dần đến gần Diệp Húc và Ma La Dư. Đám người chuyển luân tiểu thánh vương và bình đẳng vương thái tử ánh mắt sáng lên, âm thầm gật đầu, lợi dụng thần niệm hóa than thăm dò vu hoàng mai cốt chi địa này, quả thật là một biện pháp rất ổn thỏa không cần lấy thân thử hiểm liền có thể thong dong ra vào, tìm kiếm bảo vật. Lấy thực lực của bọn họ cũng có thể thi triển thần niệm hóa thân, thăm dò vu hoàng mai cốt chi địa, su cát tị hung. Bình đẳng vương thái tử cười lạnh một tiếng, cất bước đi vào vùng mai cốt chi địa này, như vào chỗ không người, cười nói. Bình đẳng vương thần điện ta từng có đại minh tôn vương thăm dò qua nơi đây, đánh ra một thông đạo, tiến vào nơi này có gì khó khăn chứ? Tuy nhiên, hướng hắn đi khác với hướng vị trí Diệp Húc đi, mà là đi đến một phương hướng khác, hẳn là vị đại minh tôn vương kia thăm dò khác phương vị với ma hoàng. Diệp thiếu bảo, ta ở phía trước chờ ngươi. Giọng nói của hắn truyền đến, biến mất trong dãy núi. Đột nhiên, ba nghìn thần niệm hóa thân của lão già áo sam kia đều bị phá nát, hóa thành những làn khói nhẹ, chỉ còn lại một mình ông ta lẻ loi đứng đó, không biết làm sao. Phương sư thúc, nhanh rời khỏi đó. Sắc mặt thạch tinh hải trầm xuống, vội vàng hô to. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lão già áo xám kia chán thấm mồ hôi lạnh, vội vàng lui về phía sau. Thạch Tinh Hải và đám đệ tử tinh cung liên thủ, tế đại chu thiên tinh đấu đại trận và tinh không trụ quang đại trận lên, chỉ thấy sao hiện ra đầy trời, tạo ra một mảnh vũ trụ tinh không, các đại tinh quân đều tạo lạc phía trên tinh đấu của mình. Thứ giết thần niệm hóa thân của thúc chính là cấm pháp của Vu Hoàng. Thạch Tinh Hải cùng đám người liên thủ thúc dục hai tòa đại trận, cất bước đi vào Vu Hoàng Mai Cốt chi địa này, hai tòa đại trận không ngừng tiếp xúc với cây cỏ hoa lá trong đây, những luồng hơi thở Vu Hoàng vô cùng trầm trọng đè xuống, lại bị hai tòa đại trận cắn nuốt. Phong sư thúc nói mai cốt chi địa này là mảng thiên địa do khí thế vị vu hoàng cổ đại kia hình thành, không bằng nói là cấm pháp vu pháp ông ta tu luyện khi còn sống hình thành. Thạch Tinh Hải thúc giục đại trận đi tới, nghênh đón lão già mặc áo bào xám kia, trầm giọng nói: "Tỷ như tiểu chất, tu luyện đại chu thiên tinh đấu cấm điển, khí thế của cháu chính là vũ trụ tinh không?" Khí thế hắn nở rộ, ở sau người hình thành một mảng tinh không mênh mông, rộng lớn bao la, vô cùng vô tận, đồng thời, trong tinh không lại có một biển ngân hà, chảy từ đông sang tây, đây là tinh không trụ quang. Vị vu hoàng cổ đại này, cấm pháp ông ta tu luyện hiện ra, chính là cảnh tượng trước mắt chúng ta, dãy núi sừng sững, hoa cỏ cây nói, nhìn như yên bình, kỳ thật chính là do cấm pháp tạo thành. Tiến vào trong đó rồi sẽ gặp phải hung hiểm không thể đoán trước, hơi thở vu hoàng chỉ là một phương diện, thậm chí xúc động cấm pháp nơi này, sẽ phải chống lại cấm pháp của vị vu hoàng này mọi người nghe nói như thế không khỏi lâm vào trầm tư diệp húc không nhịn được gật đầu không ngừng âm thầm khâm phục thạch tinh hải không hổ là con trai tinh đế giải thích độc đáo rất nhiều cao thủ thế hệ trước cũng không có được phần kiến thức và tầm mắt này thiên địa do khí thế của đại vu diễn hóa thành có liên quan đến vu pháp cấm pháp mà đại vu tu luyện tỷ như diệp húc tu luyện bản vương khai thiên kinh khí thế của hắn diễn hóa thiên địa đó là ngọc thụ nâng trời biển rộng mênh mông sáu mặt trời cùng xuất hiện tất cả những vật trong mảng thiên địa này đều do hơi thở của Diệp Húc biến thành. Ma La Dư tu luyện thập phương U Minh, khí thế liền bày ra cảnh tượng của thập phương U Minh địa ngục. Loại thiên địa do khí thế diễn hóa ra này cũng ẩn chứa nguy hiểm, tỉ như thiên địa do khí thế của Diệp Húc diễn hóa ra, trong đó bao gồm loại cấm pháp độc đáo bàn vương khai thiên kinh này, toàn bộ thiên địa chính là bàn vương khai thiên kinh, nếu tiến vào trong mảng thiên địa đó, hơi vô ý, xúc động cấm pháp, sẽ bị bàn vương khai thiên kinh công kích. Đổi lại mà nói, loại công kích này là công kích của toàn bộ thiên địa. Nếu chạm đến thứ trung tâm nhất, tỷ như Ngọc Thụ Nguyên Thần của Diệp Húc, cường độ công kích gặp phải liền tương đương với một kích toàn lực của Diệp Húc. Mà Mai Cốt chi địa của Vu Hoàng này cũng là như vậy, nếu đi nhầm một bước cũng sẽ bị mảng thiên địa này công kích. Nhưng may là, vị Vu Hoàng ma tộc cổ đại này sớm đã thân tử, hồn phi phách tán, nguyên thần cũng không còn tồn tại, bởi vậy mặc dù là công kích mạnh nhất, cũng sẽ không tương đương với một kích toàn lực của Vu Hoàng nhiều nhất chỉ tương đương với trình độ nhân hoàng đỉnh phong. Cho dù là thế, cường độ công kích e là có thể dễ dàng tiêu diệt một đại vu tam bất diệt cảnh, cường giả như giả la minh tôn có lẽ cũng không thể tiếp được một kích. Chỉ e có tuyệt đại cường giả tam hoàng cảnh nhân hoàng kỳ mới có thể dưới một kích này, toàn thân trở ra. Diệp Húc nghĩ đến điểm chính yếu, thầm nghĩ. Nơi táng thân của Vu hoàng kia mới là vị trí trung tâm của mảng thiên địa này, chỉ sợ chỉ có nơi đó mới có thể gặp phải một kích mạnh nhất thạch tinh hải cuối cùng cũng đến được chỗ lão già mặc áo bào xám kia đang định đón ông ta vào bên vòng bảo vệ của đại trận đột nhiên thấy lão già kia ngẩn ra tại chỗ quanh tha ông ta tràn ra những dòng tinh lực tinh thuần hóa thành ma khí vô cùng nồng đậm giống như những con nộ long không ngừng chạy vòng quanh thân ông ta rít gào không ngừng lão già kia hai tay cào mặt lăn lộn dưới đất dường như đau đớn tột cùng gào thét không ngừng thạch tinh hải vội vàng dừng chân lại chỉ thấy lỗ tai lão già mặc áo bào xám này càng lúc càng lớn càng ngày càng dài, dáng người ông ta còng xuống, trên làn da những cái lông to khỏe đâm ra, mang theo những tia vết máu. Tay chân ông ta càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng dài, càng ngày càng không giống nhân loại, ánh mắt đột nhiên biến đỏ, gương mặt vạn vẹo, diện mạo giống như một con chuột cực lớn. Chỉ nghe mấy tiếng soạt soạt vang lên, hai tay hai chân ông ta mọc ra những cái móng sắc bén, hàm răng rơi ra, mọc ra những cái răng nhọn sắc. Sau lưng ông ta mọc ra một đôi cánh thịt màu đỏ, ra sức vỗ vỗ, hình dạng như một con rơi lớn cười quái dị mấy tiếng, hai cánh rung lên, gào thét vọt lên trời cao. Vị vu hoàng này, khi còn sống không biết đã tu luyện cái cấm pháp quỷ dị nào, sao lại đưa một người còn sống biến thành quái vật? Diệp Húc cảm thấy khiếp sợ, hỏi Ma La Dư. Lão già mặc áo bò xám vừa rồi chính là trùng tam tương cảnh, không ngờ không kêu một tiếng liền biến thành một con rơi lớn, không thể làm cho người ta khiếp sợ. Đây là cấm pháp của chuyển luân vương thần điện, lục đạo luân hồi bảo quyển. Ma La Dư khẽ nhíu mày, thấp giọng nói, cha ta từng tới nơi này, dọc theo đường đi đã xóa đi cấm pháp của vị vua hoàng cổ đại này, tương đương với mở ra một con đường an toàn trong nơi này, chỉ cần đi theo thông đạo thì tính nguy hiểm sẽ giảm mạnh. Bình đẳng vương thái tử hiển nhiên cũng biết một thông đạo khác, cấm pháp nơi này chỉ e cũng không làm khó được chuyển luân tiểu thánh vương, chúng ta mau đi, miễn cho bị bọn chúng đoạt trước. Ti ti, một con huyết biên bức thật lớn vỗ cánh bay tới, phát ra tiếng kêu quái dị, bay tới đám người chuyển luân tiểu thánh vương đùng là lão giả địa tương kỳ của chu thiên tinh cung vừa bị sức mạnh quỷ dị ở nơi đây biến thành rơi sau khi lão bị lục đạo luân hồi bảo quyền của vu hoàng biến thành rơi rồi tu vi không có hạ xuống mà lại càng thêm mạnh mẽ những luồng ma âm sung đáng đánh lên thân thể của đám người chuyển luân tiểu thánh vương một gã con cháu hoàng tộc chuyển luân vương thần điện lập tức không chịu được thân thể nguyên thần đều bị ma âm đánh cho nổ tung tan thành một đám xương máu ma âm quét ngang thậm chí một ít đệ tử hơi yếu của chu thiên tinh cung cũng bị nổ tung huyết biên bức thu cánh một cái lướt qua bên người chuyển luân tiểu thánh vương bắt một tên con cháu hoàng tộc khác xông lên trời cao miệng cười quái dị liên tục chuyển luân tiểu thánh vương giận dữ một trưởng đánh ra chỉ thấy một vòng chuyển luân thật lớn bay lên trời đánh lên trên lưng con rơi đó huyết bức gào thét một tiếng bỏ tên con cháu hoàng tộc lại không dám tiếp tục trêu chọc hắn ngược lại phóng đi hướng diệp húc và ma la dư chuyển luân tiểu thánh vương tiếp được tên con cháu hoàng tộc kia cúi đầu nhìn chỉ thấy người này thân thể khô quắt máu huyết toàn thân thậm chí cả nguyên thần thần hồn đều bị con huyết bức này hút sạch sẽ không khỏi tức giận dị thường trợn mắt nhìn hướng thạch tinh hải thạch tinh hải nhà ngươi nuôi chim tốt đấy huyết bức bay tới mà âm sung đáng tới diệp húc và ma la dư cũng may thân thể hai người bọn họ vô cùng mạnh mẽ gần như có thể sánh với đại vu tam bất diệt cảnh để mặc ma âm sung đáng cũng không thể làm gì được bọn họ huyết bức mở cái miệng đỏ lòm ra há mồm cắn tới diệp húc súc sinh muốn chết kim luân sau đầu diệp húc lưu chuyển một vầng u thiên thần giới dâng lên ánh trăng chiếu dọi nơi mai cốt chi địa này lấy tay chụp tới con huyết biên bức kia truy cập halayzi com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé công đức kim luân luyện bảo diệu quyết của hắn đã tu luyện đến độ cao đạo đức kim luân uy lực của u thiên thần vương độ ách ấn đã tăng lên gấp 10, mặc dù lúc này tu vi chỉ còn lại 3 phần nhưng thi triển ấn pháp này ra uy lực vẫn lớn hơn trước rất nhiều con huyết biên bức này bị một trưởng của hắn phong ấn bên trong U Thiên Thần Giới, đâm đông đụng tây, ti ti kêu lên, liên tục đâm tới U Thiên Thần Vương Độ Ách Ấn, vài lần liền đâm cho ấn pháp của Diệp Húc kín đầy vết nứt. U Thiên Thần Vương Độ Ách Ấn vỡ tan, huyết biên bức phóng lên cao, cánh mở ra hơn 10 dặm, che khuất mặt trời, giờ vuốt chụp tới Diệp Húc. Không hồ là cường giả tam tương cảnh địa tương kỳ. Tuy bị ma hóa thành huyết bức nhưng pháp lực vẫn mạnh như trước, lại có thể phá vỡ U Thiên Thần Vương Độ Ách Ấn của ta, Diệp Húc để mặc hắn bắt lấy hai vai mình, chỉ thấy con huyết bức này chấn hai cánh, định kéo hắn bay lên trời cao, không ngờ Diệp Húc giống như một cây cổ thụ, cắm rễ cực sâu vào trong vùng đất này, mặc kệ hắn ta chấn đôi cánh thì thế nào cũng, không thể nhấc được Diệp Húc lên một chút nào. Ngươi tuy bị ma hóa, chuyển thành súc sinh, nhưng hồn phách thần thức của ngươi hẳn là còn tại. Luyện hóa ngươi rồi, cửu đỉnh của ta chẳng những có thể nâng cao uy năng, còn có thể khiến ta lấy được đại tiểu chu thiên tinh đấu cấm pháp mà ta muốn. Diệp Húc khẽ động tâm niệm, chín cái đại đỉnh cong cong rung động, lần lượt lao ra khỏi thân thể, đột nhiên hai cái kết hợp một, hóa thành một cự đỉnh chu vi ba ngàn trượng. Trong đỉnh mây trôi mịt mù, hiện ra chín cái đại lục lơ lửng bên trong mây mù, trên đại lục, vô số dị thú thượng cổ đang sinh sôi nảy nở trong đó. Con huyết bức này gần, như không có chút sức phản kháng đã bị cửu đỉnh thu vào trong đỉnh, ngay lập tức liền bị chấn chết, luyện hóa thành cạn bã, thân thể làm chất dinh dưỡng, nguyên thần và địa tương đều bị nhốt đánh vào bên trong đỉnh lập tức ngọc lâu của ông ta tan rã xuất hiện một tòa vu hồn giới tiếp theo là một tòa đại chu thiên tinh đấu trận đồ và tinh không trụ quang đại trận hiện lên diệp húc giơ tay chộp tới nắm hết hai tòa đại trận này lại lập tức sư hồn tắc phách thu hết trí nhớ của ông ta đi đại tiểu chu thiên tinh đấu cấm pháp giọng nói của diệp húc có chút run run sửa sang lại trí nhớ của lão già mặc áo bào xám này lại một lần rốt cuộc lấy được thứ mình muốn không khỏi phun ra một hơi chọc khí chuyển luân tiểu thánh vương thấy thế cười ha hả, đắc ý vinh vang nói với Thạch Tinh Hải. Tiểu Thạch Tử, tên Diệp Thiếu Bảo này đánh chết chim của ngươi, lão tử xem ngươi còn có thể nhịn được nữa hay không? Thạch Tinh Hải hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lành lạnh, nhìn hướng Diệp Húc. Thạch Sư Huynh, ta chẳng qua giết một con huyết bức mà thôi. Diệp Húc cuối cùng được như mong muốn, tâm tình rất tốt, cười nói. Thạch Tinh Hải hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt càng lúc càng lạnh, thản nhiên nói. Tuy rằng ông ấy hóa thành huyết bức, nhưng dù sao cũng là sư thúc của ta, là người của tinh cung ta diệp thiếu bảo người giết thúc ấy rồi chỉ có một con đường để đi đó chính là một mạng đền một mạng hai con mắt hắn một con ẩn chứa một tòa đại chu thiên tinh đấu đại trận con mắt khác lại chất chứa tinh hà trụ quang đại trận ánh mắt nhìn hướng diệp húc chỉ thấy hai loại trận pháp này lập tức bóp méo thời gian không gian khiến cho diệp húc không khỏi nghiêm nghị ánh mắt của thạch tinh hải không ngờ tạo cho hắn một cảm giác thời không bị xé rách ở dưới ánh mắt của hắn ta Diệp Húc có thể cảm giác được thời gian trôi nhanh, không gian vỡ tan, dường như chính mình bất cứ lúc nào cũng có thể bị thời không cắn nát. Thạch sư huynh, đừng quên đệ đệ của ngươi Thạch Tinh Vân còn ở trong tay của tiểu đệ. Trong mắt Diệp Húc, vô cùng vô tận Thái Dương chân hỏa bắt đầu động, hóa thành Thái Dương thần quang, nhìn lại Thạch Tinh Hải, mỉm cười nói. Hiện giờ, hắn đã lấy được đại tiểu Chu Thiên Tinh đấu cấm pháp, cuối cùng có thể hoàn thiện bàn vương khai thiên kinh, lập tức hùng tâm tái khởi, định so đấu với Thạch Tinh Hải một phen ti ti đột nhiên không trung phương xa hiện ra một phiến đỏ tươi chỉ thấy mấy trăm con huyết bức hình thể thật lớn vỗ cánh bay đến ma khí ngút trời những luồng ma âm không tiếng động ầm ầm tới mặt đất lập tức dạn nứt nứt ra những rãnh biển sâu đạt tới mấy ngàn thước nhiều con huyết bức như thế trong đó thậm chí có cả cường giả tam tương cảnh địa tương kỳ bị sức mạnh quỷ dị của nơi này hóa thành huyết bức thực lực mạnh mẽ vô cùng mặc dù là diệp húc cũng bị ma âm chấn cho khí huyết bốc lên cuồn cuộn gần như là sôi trào những con huyết bức đó hiển nhiên là những cường giả thăm dò nơi đây trước kia, bị sức mạnh quỷ dị trong nơi Mai Cốt chi địa này đồng hóa, hóa thành huyết bức. Đi mau. Ma La Dư không khỏi biến sắc mặt, vội vàng lôi kéo Diệp Húc, lao đi như điên hướng chỗ sâu trong Vu Hoàng Mai Cốt chi địa. Đám người chuyển Luân tiểu thánh vương thấy dị trạng đó cũng không khỏi sợ hãi, vội vàng chạy đi phía trước. Vu Hoàng chết ở chỗ này nhất định là điện chủ trước của Chuyển Luân vương thần điện ta, tu luyện chính là Lục Đạo Luân hồi bảo quyền ta tu luyện cũng là lục đạo luân hồi bảo quyển, ra vào nơi đây với ta mà nói quả thật như hậu hoa hiên nhà mình. Xem ra, hài cốt vị vu hoàng này chỉ có thể rơi vào trong tay ta. Thạch tinh hải khẽ nhíu mày, cũng xuất lĩnh đám người tinh cung ở trong vùng cấm địa này. Hắn có được tinh không trụ quang đại trận, chỗ thần kỳ của tòa đại trận này đủ để khiến thời gian đứng yên, có tác dụng khắc chế môn cấm pháp lục đạo luân hồi bảo quyển. Cha ta và ứng tông đạo sớm muộn sẽ có một trận chiến, trận đại chiến đó nhất định sẽ khiến bốn phương khiếp sợ. Diệp Thiếu bảo, ngươi là nhân tài mới xuất hiện của Hoàng Tuyền Ma Tông, mà ta là con trai tinh đế, để chúng ta tới diễn thử thêm nhiệt một trận chiến kinh thế nào. Hắn một đường mạnh mẽ phá cấm, xuất lĩnh đám người tinh cung, ép mở đàn huyết bức, theo sát phía sau Diệp Húc, đi đến chỗ sau trong mai cốt chi địa. Diệp Húc và Ma La Dư một đường chạy như điên, đi đến chỗ sâu trong đám núi, rốt cuộc tránh được đàn huyết bức đuổi giết. Con đường này chính là Hoàng Tuyền Lộ, cuối Hoàng Tuyền Lộ chính là lục đạo Luân Hồi, nơi táng thân của vị Vu hoàng này. Ông ta chết trận ở biển oan hồn, sau khi chết đã chôn mình bên trong khí thế của chính mình, chắc chắn không muốn những kẻ khác tìm được hài cốt của mình. Cha ta chính là đi tới đó rồi bị bức trở về. Ma -la Dư chỉ một thềm đá nhỏ hẹp phía trước, sắc mặt ngưng trọng, nói. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy thềm đá này đặt tên một con sông lớn, lơ lửng giữa không trung, như rắn uốn lượn, thông với khoảng không sâu đối diện. Phía dưới thềm đá là sông lớn mênh mông, dưới sông những hoa sóng cuồn cuộn thỉnh thoảng từ dưới nước truyền đến tiếng gào thét thê lương, không biết là yêu vật nào đang quấy phá trong đó. Mà hai bên bờ sông thì trăm hoa đua nở, mọc lên những bông hoa tươi động lòng người. Từng trận mùi hoa truyền đến, chỉ thấy trong hoa mây khí bốc lên, cuối biển mây mơ hồ nhìn đến một mảnh đất tiên, mờ ảo như khói. Đó là bỉ ngạn hoa. Nghe nói ăn vào hoa này có thể nhìn đến bờ biên kia của tu hành, khiến ngộ tính của mình tăng lên rất nhiều, có thể đột phá bình cảnh tu hành. Diệp Húc từng ở nghệ hoàng hành cung thấy được bỉ ngạn hoa chỉ có một gốc, những bỉ ngạn hoa khác đều bị con hắc cẩu kia làm hỏng. Mà ở hai bên bờ sông Hoàng Tuyền này, hắn lại nhìn thấy hơn ngàn vạn bông bỉ ngạn hoa, gần như là một biển hoa. Những bông bỉ ngạn hoa đó, chẳng lẽ cũng là do hơi thở của Vu Hoàng biến thành? Diệp Húc lẩm bẩm nói. Đương nhiên là thật. Mà là dư nhìn thoáng qua, lắc đầu nói. Trên Hoàng Tuyền lộ, hoa nở hai bên bờ, dễ sinh trưởng nhất loại hoa này. Đối với người có tư chất như tỷ đây thì loại này chả có chút tác dụng nào, chỉ có loại gỗ mục như ngươi mới cần bỉ ngạn hoa để tăng cảnh giới lên. Diệp Húc làm lơ, giơ tay chụp tới bỉ ngạn hoa, nhổ hết tận gốc thu vào trong ngọc lâu của mình, để hùng bi gieo trồng, cười nói. Mang đi tặng người cũng tốt. Trên hoàng tuyển lộ, ngàn vạn lần đừng quay đầu lại, nếu không sẽ bị coi là đối nghịch với thế giới của vị vua hoàng này, gặp phải bất chắc. Mà là dư trịnh trọng nói. Cha thời niên thiếu cùng người kết bạn đi qua hoàng tuyển lộ này, lúc ấy ông đã là đại vu tam bất diệt cảnh, thân là đại minh tôn vương của sâm la điện, người kết bạn đồng hành với ông cũng đều không phải kẻ yếu, cũng là cường giả cấp bậc đại minh tôn vương. Lúc ấy bọn họ đi trên con đường này, nghe được đủ loại âm thanh, một vị đại minh tôn vương trong đó quay đầu lại, ngay lập tức mất đầu, đầu của nguyên thần pháp tướng cũng bị cắt di, chỉ còn lại một cái thi thể không đầu. Cho nên, bất luận là ngươi gặp phải chuyện gì, đừng có quay đầu lại nhìn. Diệp Húc không nhịn được cười, nói, cô xem, ta còn cần quay đầu lại sao? Ma La Dư nhìn hắn, chỉ thấy trên cổ Diệp Húc mọc bốn cái đầu, trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng đều nhìn thấy rõ, không khỏi ngạc nhiên. Cha ta cũng không nói tới loại tình huống này. Mặc kệ nó, e là đám người chuyển luân tiểu thánh vương sắp tới rồi, chúng ta mau qua cái hoàng tuyển lộ này. Một cái chuyển luân cực lớn nâng một tòa thần điện giáng xuống nơi đây, chuyển luân tiểu thánh vương theo sát phía sau Diệp Húc, cười dài nói: "Ma La Dư, vị vua hoàng chết ở nơi đây, chắc chắn đã từng là điện chủ của chuyển luân vương thần điện ta, ở trong mai cốt chi địa của ông ta, ta chính là vua." Miệng chó chẳng thể khạc ra ngả voi, bà cô ta nếu tu vi còn tại, một đao liền chém chết ngươi. Ma la dư sông lên hoàng tuyển lộ, thấp giọng nói. Tiểu tử thối, ngươi phục hồi được mấy phần tu vi rồi. Trong khoảng thời gian này Diệp Húc vẫn thúc giục bàn vương khai thiên kinh, luyện hóa thuần dương linh khí, bổ sung tu vi của mình, nghe vậy đáp. Ta chỉ phục hồi được tầm ba phần. Ma la dư cắn chặt răng. Ta cũng chỉ khôi phục được hai ba phần tu vi, tu vi của chuyển luân tiểu thánh vương không hề kém ta bây giờ chúng ta còn chưa phải là đối thủ của hắn, chi bằng mau chóng xông qua hoàng tuyển lộ. Hai người dẫm chân lên thềm đá, lao nhanh về phía trước, chỉ thấy sông lớn mênh mông dưới chân rung động, con sông hoàng tuyển này là do hơi thở của vua hoàng biến thành, mấy vạn năm nay chưa từng khô cạn. Trong sông hoàng tuyển, những thi thể từ đáy sông hiện ra, trôi nổi trên mặt sông, thỏ những bàn tay ra đều chụp tới Diệp Húc và Ma La Dư. Những thi thể đó hầu hết đều không có đầu, như thể là bị người bóp cổ, cắt đầu xuống, sau đó đẩy vào trong nước bọn họ là những đại vu đang đi trên hoàng tuyển lộ, lòng hiếu kỳ nặng, không nhịn được quay đầu lại xem. Trong những người này, thậm chí còn có cường giả tam bất diệt cảnh, có thể sánh với giả la minh tôn, mặc dù tu vi thâm hậu như thế, cũng bị người cắt đi đầu vào nguyên thần, thiên địa pháp tướng, chết ở chỗ này. Những thi thể không đầu đó vốn yên lặng ở dưới đáy sông Hoàng Tuyền, giờ phút này cảm ứng được hơi thở của người sống, đều nổi lên từ dưới đáy sông, giơ tay ra, vồ tới trên thềm đá. Thềm đá này như cầu, nhưng không có trụ chỉ lơ lửng không đến mười trượng trên mặt nước thêm đá hẹp chỉ vừa một người đi qua không biết bao nhiêu bàn tay từ dưới nước thỏ ra ào ào nhốn nháo vồ tới diệp húc và ma la dư làm cho người ta hoảng sợ pháp tướng phía sau ma la dư mọc lên ngàn cánh tay mở ra ma nhãn bắn ra những dòng ma quang xuyên thủng không ít bàn tay đốt cháy cô ta vung thanh ma đao kỳ cục kia lên chém sang hai bên thềm đá lại chặt đứt đi không biết bao nhiêu cánh tay nữa rầm rầm rơi vào bên trong hoàng tuyền Diệp Húc cũng đồng thời thi triển thủ đoạn, quanh thân trào ra vô số con kim dao, hóa thành kim dao tiễn, cắt xung quanh hai người, cắt đứt những cánh tay với đến. Những người chết ở chỗ này, không có ai là kẻ yếu, những thi thể vô đầu đó ngâm trong nước hoàng tuyền, thân thể cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng Diệp Húc và Ma La Dư một là thiên tài nổi tiếng nhất nhân tộc, một là con gái của Ma Hoàng, chặt đứt những bàn tay tử thi đó vẫn dễ dàng, mặc dù là thân thể tam tương cảnh thiên tương kỳ, cũng không thể chống lại vu pháp vu bảo của hai người chém giết ma đao của ma la dư lại sắc bén vô cùng không cần tế lên đao mang liền có thể cắt phá hư không thậm chí còn có thể dễ dàng chém vỡ thân thể bất diệt của tam bất diệt cảnh keng đột nhiên ma đao của ma la dư chém vào một bàn tay kín đầy long lân thanh ma đao này chính là bất diệt chi bảo một đao chém xuống không ngờ lại không chặt đứt được bàn tay của cái thi thể không đầu này chẳng lẽ là thi thể không đầu của một vị đại minh tôn vương ma la dư vội vàng tập trung tinh thần toàn lực chờ đợi chỉ nghe dầm một tiếng trên mặt nước ở dưới thềm đá hiện ra một thi thể thật lớn. Thi thể này có khí lực cực kỳ hùng tráng, so với giả la minh tôn thì không phân được cao thấp, thân thể phủ kín long lân, những khối cơ bắp hiện ra, xương tay mọc ra hai thanh đao xương dài đến ba trượng có thừa, sau lượng mọc một cái đuôi bọ cạp dài đến hơn 20 trượng, dựng cao cao ở sau người. Người này khi còn sống hẳn là một vị đại minh tôn vương của hoàng tộc giả la, không biết khi nào thì chết ở chỗ này. Đầu của hắn không biết bị thứ gì cắt đi, sớm đã chết không biết bao lâu, nhưng toàn thân lại tản ra một luồng hơi thở thô bạo đằng đằng sát khí điều không giống bình thường là những thi thể khác trôi nổi trên mặt nước mà vị đại minh tôn vương của hoàng tộc già la này lại im hơi lặng tiếng bay lên khí thế ép tới hư không từng tắc vỡ vụn giơ tay chộp tới ma la dư lâu đà minh tôn ma la dư thất thanh nói ngơ ngác nhìn bàn tay này chộp tới mình dường như quên né tránh ngăn cản diệp húc bốn đầu tám tay nhìn thấy nàng ta bất thường vội vàng tế cửu đỉnh lên luân phiên đâm tới vị đại minh tôn vương này chỉ thấy cái đuôi bọ cặp phía sau thi thể, không đầu vị đại minh tôn vương này châm tới, và chạm dữ dội với cửu đỉnh của hắn, ngăn cản hết thế công của cửu đỉnh lại, tốc độ giơ tay của hắn vẫn không giảm, tiếp tục chụp tới Ma Dư. Diệp Húc liên tục quát lớn, bàn vương khai thiên kinh vận chuyển, một luồng huyết khí thẳng hướng tận trời cao, bên trong không trung lập tức xuất hiện một gốc ngọc thụ cao hai vạn trượng, Di La Thiên Địa Tháp cửu đỉnh nghệ hoàng kim tiễn tất cả đều bay múa xung quanh ngọc thụ khí thế của hắn trong chớp mắt tăng lên tới đỉnh tám cánh tay đồng thời nâng lên những mặt trời trói trang bên trong chính là dương thiên thần giới đón nhận bàn tay khổng lồ của vị đại minh tôn vương này va chạm dữ dội chuyển đến diệp húc gần như bị chấn cho rơi khỏi thềm đá suýt ngã vào bên trong hoàng tuyền hắn cuối cùng cũng đỡ được bàn tay rơi đến bắt lấy ma la dư bị chấn cho khí huyết bốc lên vội vàng kéo lấy ma la dư lao về phía trước dưới thềm đá những bàn tay to vồ tới bắt lấy cổ chân diệp húc bị hắn chấn vỡ tất cả lập tức lại càng thêm nhiều bàn tay to chụp tới khiến Diệp Húc nửa bước cũng khó đi. Mà là dư, cô đang làm gì vậy? Thất thần ở cái nơi này sao, muốn chết sao? Diệp Húc giận dữ, cướp lấy ma đao của cô ta, một luồng tác khí đem ma đao tế lên, chỉ thấy thanh ma đao này cắt phá hư không, xoay vòng xung quanh thềm đá, chặt đứt vô số bàn tay. Đó là sư tôn của ta, cha ta say mê vu pháp, không có thời gian dạy bảo ta, từ nhỏ đến lớn đều là lâu đà minh tôn dạy bảo ta tu hành. Hơn 20 năm trước người rời khỏi sâm la thần điện, sau đó không hề trở về nữa ma la dư hồn bay phách lạc lẩm bẩm nói ta hỏi cha ông nói không cần đi tìm khi đó ta đã nghĩ có lẽ lâu đà minh tôn đã chết rồi cô ta định quay đầu nhìn lại lâu đà minh tôn diệp húc giơ tay ra nắm lấy khuôn mặt cô ta không để cho cô ta quay đầu lại trầm giọng nói đừng quay đầu lại thiếu bảo ta chỉ liếc ông ấy một cái thôi chỉ một cái thôi ma la dư run run nói trong thanh âm mang theo tiếng thút thít đừng quay đầu lại diệp húc hét lớn mà là dư giật mình im lặng không nói đám người chuyển luân vương thái tử lúc này đã bước lên thềm đá một đường chém giết chặt đứt nghiền nát vô số bàn tay thò từ dưới sông lên những tên hoàng tộc đi theo bên người chuyển luân tiểu thánh vương lúc này đã không còn mấy không phải chết trong tay âm hồn nhân hoàng thì bị bảo nguyên đại thiền sư giết còn có hai người bị lão già thế hệ trước của chu thiên tinh cung biến thành huyết bức xử lý chỉ còn lại bốn người diệp thiếu bảo thằng nhãi này sao lại cất tiếng hô to không được quay đầu lại một gã hoàng tộc trong đó cười nói chẳng lẽ phía sau có thứ gì đó đi theo chúng ta sao vu sĩ chúng ta phải mắt xem sáu đường tai nghe tám hướng nếu thật sự có thứ kỳ quái gì đi theo phía sau chẳng phải là nguy hiểm sao hắn ta quay đầu nhìn lại lập tức một đôi tay trắng toát lạnh lẽo nhẹ nhàng thỏ đến cầm lấy cổ hắn nhẹ nhàng vặn một cái trực tiếp xách đầu hắn ra khỏi cổ hắn trực tiếp bị người hái đầu thậm chí hồn phách nguyên thần thần thức cũng bị bàn tay lạnh như băng kia bóp chết khi thể không đầu lắc lắc ngã vào bên trong hoàng tuyền biến thành một cái xác chết trôi nổi không đúng không phải đầu của ta một tiếng thở dài yếu ớt xa xôi vang lên phía sau mọi người lập tức có tiếng thứ gì đó vỡ nát ra chuyển đến đám người chuyển luân vương thái tử khiếp sợ tên hoàng tộc vừa rồi tu vi cực cao đã tu thành tam thần cảnh hợp thể kỳ chính là đệ tử đắc lực được chuyển luân vương thần điện cực khổ bồi dưỡng là tinh anh trong tinh anh tương lai có khi có thể trở thành tân đại minh tôn vương không ngờ lại chết một cách quái lạ trên con đường hoàng tuyền này kẻ nào giả thần giả quỷ dám đối nghịch với chuyển luân vương thần điện ta lại có một gã hoàng tộc vừa sợ vừa giận quay đầu lại quát lớn gã không lỗ mãng như người nọ đầu tiên là tế vu bảo ma tộc mình cực cực khổ khổ luyện chế được lên bảo vệ quanh thân vu bảo của gã chính là một tòa ma đàn tối đen trên ma đàn khắc đủ loại thiên ma bay múa xung quanh một pho tượng ma vương đây là một kiện tam tương chi bảo là bảo vật phòng ngự thuần túy, có được lực phòng ngự rất mạnh. Một khi ma đàn được tế lên sẽ có vô số thiên ma từ trong đàn bay ra, chuyển quanh thân gã, đủ để ngăn cản công kích của tam tương chi bảo. Gã vừa quay đầu lại liền thấy đôi tay trắng và lạnh như băng kia lại thỏ đến, trực tiếp xuyên qua phòng ngự của ma đàn, nắm lấy cổ gã, nhẹ nhàng nhấc một cái liền nhấc đầu hắn lên. Không đúng, không phải đầu của ta. Tiếng thở dài kỳ dị kia lại vang lên, lập tức có tiếng thứ gì đó nổ tung lại truyền đến, bỗng dưng liên tục hai đại cao thủ chết một cách quái lạ loại tình hình này ngay cả chuyển luân vương thái tử cũng không rét mà run mồ hôi lạnh tuôn ra trên trán khàn cả giọng giống to có cổ quái đừng quay đầu lại hai gã hoàng tộc còn lại nơm nớp lo sợ ngơ ngác đứng trên hoàng tuyển lộ đi đứng bất ổn lập tức một bàn tay từ trong sông thỏ đến kéo lấy cổ chân một người trong đó tại khi hắn ta không phòng bị liền kéo hắn vào trong sông biến mất không thấy nữa sau một lúc lâu thi thể hắn nổi lên biến thành một xác chết không đầu thò tay vồ tới chuyển luân vương thái tử chuyển luân vương thái tử tức giận hừ một tiếng đánh cho người này vỡ nát thiếu bảo rốt cuộc là ngươi nhìn thấy gì giọng ma la dư run rẩy mặc dù cô ta cả gan làm loạn coi trời bằng vung lúc này cũng không nhịn được kinh hồn táng đảm đã không còn bình tĩnh như trước răng của cô ta va vào nhau lạch cạch khẽ nói thứ thần bí kia rốt cuộc là cái gì vậy diệp húc im lặng một lát từ từ phun ra một hơi chọc khí hạ giọng nói đó là âm hồn của vu hoàng chuyện được đọc bởi kênh haleji audio âm hồn của vu hoàng dư ngẩn ra cảm thấy khó có thể tin được không sai diệp húc hạ giọng nói đó là âm hồn của một vị vu hoàng hơn nữa là một cái âm hồn không có đầu cô ta đang tìm đầu của mình mỗi khi cô ta bóp chết một người liền đặt đầu người đó lên cổ mình thử xem có đúng hay không không đúng liền bóp nát cái đầu kia khó trách cả đại minh tôn vương tam bất diệt cảnh cũng chết ở nơi này một âm hồn không đầu của Vu Hoàng, đủ để giết hại cường giả cấp bậc thánh chủ. Ma La Dư lại dùng mình một cái, cười khanh khách nói. Tiểu tử thối, ngươi nhất định là đang gạt ta đúng không? Kẻ nào có thể chặt bỏ được đầu của Vu Hoàng chứ, để cho âm hồn của hắn luôn tìm kiếm đầu mình trên hoàng tuyển lộ. Không tin thì cô cứ quay lại mà nhìn. Diệp Húc cười nói. Ma La Dư hử lạnh một tiếng. Đầu của ta chắc chắn không phù hợp, tốt nhất là không quay đầu lại nhìn làm gì có khi sẽ rất phù hợp đấy, vị vu hoàng không đầu này là phụ nữ." Diệp Húc cười nói, "Thứ khiến ta tò mò là, cô ta không có đầu, không có mắt, sao có thể phát hiện người khác quay đầu lại?" Không xong, mồ hôi lạnh tuôn ra trên trán Diệp Húc, hắn lập tức nghĩ đến vì sao người khác vừa quay đầu, âm hồn vị vu hoàng không đầu này sẽ lập tức xuất hiện, cắt đứt cổ và nguyên thần của đối phương, thậm chí cả thiên địa pháp tướng cũng bị cắt đứt. Là ánh mắt. Thân thể cô ta cảm ứng được ánh mắt của người khác nên mới có thể theo ánh mắt mà đến bóp chết đối phương nguyên do trong đó chính là ánh mắt ánh mắt dừng lại trên thân thể cô ta lập tức bị cô ta cảm ứng được phiêu phiêu bay tới bóp chết đối phương đem đầu của đối phương thả lên người mình cái đầu sau lưng diệp húc kia ánh mắt mở ra chỉ thấy vị nữ vu hoàng kia bay tới hướng hắn không khỏi bị dọa cho hồn bay phách lạc thân thể cô ta thướt tha giống như một tuyệt thế nữ tử đi ra từ trong tranh lại như tiên nữ trong truyền thuyết làm cho người ta liếc mắt nhìn tới một cái cả đời khó có thể quên đáng tiếc là một vị tuyệt thế giai nhân khuynh quốc khuynh thành như vậy, lại bị người chém rơi đầu. Sau khi cô ta chết oán khí quá nặng, sát khí quá nặng, cho nên một sợi ý chí bất tử hình thành nên âm hồn không đầu, lưu luyến ở trên hoàng tuyển lộ, tìm kiếm đầu mình. Ngay lập tức, cô ta hiện ra phía sau Diệp Húc, một đôi bàn tay lạnh lẽo như băng dơ ra, tìm đến cổ Diệp Húc. Vạn pháp vạn nhãn. Diệp Húc chợt nghĩ ra một ý tưởng, vội vàng nhắm mắt lại, chỉ thấy quanh thân hán mọc ra vô số ánh mắt yêu thú thật lớn, lơ lửng trên không, từng con mắt có ánh mắt sáng ngời đều nhìn hướng âm hồn vu hoàng kia âm hồn vị nữ vu hoàng này ngừng hai tay trước cổ hắn mất đi cảm ứng với ánh mắt của hắn lập tức nhẹ nhàng bay lên chộp tới những ánh mắt kia cái âm hồn không đầu này tuy không bắt chúng cổ diệp húc nhưng diệp húc vẫn có thể cảm thấy được cảm giác lạnh lẽo đến tận xương truyền từ cổ hắn đến toàn thân truyền đến trong nguyên thần tử phủ của hắn đóng băng nguyên thần đóng băng hồn phách thần thức thậm chí cả vu bảo cũng bị đóng băng hết lại nếu âm hồn vị nữ vu hoàng này nắm được cổ hắn nhẹ nhàng nhấc một cái tất có thể hái đầu hắn xuống bóp chết nguyên thần khiến hắn hồn phi phách tán không hề khách hai tên hoàng tộc ma tộc kia chút nào những con mắt yêu thú cực lớn bị âm hồn vị nữ vu hoàng này bóp nát nhưng vẫn không tìm thấy đầu cô ta du đãng trên không trung đột nhiên một luồng khí âm hàn truyền đến tất cả con mắt bị đóng băng lại rầm rầm vỡ tan ai từng thấy đầu của ta cô ta lướt xuống đứng ở phía sau diệp húc cô ta không có đầu giọng nói truyền đến từ bên trong cơ thể. Ta không tìm thấy đầu. Cô ta nghiêng thân mình, tiến đến trước mặt Diệp Húc, phát ra những lời nói mê. Diệp Húc chỉ cảm thấy da đầu run lên, ba cái đầu kia đồng loạt nhắm mắt lại. Hắn có thể cảm giác được một cảm giác lạnh lẽo thổi qua người mình, thổi hướng Ma La Dư. Hắn vội vàng giơ tay bịt kín đôi mắt Ma La Dư lại, thân thể hai người cứng ngắc đứng trên hoàng tuyền lộ, không hề động đậy. Dưới thềm đá, trong hoàng tuyền, những xác chết đều giơ tay ra, bắt lấy hai chân Diệp Húc và Ma La Dư, muốn kéo bọn họ xuống nước. Diệp Húc đau đớn kêu lên một tiếng, nguyên thần sau lưng mọc lên, chỉ thấy vô số cái rễ của ngọc thụ đột nhiên bắn ra, bóp 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 đâm phá hư không. Hắn giống như một gốc cổ thụ, gốc rễ đâm vào hư không, mượn sức mạnh của đất trời để chống lại những bàn tay đang lôi kéo trong sông Hoàng Tuyền kia. Hắn cảm giác được ma nữ bên người mình đang hơi phát run. Ta tưởng cô cũng không sợ chứ. Diệp Húc ở bên tai cô ta khẽ cười nói. Ma Dư cảm giác được những làn hơi thở ấp ám của hắn phun lên vành tay mình, trong lòng không khỏi hoảng loạn, lập tức giận dữ, thò tay ra nhéo một cái thật mạnh lên đùi hắn. Ai thấy đầu của ta? Cô gái không đầu nhẹ nhàng lướt qua, lướt tới lướt đi xung quanh hai người bọn họ. Diệp Húc khẽ động tâm niệm, vô số yêu nhãn bay lên, ào ào bay đi hướng đám người chuyển luân tiểu thánh vương. Mẹ nó! Diệp Thiếu bảo, ngươi độc ác như vậy, không được chết tử tế đâu. Chuyển luân tiểu thánh vương giận dữ, cùng mấy tên hoàng tộc kia thi triển vu bảo vu pháp đánh vỡ hết những con mắt bay tới kia dám mắng ta chuyển luân tiểu thánh vương đối nghịch ta người đây là tự tìm đường chết diệp húc cười ha hả lại càng có thêm nhiều vạn pháp yêu nhãn bay đi ùn ùn kéo đến cô gái không đầu cảm ứng được ánh mắt của yêu nhãn lập tức dứt bỏ diệp húc và ma la dư phóng đi hướng đám người chuyển luân tiểu thánh vương mọi người mau nhắm mặt lại đừng nhìn chuyển luân tiểu thánh vương không phải kẻ ngu ngốc lập tức nghĩ đến điểm mấu chốt, nhắm hai mắt lại, quát to. Nhưng vẫn có một người phản ứng chậm, chưa kịp nhắm hai mắt lại, chỉ thấy vô số yêu nhãn trên không trung đột nhiên biến mất, hóa thành thuần dương chân nguyên cuồn cuộn trở lại trong cơ thể Diệp Húc. Sau đó vị nữ vu hoàng không đầu kia lướt tới, bay tới chỗ hắn. Không phải đầu của ta. Cô gái không đầu chậm chậm hái đầu hắn xuống, đặt ở trên cổ mình khoa tay múa chân một lúc, thở dài nói, lập tức bóp nát cái đầu này. Chuyển luân tiểu thánh vương, ta đến tiễn các người quy thiên đây, vạn pháp yêu quốc. Diệp Húc cười ha hả, thân hình hơi hơi rung lên, chỉ thấy bên trong thế giới sau lưng hắn, một bàn tay cực lớn phá vỡ hư không, thỏ ra khỏi thế giới này, chộp tới chuyển luân tiểu thánh vương. Vô số yêu long yêu giao yêu thú yêu cầm đều nhốn nháo, bay ra theo bàn tay cực lớn này, giờ vuốt chộp tới hai người chuyển luân tiểu thánh vương. Đấu với ta, Diệp Thiếu bảo, huyết thống của người quá thấp, còn chưa đủ tư cách. Chuyển luân tiểu thánh vương tuy nhắm hai mắt lại, nhưng dường như vẫn có thể thấy rõ bốn phía đột nhiên quát lớn một tiếng hiện ra chân thân của mình cũng là một tên hoàng tộc đế thích bốn đầu tám tay thân mọc nghịch lân giống diệp húc như đúc thân thể hắn cũng cực kỳ mạnh mẽ khi hiện ra chân thân rồi sức mạnh thân thể đè ép hư không chỉ thấy năng lượng trong hư không đều bị ép ra lôi điện chi chít chút xuống khắp nơi gần sánh ngang với thân thể diệp húc chuyển luân thánh pháp hắn đánh một quyền ra chỉ thấy nắm tay hóa thành một cái luân bàn cực lớn ong ong chuyển động đem vạn pháp yêu quốc diệp húc đánh tới cắn nát lúc này hắn đột nhiên cảm giác được những luồng hơi thở mỏng manh chuyển đến đến gần bên người hắn hơi thở mỏng manh đó cũng là những con dao long màu vàng nhỏ như con run một đám bắt trên mi mắt hắn thỏ những cái móng vuốt nhỏ bé ra kéo mi mắt hắn lên chuyển luân tiểu thánh vương ngẩn ra thầm mắng một tiếng ma khí chấn một cái chấn vỡ hết đám kim dao nho nhỏ này không phải đầu của ta nữ vu hoàng không đầu thở dài lập tức tiếng đầu vỡ tung cùng tiếng thi thể rơi xuống nước truyền đến. Chuyển luân tiểu thánh vương lại ngơ ngẩn, bỗng biết là không ổn. Hắn tuy rằng sớm chấn vỡ, nhưng con kim dao nhỏ kia, không bị nhấc mi mắt lên, nhưng không có nghĩa là đồng bạn của hắn lại có được bản lĩnh đó. Diệp thiếu bảo tên khốn kiếp này mượn đao giết người, sốc mắt đồng bạn ta lên, để cho cậu ấy chết trong tay mụ nữ vu hoàng này. Mẹ nó, khó trách nhiều người đều muốn tiêu diệt hắn như vậy, tên này xấu xa như vậy, còn gấp ta trăm ngàn lần, không chết thiên lý bất dung chuyển luân tiểu thánh vương lâm vào nổi giận đôi mắt nhắm chặt lại bước nhanh lên phía trước đến gần diệp húc và ma la dư đằng đằng sát khí hán tế chuyển luân vương thần điện lên chỉ thấy cái chuyển luân cực lớn kia chia làm lục đạo tượng trưng cho lục đạo luân hồi mà thần điện thì tạo lạc ở giữa chuyển luân đây là cấm bảo ma tộc do điện chủ đời thứ nhất của chuyển luân vương thần điện chuyển luân thánh vương chế ra nghe đồn chuyển luân thánh vương có lai lịch xa xưa như những nhân vật tổ sư khai phái của hoàng tuyền ma tông vậy cũng từng gặp qua lục đạo luân hồi, chứng kiến lục đạo đại phá diệt, thiên địa đại dị biến. Chuyển luân vương thần điện là cấm bảo do ông ta rèn ra, có tính chất như luân hồi thiên bàn của Hoàng Tuyền Ma Tông, nhưng công hiệu lại khác nhau một trời một vực. Luân hồi thiên bàn của Hoàng Tuyền Ma Tông chú trọng luân hồi, mà chuyển luân vương thần điện lại chú trọng lục đạo, khác nhau về căn bản. Tòa chuyển luân vương thần điện trong tay chuyển luân tiểu thánh vương là một món phòng chế cấp bất diệt từ đương kim chuyển luân thánh vương luyện chế ra Tòa thần điện này tương dung cùng tâm pháp vu pháp mà hắn tu luyện, uy lực vô cùng mạnh, đem những bàn tay chụp đến dọc theo đường chấn vỡ hết. Diệp thiếu bảo, đánh lén tính hảo hán gì chứ? Ta nghe nói người ở thế giới vu hoang có uy danh cực cao, chính là đại vu trẻ tuổi hùng mạnh nhất của loài người trên đời này. Chuyển luân tiểu thánh vương khí thế ngút trời, phía sau xuất hiện một tôn pháp tướng chân thân cực lớn, bốn đầu tám tay, tám con mắt nhắm chặt, thanh âm cuồn cuộn truyền đến. Ta nghe người ta nói những người trẻ tuổi trong thế giới vu hoang có thể sánh ngang với ngươi không đến 10 người. Mà ở hàng cổ ma vực, những kẻ có thể sánh với ta cũng không quá 10. Không bằng ngay tại trên hoàng tuyển lộ này, chúng ta đánh một trận quyết thắng bại, xem ngươi con lai của nhân tộc lợi hại, hay là hoàng tộc có huyết thống thuần khiết ta lợi hại. Tốc độ hắn cực nhanh, chốc lát đã đi đến phía sau Diệp Húc, khí thế như rồng, tám cánh tay vươn ta, từng quyền đánh tới Diệp Húc. Chuyển luân thánh pháp, chư thiên vô đạo. Nắm đấm của hắn đánh ra, xuất hiện cảnh tượng thiên địa đại phá diệt, chư thiên bị lục đạo cắn nuốt, dường như tam thập tam thiên giới đều bị hủy diệt ở dưới lục đạo. Đây chính là vu pháp mà chuyển luân thánh vương đời thứ nhất chứng kiến thiên địa đại dị biến, đại phá diệt thời viễn cổ rồi khai sáng ra, lúc này được thi triển trong tay chuyển luân tiểu thánh vương, dường như tái hiện chẳng thiên địa đại tai biến thời viễn cổ kia. Đây là công kích như hủy thiên diệt địa, khiến không gian trên hoàng tuyển lộ vạn vẹo, nén ép lại một chỗ, sau đó sụp đổ, bị cắn nuốt trong nắm tay của hắn nơi sức mạnh đi qua, ngay cả nhiều thi thể không đầu trong hoàng tuyền cũng bị hút lên, cắn nát. Cô bé, ta sau an toàn phía sau cho cô, cô tới khai thông con đường hoàng tuyền này, ta đối phó với chuyển luân tiểu thánh vương. Diệp Húc xoay người, lưng dựa lưng với Ma La Dư. Chư thiên công đức xoay tròn không nghỉ, tám cánh ta vươn ra, trong lòng bàn tay U thiên thần giới, dương thiên thần giới, thái hoàng thiên giới gào thét bay lên, hóa thành mặt trời, mặt trăng, dìu lớn, lấy cứng trọi cứng với chư thiên vô đạo của chuyển luân tiểu thánh vương hắn giống như vị thần vương thống trị chư thiên, đối mặt với chuyển luân thánh pháp phá diệt phá nát chư thiên của chuyển luân tiểu thánh vương, định ngăn cơn sóng giữ lại. Chuyển luân tiểu thánh vương, nếu ngươi muốn đánh một trận công bằng với ta, chi bằng đợi cho tu vi ta khôi phục, khi đạt tới trạng thái toán thịnh rồi sẽ quyết chiến một trận thoải mái với ngươi. Chuyển luân tiểu thánh vương cười ha hả, gương mặt lạnh lùng, bốn khuôn mặt đồng thời quát lên. Thừa dịp ngươi bệnh lấy mạng ngươi, loại chuyện này chắc chắn diệt Thiếu Bảo ngươi đã làm không ít rồi nhỉ? Hai người 16 bàn tay đối chiến, Thái Hoàng Thần Vương Khai Thiên Ấn của Diệp Húc lập tức tan vỡ, không thể chống lại Chư Thiên Vô Đạo của hắn ta. Thái Hoàng Thần Vương Khai Thiên Ấn tuy ở trong Chư Thiên Công Đức Ấn, mà Diệp Húc tu luyện có lực công kích mạnh nhất, nhưng Thái Hoàng Thiên Giới đã tan biến, đối mặt với Chuyển Luân Thánh Pháp, mà Chuyển Luân Thánh Vương đời thứ nhất khai sáng ra khi chứng kiến thiên địa đại phá diệt, đã sụp đổ đầu tiên, bị Chư Thiên Vô Đạo cắn nát. Tuy nhiên U Thiên Thần Vương Độ Ách Ấn và dương thiên thần vương diệt kiếp ấn vẫn không hề tan rã dưới chư thiên vô đạo đây là bởi vì khi lục đạo tan rã thiên địa đại phá diệt tam thập tam thiên giới bị phá hủy hơn 24 tòa chỉ còn lại chín thiên giới trong đó có u thiên và dương thiên được xưng là cửu thiên cho dù u thiên thần vương độ ách ấn và dương thiên thần vương diệt kiếp ấn không bị phá nát diệp húc vẫn khó có thể chống lại công kích của chuyển luân tiểu thánh vương bị chấn cho liên tục lui về phía sau mặc dù hắn có nguyên thần chú đóng hư không vẫn không thể ngăn được xu hướng suy tàn chuyển luân tiểu thánh vương đánh nát thái hoàng thần vương khai thiên ấn của hắn hai nắm đấm đánh lên ngực diệp húc đánh cho thân thể hắn giống như một cái chuông đồng lớn cong cong vang lên lực lượng thật lớn thông qua thân thể diệp húc truyền đến lưng ma la dư khiến cho hai người đều bị tấn công ma la dư ra sức tế ma đao lên chặt đứt chi chít nhưng bàn tay thỏ ra từ trong hoàng tuyền lao nhanh về phía trước diệp húc đứng ở sau lưng nàng ta lấy cứng trọi cứng với chuyển luân tiểu thánh vương hai người đều là bốn đầu tám tay, thân thể hoàng tộc đế thích, vô cùng mạnh mẽ, đại chiến trên hoàng tuyển lộ, chuyển luân thánh pháp và chư thiên công đức ấn va và chạm vào nhau, khiến cho hư không trên mặt sông vỡ tan sụp đổ ra từng đợt. Mỗi lần bọn họ giao thủ lại sinh ra dao động năng lượng, hình thành những cái hắc động thật lớn, năng lượng dư thừa đều bị hắc động cắn nuốt. Bất cứ một kích nào của bọn họ, đều có thể dễ dàng đánh chết một gã cường giả tam thần cảnh hợp thể kỳ, thậm chí cũng khiến cả chùm sỏ tam tương cảnh pháp tương kỳ bị trọng thương. Diệp Thiếu bảo, ngươi chưa khôi phục tu vi đã mạnh như vậy, có thể giao thủ với ta một thời gian dài mà không chết, xem ra lại càng không thể để ngươi sống. Chuyển luân tiểu thánh vương nhắm tám con mắt lại, đột nhiên tế chuyển luân vương thần điện lên, chuyển luân gào thét xoay tròn, chụp xuống Diệp Húc, cười lạnh nói. Ta muốn biến ngươi thành súc sinh, heo chó, nhốt vào trong súc sinh đạo, sau đó từ từ hành hạ ngươi đến chết. Chuyển luân vương thần điện thăng lên, chỉ thấy thần điện dần dần biến mát, chỉ còn một vòng chuyển luân thật lớn vòng chuyển luân này chia ra làm sáu hóa thành sáu vòng chuyển luân chia làm các loại kim ngân đồng thiết ngọc thạch liên tục xoay tròn ở bên trong sáu vòng chuyển luân mỗi một vòng đều có một cây cầu màu đó đây là nại hà kiều là con đường chuyển sinh hai bên nại hà kiều là vô cùng vô tận oan hồn những oan hồn đó hình dáng kỳ quái có người có thú a tu lơ thiên thần địa ngục ác quỷ chuyển luân tiểu thánh vương chính là dựa vào món vu bảo có công hiệu kỳ lạ này đánh lén bảo nguyên đại thiền sư tam bất diệt cảnh đỉnh phong có được thân thể nhân hoàng của vị tuyệt đại cường giả biến hắn thành hèo cứ thế phá hỏng kim thân bất diệt của lão không thể không nói tòa chuyển luân vương thần điện này chính là cái vu bảo kỳ lạ nhất có sức mạnh quỷ dị nhất mà diệp húc từng thấy làm cho người ta khó lòng phòng bị cho dù tu vi có cao tới đâu thì dưới uy năng của nó cũng sẽ phải té ngã một cái thật đau hiện giờ chuyển luân tiểu thánh vương lại dùng trò cũ lấy cái chuyển luân vương thần điện này để đối phó với diệp húc định đưa hắn nhốt vào trong xúc sinh đạo biến thành heo chó sau đó ung dung giết chết hắn dù sao thân thể và tu vi của diệp húc tuy mạnh nhưng vẫn chưa tu luyện đến tam bất diệt cảnh không thể khó chơi như bảo nguyên đại thiền sư bị đánh nát thân thể vẫn còn có thể khôi phục như cũ diệp thiếu bảo biến thành heo chó đi chuyển luân tiểu thánh vương cười ha hà chỉ thấy một vòng thiết luân bay lên chụp xuống diệp húc hai bên nại hà kiểu bên trong thiết luân vô số xúc sinh bắt đầu khởi động có heo ngựa trâu dê gà chó sói hổ báo chim cá côn trùng đủ mọi loại oan hồn tất cả đều bị bao phủ trong vô biên vô tận ma khí thiết luân chụp xuống ngay sau đó diệp húc xuất hiện trên nại hà kiều chỉ thấy những dòng ma khí bọc vô số oan hồn xúc sinh bay lên chi chít rậm rạp chen nhau chui vào trong cơ thể diệp húc diệp húc trong lòng nghiêm nghị vô số oan hồn và ma khí chui vào trong cơ thể hắn thay đổi kết cấu cơ thể diệp húc mặc dù là thân thể dũng mãnh kia của diệp húc cũng không thể tiếp tục duy trì nguyên trạng bên ngoài làn da, từng sợi từng sợi lông chui ra, bất cứ lúc nào cũng có khả năng hóa thú. Loại sức mạnh quỷ dị này, thậm chí xuyên thủng qua tầng tầng phòng ngự của Di La Thiên Địa Tháp và Ngọc Lâu, coi thường phong ấn của Cửu đỉnh. Muốn biến ta thành heo chó sao? Ta chém ngươi trước. Diệp Húc đứng ở trên nại Hà Kiều, một tòa trảm tiên đài thật lớn từ sau lưng hắn bay lên trời, bạch phiên lơ lửng, xoạt xoạt văng lên, khốn thiên thằng hóa thành một con kim long, bay hướng chuyển luân tiểu thánh vương uy năng của chuyển luân vương thần điện ngay cả hắn cũng kiêng kỵ vài phần định chém chuyển luân tiểu thánh vương trước chạy ra khỏi phạm vi bao phủ của uy năng chuyển luân vương thần điện vù chuyển luân tiểu thánh vương trực tiếp bị khốn tiên thằng trói lại ngay sau đó xuất hiện trên đài trảm tiên đầu đeo cùng khóa tiên quỳ trên tử tù bồ đoàn thân thể hắn tuy mạnh không kém gì diệp húc nhưng so với kim thân bất diệt của bảo nguyên đại thiền sư thì còn kém xa thậm chí diệp húc không cần thúc giục trảm tiên đài chỉ cần tế lên liền có thể trói hắn giết chết Trảm Tiên Đài cũng là một loại vu bảo cực kỳ khác lạ, giống với Chuyển Luân Vương Thần Điện, tràn đầy sức mạnh quỷ dị khó lường. Chuyển Luân Tiểu Thánh Vương giờ phút này mặt lộ vẻ kinh hoàng, ra sức dễ dụa, đã thấy Trảm Tiên đao vù một tiếng bay lên, chém tới đầu mình, không khỏi bị dọa cho hồn bay phách lạc, kêu lớn lên. "Dừng tay!" Diệp Thiếu Bảo, "Dừng tay! Nếu ngươi chém ta, ngươi vẫn biến thành heo chó, cả đời cũng không thể khôi phục diện mạo ban đầu được." Trảm Tiên đao khó khăn dừng trên cổ hắn, chuyển luân tiểu thánh vương mồ hôi tuôn đẫm chán mà vào lúc này diệp húc đứng trên nại hà kiều thân thể cũng bắt đầu thay đổi gần như bị chuyển luân thần điện biến thành heo chó truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé chuyển luân tiểu thánh vương nhẹ nhàng thở ra ngừng vận chuyển chuyển luân vương thần điện chỉ thấy vô số oan hồn và ma khí chui ra khỏi toàn thân diệp húc dần dần khôi phục khí lực trầm giọng nói diệp thiếu bảo hai chúng ta nếu dùng vu bảo tranh chấp tất sẽ lưỡng bại câu thương. Được, ta đồng ý với ngươi, chờ cho tu vi ngươi khôi phục đến trạng thái toàn thịnh, lại đến lấy mạng ngươi. Ngươi thu vu bảo của ngươi, ta cũng thu chuyển luân vương thần điện của ta, tới chỗ sâu trong vu hoàng mai cốt chi địa rồi, chúng ta tiếp tục chiến một trận quyết sinh tử. Diệp Húc cũng lo lắng mình bị chuyển luân vương thần điện biến thành heo chó, cả đời đều không thể phục hồi như cũ, lập tức gật đầu, khẽ động tâm niệm, khốn tiên thẳng và cùng khóa tiên mở ra hai người đều tự đi ra khỏi phạm vi công kích của vu bảo đối phương vạn phần kiêng kỵ đối phương ma la dư giúp cuộc làm thông hoàng tuyền lộ này đi đến tận cuối hoàng tuyền làm đến nơi đến trốn cũng thở phào nhẹ nhõm quay đầu lại nói đi ra nơi này liền không cần lo lắng bị âm hồn nữ vu hoàng không đầu đuổi giết nàng ngẩng đầu nhìn hướng chuyển luân tiểu thánh vương ánh mắt bất thiện cười lạnh nói chuyển luân tiểu thánh vương nếu tu vi bà cô ta còn tại không cần thiếu bảo ra tay một đao của ta liền có thể chém ngươi chuyển luân tiểu thánh vương đi nhanh về phía trước đi qua người cô ta thẳng đến chỗ sâu trong nơi táng thân vu hoàng cười lạnh nói malazu ở trong mai cốt chi địa này ta sẽ xử lý tên tiểu tình nhân của ngươi sau đó sẽ hàng phục ngươi khiến ngươi làm người phụ nữ của ta ánh mắt hắn chấp động vô cùng âm trầm trong lòng cười lạnh nói chỉ cần tới chỗ sâu nhất kia lục đạo luân hồi bảo quyển của ta sẽ với mức độ lớn nhất cộng hưởng với thiên địa do khí thế vị nữ vu hoàng này hình thành thậm chí có thể khiến ta mượn được nguồn sức mạnh vô tận của vị vu hoàng cổ đại này. Diệp Thiếu bảo, cho dù ngươi có hồi phục tu vi thì sao? Tới chỗ sâu nhất trong vu hoàng mai cốt chi địa này, ta chính là chủ nhân của mảng đất trời này, ngươi chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Húc nhìn chuyển luân tiểu thánh vương rời đi, từ từ phun ra một hơi chọc khí. Chuyển luân tiểu thánh vương quả thực rất mạnh, ở trên hoàng tuyển lộ, thậm chí còn có thể ép hắn xuống hạ phong, cuối cùng không thể dùng thế ngọc nát đa tan, mới khiến kẻ này ném chuột sợ vỡ bình không dám đánh cược với cái chết người này mới chỉ dùng ra một đạo trong lục đảo của chuyển luân vương thần điện hẳn là còn những thủ đoạn khác nhưng nếu ta khôi phục tu vi đạt tới trạng thái toàn thịnh đánh bại thậm chí đánh chết kẻ này đều có thể nắm chắc được 10 phần hiện giờ diệp húc cuối cùng tạm thời dùng bảy vòng công đức kim luân chấn áp khiếm khuyết của bàn vương khai thiên kinh xuống lúc này dây tâm tỉnh hắn hoàn mỹ vô khuyết nội tâm mạnh mẽ không hề sợ đầu sợ đuôi ngược lại tài năng tất lộ dám chiến một trận với bất cứ kẻ nào cho dù chuyển luân tiểu thánh vương cực kỳ hùng mạnh nhưng diệp húc có niềm tin có thể chém hắn ta đi mau chuyển luân tiểu thánh vương ở phía trước chúng ta phòng trừng bình đẳng vương thái tử cũng đã qua hoàng tuyển lộ chỉ e là đã tới chỗ sâu nhất trong nơi này rồi ma la dư tay cầm ma đao đằng đằng sát khí đám khốn kiếp đó thừa dịp tỷ tỷ bị thương tu vi giảm đi liền dám kiêu ngạo trước mặt tỷ hôm nay thế nào cũng phải chém bọn chúng không thể không tước chúng thành nhân côn diệp húc nhanh chóng đuổi kịp cô ta quay đầu nhìn lại hoàng tuyền lộ chỉ thấy thềm đá này trải dài mấy trăm dặm phía trên hoàng tuyền giống như một sợi cước trắng mà đám thi thể trôi nổi trên mặt nước đã biến mất hẳn là đã chìm vào dưới đáy sông chờ đám người tiếp theo đến về phần âm hồn vị nữ vu hoàng không đấu kia cũng đã biến mất không thấy chắc là ẩn nấp ở trong hư không nào đó trên hoàng tuyền lộ này nếu như có người đến Âm hồn cô ta sẽ lập tức xuất hiện, tìm kiếm cái đầu đã mất đi của mình. Ông. Một tòa đại chu thiên tinh đấu đại trận và tinh không trụ quang đại trận đột nhiên kéo đến, hiện ra ở một chỗ khác trên hoàng tuyển lộ, định trụ thời không. Đám người thạch tinh hải được bao phủ bên trong hai tòa đại trận, quanh thân lấp lánh vô số ánh sao, bọn họ một đường đi tới, không ngờ lại không hề có ai chết trong mảng mai cốt chi địa này. Những người này đi lên hoàng tuyển lộ, lập tức đám thi thể không đầu dưới đáy nước xuất hiện ào ào giơ tay ra chụp tới các đệ tử Chu Thiên Tinh Cung. Nhưng những tên đệ tử Tinh Cung đó tu vi đều cực kỳ mạnh mẽ, tất cả đều đã tu luyện ra tinh đấu nguyên thần, lại có ba gã cường giả địa tương kỳ và vị cao thủ trẻ tuổi Thạch Tinh Hải chấn thủ, như vậy tất cũng có thể bình yên đi qua Hoàng Tuyền lộ này. Diệp Thiếu Bảo, giao đệ đệ ta ra đây, nếu không mặc kệ ngươi đi tới nơi đâu đều không thể thoát khỏi sự truy sát của Tinh Cung ta. Thạch Tinh Hải cất cao giọng nói, thanh âm truyền tới trăm dặm, truyền rõ ràng vào trong tai Diệp Húc thực lực kẻ này không kém chuyển luân tiểu thánh vương sắc mặt ma la dư ngưng trọng thấp giọng nói diệp húc gật đầu thạch tinh hải thân là con trai của tinh đế thực lực mạnh mẽ tư chất xuất chúng lúc trước vinh lâm còn có thể tranh đua với hắn ta thua một chiêu còn có thể bình an trở ra nhưng lúc này đây thạch tinh hải hùng mạnh hơn trước không ít chỉ sợ vinh lâm gặp lại hắn ta một chiêu sẽ thua thậm chí có khi còn không có cơ hội trốn chạy thạch sư huynh nếu ta giao lệnh đệ cho ngươi có phải ân oán giữa chúng ta sẽ xóa bỏ diệp húc đứng trên hoàng tuyển lộ nhìn hướng đám người thạch tinh hải chỉ thấy âm hồn không đầu của vị nữ vu hoàng kia lại xuất hiện như hình với bóng đi theo phía sau bọn họ không khỏi mỉm cười nói nếu ngươi giao đệ đệ ta ra ân oán giữa chúng ta sẽ xóa bỏ nhưng ngươi giết phong sư thúc của ta mạo phạm chu thiên tinh cung ta món nợ này vẫn phải tính thạch tinh hải dẫn đám người bước đến ung dung điểm tĩnh không cần hắn ra tay những người khác đã đánh nát những bàn tay thỏ ra từ dưới nước thản nhiên nói bởi vậy diệp thiếu bảo ngươi còn phải tự phong tu vi đến chu thiên tinh cung ta chịu đòn nhận tội mời tinh đế cha ta đến định đoạt tội nghiệt của ngươi nhưng ngươi yên tâm ta sẽ ở trước mặt cha ta cầu tình cho ngươi giữ lại tính mạng cho ngươi cuồng vọng ma la dư hử lạnh một tiếng cười lạnh nói chu thiên tinh cung có cái giá thật lớn khiến thiếu bảo tự phong tu vi chịu đòn nhận tội chẳng lẽ chu thiên tinh cung thật sự nghĩ mình là cộng chủ của thiên hạ thống nhất thế giới vu hoang rồi phải không? Yêu nữ láo sược, to gan, lại dám làm nhục chu thiên tinh cung ta, không biết sống chết. Ngươi một con đàn bà ma tộc thì biết cái gì? Diệp Thiếu bảo, nếu ngươi không đáp ứng, mai cốt chi địa này sẽ thêm một bộ hài cốt của ngươi đó. Đám người chu thiên tinh cung đều gầm lên, tăng tốc tới nơi này. Thạch tinh hải khẽ mỉm cười, cao giọng nói. Diệp Thiếu bảo, ngươi nghĩ sao? Thiếu bảo, lấy đệ đệ của hắn ta ra, giết ngay trước mặt hắn mà là dư dụ dỗ. Oan gia nên cởi không nên kết, trả đệ đệ lại cho hắn là được, miễn cho. Ở chỗ sâu trong mai cốt chi địa này lại bị đám người chu thiên tinh cung vây sát, dù sao bọn họ người đông thế mạnh. Chúng ta đã đắc tội chuyển luân tiểu thánh vương và bình đẳng vương thái tử, cần gì phải làm điều thừa nữa. Diệp húc thở dài, mặt co mày cáo, bất đắc dĩ nói. Nếu liều mạng không chết không ngừng với cao thủ chu thiên tinh cung, chỉ sợ ở mai cốt chi địa này chúng ta chẳng được bất cứ ích lợi gì cả. Ma La Dư mở to mắt, liên tục đánh giá Diệp Húc mấy lần, như là lần đầu tiên biết hắn vậy, cười lạnh nói. Diệp Thiếu bảo, ta không ngờ ngươi lại là hạng người nhát như chuột vậy. Diệp Húc mỉm cười, không tranh cãi, lập tức tế ngọc lâu lên, lấy thạch tinh vân ra. Từ trận chiến trong bàn hoàng lăng ân khư với đám người đàm phượng sơn, thái tử sơ, hắn vẫn nhốt thạch tinh vân trong ngọc lâu của mình, giao cho hùng bi, can xài giao đám đại yêu trong giữ, bị con hắc hùng kia phái đi gieo trồng thảo dược thạch sư huynh lệnh đệ ở đây còn mong sư huynh tiếp được cậu ấy đừng để cậu ấy rơi xuống nước diệp húc hít một hơi thật sâu dùng sức nắm đi ném thạch tinh vân tới đám người thạch tinh hải đằng xa sức mạnh của hắn quá lớn trực tiếp ném thạch tinh hải ra trăm dặm bay qua đỉnh đầu đám người thạch tinh hải rơi xuống bờ đối diện của hoàng tuyền đám người thạch tinh hải đều quay đầu nhìn ánh mắt đi theo tung tích thạch tinh vân đám người đó chết chắc rồi chúng ta đi thôi diệp húc vỗ vỗ tay cười nói với Ma Dư mà lúc này nàng ta đang chố mắt ra nhìn. Thiếu bảo, ngươi còn có thể xấu xa hơn nữa không? Ma Dư chớp chớp mắt, nhìn về phía Diệp Húc, vừa tức giận lại buồn cười, nói. Trong nháy mắt khi Thạch Tinh Hải và đám đệ tử tinh cung quay đầu lại kia, lập tức ánh mắt kinh động đến âm hồn vị nữ vu hoàng không đầu kia. Đám người bọn họ từ bên ngoài mai cốt chi địa này, một đường bình an đi đến nơi đây, chứng tỏ thực lực của bọn họ cực kỳ hùng mạnh. Suy cho cùng thì đường Diệp Húc và Ma Dư đi là thông đạo an toàn, mà ma hoàng đã mở ra bình đẳng vương thái tử cũng có con đường an toàn riêng chuyển luân tiểu thánh vương thì tu luyện tâm pháp lục đạo luân hồi bảo quyền tương đồng với mảng thế giới này chỉ có đám người thạch tinh hải không có những ưu thế đó nhưng những người này lại dựa vào hai tòa trận pháp là đại chu thiên tinh đấu đại trận và tinh không trụ quang đại trận một đường đi đến nơi đây cứng rắn đánh ra một con đường đi có thể thấy được những người này chỉ e là tinh anh trong tinh anh của chu thiên tinh cung mặc dù là diệp húc cũng không dám nói mình có thể xông vào nơi mai cốt chi địa này đánh ra một con đường bình an đi qua nhưng trước mặt âm hồn không đầu của vị vu hoàng này cái gọi là tinh anh kia dường như giống giấy kẹp bị nữ tử không đầu kia nhẹ nhàng nhấc lên liền hái lấy cái đầu đi đột tử tại chỗ không hề có chút sức phản kháng trong chớp mắt liền có năm sáu người chết biến thành những thi thể không đầu đám đệ tử chu thiên tinh cung giận dữ bọn họ đến từ tinh cung trước nay chỉ có ta giết người không người giết ta kiêu ngạo ngang ngược Mặc dù ở hàng cổ ma vực, thậm chí cả Ma La Dư, con gái của ma hoàng, cũng không để vào mắt, dĩ nhiên là một bộ dáng ông trời thứ nhất ta đứng thứ hai. Đây là lần đầu tiên bọn họ nếm mùi đau khổ lớn như thế, liên tiếp bị tiêu diệt đi mấy người, nhưng vẫn không hề loạn trận tuyến. Ma tế các loại vu bảo lên, thi triển các loại vu pháp, tế trận đồ, đều đánh tới nữ tử áo trắng không có đầu kia. Thế công của bọn họ không thể nói là không linh hoạt sắc bén, công kích công thể nói là không mạnh, nhưng chưa đi đến trước người âm hồn vị nữ vu hoàng không đầu kia tất cả vu bảo tất cả vu pháp tất cả trận đồ đều sụp đổ hóa thành cho bụi không còn tồn tại nữa âm hồn nữ vu hoàng không đầu tuy không thi triển bất cứ vu pháp vu bảo gì nhưng hư không quanh cô ta như có một loại sức mạnh kỳ lạ đủ để phá nát tất cả những vu pháp vu bảo nào đánh tới cô ta cô ta ở trong rất nhiều công kích vẫn giống như một vị tuyệt thế nữ tử bước ra từ trong tranh không nhanh không chậm rơi đôi bàn tay trắng một lạnh lẽo ra bóp lấy cổ của một gã đệ tử Chu Thiên Tinh Cung, hái đầu xuống, cố gắng lên đầu mình, một lần tiếp một lần, lại bóp nát ba cái đầu, khẽ thở dài nói: "Không phải đầu của ta, đầu của ta ở đâu?" Cô ta thở dài, theo ánh mắt bắt tới những người khác, "Đây là con quái vật gì vậy?" Những đệ tử Tinh Cung còn lại trong tâm đều là tuyệt vọng, thậm chí cả ba lão già mặc áo bào xám tam tương cảnh địa tương kỳ còn lại, trong chớp mắt đã có hai lão bị âm hồn không đầu hái đầu đi, biến thành thi thể không đầu ngã vào trong sông Hoàng Tuyền thiếu chủ cậu đi trước đi tôi sẽ ngăn cản nó lại tên lão già cuối cùng kia lấy lại tinh thần tế tất cả tinh quân địa tương chân thân của mình lên liên tục quát lớn thúc giục đại chu thiên tinh đấu đại trận và tinh không trụ quang đại trận không hề trùn bước đánh tới âm hồn không đầu của vị nữ vu hoàng kia hét to ta không tin ngay cả trấn cung trận pháp của chu thiên tinh cung ta cũng không thể gây thương tổn cho con quái vật này ngay sau đó âm hồn không đầu xuyên qua tầng tầng lớp lớp trận pháp không đếm xỉa đến bất cứ công kích nào đi đến bên người lão ta, hai tay đặt lên cỗ lão, nhẹ nhàng hái cái đầu của lão xuống. Thiếu chủ mau đi. Thêm nhiều đệ tử tinh cung lao lên, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, biết rõ phải chết nhưng cũng không hề trùn bước lại. Thạch tinh hải run run đôi tay, nhìn thoáng qua nơi đệ đệ thạch tinh vân rơi xuống, chỉ thấy lực ném của diệp húc thật lớn, trực tiếp ném thạch tinh vân đến bờ bên kia sông Hoàng Tuyền. Trong lòng thoáng yên tâm, xoay người lao đi dọc theo Hoàng Tuyền lộ. Các vị sư huynh sư thúc, mối thù lớn của các người này, ta nhất định sẽ báo, phải làm cho Diệp Húc Diệp thiếu bảo nợ máu trả bằng máu. Trong tâm hắn đã tức giận tới cực điểm rồi, lấy tài trí của hắn đương nhiên có thể nghĩ ra, Diệp Húc ném thạch tinh vân ra xa, chỉ sợ là để dẫn nữ tử áo trắng không đầu kia ra tay, đối phó đám người Chu Thiên Tinh Cung. Vì sao Diệp Thiếu Bảo ném tinh vân qua đó, sau đó à đàn bà không đầu kia lập tức ra tay đối phó chúng ta. Tốc độ hắn cực nhanh, lao vụt qua hoàng tuyển lộ, đột nhiên trong đầu lóe lên một suy nghĩ, nghĩ đến điểm quan trọng. Diệp Thiếu Bảo chính là muốn khiến chúng ta quay đầu lại. À đàn bà không đầu kia chắc chắn không thể nhìn thấy chúng ta, nhưng khi chúng ta quay đầu, à liền có thể cảm ứng được ánh mắt của chúng ta. Thạch Tinh Hải mừng rỡ, vội vàng dừng bước chân lại, xoay người quát lớn. Tất cả mọi người nhắm mắt lại. Hắn đứng tại chỗ, cũng chưa kịp nói cho hết lời, bởi vì trên hoàng tuyển lộ trống không, chỉ có sông lớn mênh mông, sóng từng trận ào ào, vị nữ tử áo trắng không đầu kia đang bay tới chỗ hắn mà tất cả đệ tử tinh cung trong nháy mắt đã chết hết, không còn ai sống. Thạch Tinh Hải im lặng đứng trên hoàng tuyển lộ, đột nhiên thét to một tiếng, nhắm hai mắt lạo, xoay người đi đến cuối hoàng tuyển lộ. Diệp Húc và Ma La Dư đang trên con đường đi đến chỗ sâu trong mai cốt chi địa, hai người dần dần cảm giác được những làn hơi thở của Vu Hoàng truyền đến, loại hơi thở này cực kỳ trầm trọng, từ khoảng cách của bọn họ tới trung tâm mai cốt chi địa càng gần, hơi thở lại càng ngày càng nặng. Không chỉ như thế, trên đường dần dần tràn ngập đủ loại ma khí có u minh a tị nê lê liệt hỏa hàn băng huyết trì hắc thằng ma khí nơi này chính là sau khi vu hoàng chết nguyên thần của mình phân giải ra đem tu vi của mình khi còn sống trả lại cho thiên địa ma tộc tu luyện khác với vu sĩ loài người vu sĩ loài người dựa vào nguyên khí thiên địa để tu luyện nguyên khí thiên địa bao gồm ba loại là chu thiên tinh lực thái dương nguyên khí và linh khí mà ma tộc thì lại tu luyện bằng ma khí bởi vậy nơi này tuy nhiều ma khí nhưng với Diệp Húc mà nói thì chẳng hề có chút tác dụng nào, ngược lại hắn còn phải ngăn cản ma khí xâm nhập, miễn cho mình bị ăn mòn tu vi cùng thân thể. Nhưng đối với Ma La Dư, mà nói thì nơi đây đúng là một thánh địa tu luyện vô thượng, hô hấp thổ nạp những ma khí đó sẽ giúp cô nhanh chóng trị liệu thương thế, khôi phục tu vi. Vị nữ vu hoàng này chết trận ở biển oan hồn, khí thế hóa ra mảng thiên địa này, mỗi một bông hoa ngọn cỏ đều ẩn chứa hơi thở của nàng ta, thâm tàng bất lộ. Mà ở trong này, chúng ta có thể cảm nhận được hơi thở vu hoàng, chứng to ở chỗ sâu trong mai cốt chi địa có thi hài của nàng ta diệp húc chớp động ánh mắt cười nói ma la dư ừ một tiếng đôi mắt đẹp tiếp tục nhìn khuôn mặt diệp húc có chút không yên lòng đột nhiên cười khanh khách nói người nói những tên chu thiên tinh cung đó bị ngươi âm có thể toàn quân bị diệt hay không diệp húc lắc đầu cười nói những người khác có lẽ sẽ chết nhưng thạch tinh hải chắc là sẽ sống sót kẻ này tâm trí bất phàm tốc độ phản ứng không chậm nếu hoảng loạn có khi sẽ loạn trận tuyến, nhưng chỉ cần hắn định tâm thần lại, chắc chắn sẽ phát hiện ra các phá giải hoàng tuyền lộ. Hắn có chút kiên kỵ với rất nhiều cường giả Chu Thiên Tinh Cung. Nếu là một mình Thạch Tinh Hải, hắn còn có tin tưởng để đấu một trận. Nhưng lần này cao thủ tiến vào biển oan hồn rất nhiều, những người này liên thủ lại, thúc giục Chu Thiên Tinh đấu đại trận và trụ quang đại trận, thậm chí cả nhân vật như Bảo Nguyên Đại Thiền Sư đều ăn mệt lớn, bị nhốt ở trong trận, thân thể lập tức liền lão hóa đi cả trăm năm bằng không với thực lực của bảo nguyên đại thiền sư cũng sẽ không dễ dàng bị chuyển luân tiểu thánh vương vây khốn hóa thành heo bị phá vỡ kim thân với lại đám đệ tử tinh cung hợp lực tế đại chu thiên tinh đấu đại trận lên những tinh quân nguyên thần trong trận điều hóa thành pháp tướng chân thân thực lực cực kỳ hùng mạnh lực công kích mạnh đến mức có thể tạo thành tổn thương lên thân thể nhân hoàng của bảo nguyên đại thiền sư cho nên bất kể là như nào đi chăng nữa diệp húc cũng phải loại bỏ vây cánh của thạch tinh hải trước nếu không bị đám người này vây công, hắn sẽ không có mấy phần thắng. E rằng chỉ có tế liệt hỏa minh tôn lên mới có thể chống lại hai đại trận pháp, đánh chết những người này. Thiếu bảo, khuôn mặt thật của ngươi đến tột cùng là dạng gì? Ta không tin ngươi thật sự có được huyết thống của hoàng tộc đế thích. Ánh mắt của Ma La Dư tiếp tục dừng trên khuôn mặt Diệp Húc, đôi mắt đẹp chớp động, cười khanh khách nói. Cùng ngươi ở một chỗ lâu như vậy, ta còn không biết diện mạo thật của ngươi. Nếu chẳng may ngày nào đó ở bên ngoài gặp ngươi, tỷ không cẩn thận chém phải ngươi, chẳng phải là ngươi sẽ bị chết oan uổng sao? Diệp Húc không biết làm sao, lúc này tán đi chân thân hoàng tộc đế thích, khôi phục tướng mạo vốn có, vẫn là quần áo lam như trước, cùng một gương mặt thanh tú. Ánh mắt Ma La Dư sáng lên, bộ dáng cũng không xấu, tạm tạm, tỉ nhận ngươi tên đệ đệ này. Diệp Húc lắc đầu bật cười, cô ma nữ này đến nay vẫn còn nhớ mãi không quên chuyện khi mới gặp nhau. Hai người tiếp tục đi, Diệp Húc yên tĩnh tâm thần, bộ não nhanh chóng vận chuyển, không ngừng suy diễn bàn vương khai thiên kinh. Dung nhập đại tiểu chu thiên tinh đấu cấm pháp vào trong đó, nguyên là hắn chỉ lấy được tiểu chu thiên tinh đấu vi trần cấm pháp cuốn thứ nhất và đại chu thiên tinh đấu cấm điển cuốn thứ hai. Sau khi dung nhập vào bản vương khai thiên kinh, hai loại cấm pháp không chọn vẹn này căn bản chỉ như muối bò biển, bé nhỏ không đáng kể. Nhưng lúc này hắn lấy được đại tiểu chu thiên tinh đấu cấm pháp đủ bảy cuốn, đủ để tu đến tam tương cảnh thiên tương kỳ đỉnh phong, bổ sung vào trong bản vương khai thiên kinh, khiến tâm pháp hắn khai sáng ra càng thêm đầy đủ khiếm khuyết cũng giảm đi rất nhiều qua thật lâu sau diệp húc cuối cùng cũng đem đại tiểu chu thiên cấm pháp dung nhập vào trong bản vương khai thiên kinh hắn vận chuyển tâm pháp mượn áp lực của hơi thở vu hoàng khiến bản vương khai thiên kinh càng có hiệu suất không ngừng cắn nuốt thuần dương linh khí dung nhập vào trong nguyên thần cùng lúc đó hắn tế di la thiên địa tháp lên mượn bảo tháp chi uy dắt chu thiên tinh lực chỉ thấy trong thế giới do khí thế của diệp húc mở ra phía sau lưng hắn trên bầu trời dần dần xuất hiện những điểm nhỏ ngôi sao phủ kín bầu trời những ngôi sao càng lúc càng lớn tạo thành vũ trụ rộng lớn vô số ngôi sao tinh đấu kết hợp lại vận hành dựa theo chu thiên theo mặt trời lên thì lặn đi không ngừng vận chuyển những tinh đấu đó tổ thành đại chu thiên trận thế khiến thế giới do khí thế của diệp húc mở ra xuất hiện một không gian bao la hùng vĩ những ngôi sao dày đặc hóa thành tinh không trụ quang khiến thế giới của hắn đó xuất hiện thời gian trôi qua vũ đại diện cho không gian trụ đại diện cho thời gian vũ trụ xuất hiện thế giới do khí thế của Diệp Húc mở ra càng thêm toàn vẹn, rộng lớn vô cùng, vô cực vô lượng. Khiếm khuyết của bản vương khai thiên kinh vẫn còn, nhưng hiện giờ tâm ma đã không dễ quấy nhiễu được ta nữa. Diệp Húc nhẹ nhàng thở ra, không ngừng thúc giục bản vương khai thiên kinh, luyện hóa chu thiên tinh lực và thuần dương linh khí, nhanh chóng khôi phục tu vi. Mùi máu tanh thật nồng. Cẩn thận, nơi đây quá nửa có cổ quái. Mà là dư cao mũi, dừng chân lại. Diệp Húc cũng ngửi được mùi máu tanh nồng đặc truyền đến, trong lòng dùng mình. Hai người liếc nhau, thật cẩn thận đi đến phía trước, đột nhiên nhìn bên đường phía trước bọn họ, không xa có một bộ hài cốt thật lớn nằm đó. Đây là một bộ yêu thi, tuy đã chết không biết bao lâu, thi thể đã hư thối đến chỉ còn lại xương cốt, nhưng những luồng yêu khí đặc vẫn tràn ra từ trên bộ xương đó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bộ hài cốt này dài đến ngàn thước, to lớn như núi, hình thể như rồng, trên lưng mọc hơn 10 đôi cánh xương, ở trên xương cốt hắn còn khoác một cái áo giáp thật dày hiển nhiên là một món vu bảo rất tốt. Đáng tiếc chính là, nơi đây khắp nơi tràn ngập đủ loại ma khí, chiếc áo giáp này đã bị ma khí ăn mòn, vỡ nát, động vào liền vỡ, đã không còn chút tác dụng nào. Có thể tưởng tượng ra, nguyên hình của tên đại vu yêu tộc này khi còn sống tất nhiên vô cùng khổng lồ, tu vi của hắn mạnh mẽ, thân khoác áo giáp, chưa chắc sẽ yếu hơn bao nhiêu so với hoàng tộc ma tộc ngang cấp. Ở bên người hắn còn lưu lại một tòa bảo hồn giới, hình dạng nó như tam xoa kích, dựng thẳng bên cạnh hài cốt, Hẳn là vu bảo mà vị đại vu yêu tộc này sử dụng khi còn sống, đáng tiếc đã bị ma khí ăn mòn sạch sẽ, chỉ còn lại không gian tàn phá kia. Vị đại vu yêu tộc này chết như thế nào nhỉ? Diệp Húc nhiều lần quan sát cũng không nhìn thấy bất cứ thương thế gì trên hài cốt, trong lòng không khỏi tò mò vạn phần. Vị đại vu yêu tộc này cũng không hình thành thứ như âm hồn, hẳn là khi còn sống bị người dùng pháp lực hùng mạnh trực tiếp xóa bỏ, tất cả mọi thứ khi còn sống đều bị xóa đi, không còn chút nào, chỉ còn lại một bộ hài cốt. Ma La Dư lập tức phát hiện hoảng sợ nhìn lên trời cao, chỉ thấy mảng thiên địa do khí thế của Vu Hoàng hình thành này bị vỡ ra một vết nứt cực lớn, dài đến 6-70 dặm, nhìn vết tích như thể là do Vu Bảo Kiều Tam xoa kích tạo ra. Tên đại vu yêu tộc này, chắc chắn là một vị đại tướng quân của Đại Chu hoàng triều lúc đó, một kích hạ xuống xé rách thế giới do khí thế của Vu Hoàng tạo thành, tu vi của hắn có lẽ là nhân hoàng đỉnh phong. Diệp Húc cũng chú ý tới vết nứt đó, thất thanh nói: "Chẳng lẽ nhân hoàng có thể hùng mạnh đến mức đả thương được Vu Hoàng?" Ở trong nhận thức của hắn, Vu hoàng chính là nhân vật đứng đầu trên đời này, bá chủ thế giới, tượng trưng cho vô địch, người như thế, mạnh đến cực hạn mà loài người có thể đạt tới, thậm chí có thể sánh với tiên Phật thời viễn cổ. Nhưng tất cả những thứ hắn nhìn thấy trước mắt đây đã làm cho niềm tin của hắn có chút dao động. Ma La Dư cười nói, thực lực của vị đại Vu yêu tộc này có thể làm thương đến Vu hoàng, coi như là cường giả nổi bật, đáng tiếc, vẫn chết ở trong tay Vu hoàng Hằng Cổ Ma vực ta hai người lách qua bộ hài cốt này tiếp tục đi đến phía trước đi không bao xa lại thấy một thi thể khác nằm trên mặt đất đây là hài cốt của một đại vua loài người thân thể cũng hư thối chỉ còn lại xương cốt mà ở dưới chân người này mặt đất bị xuyên thủng hiển nhiên là bị người này lấy trọng bỏ đánh xuyên qua công kích vị vu hoàng này công kích của hắn mạnh đến mức khiến cho khí thế của vị nữ vu hoàng này không thể chữa trị xuất hiện tổn hại vĩnh viễn hiển nhiên hắn cũng là một vị nhân hoàng cũng mặc áo giáp, vu hồn giới của hắn đã trống trơn, rách nát, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Một đường đi tới, bọn họ nhìn, đến càng ngày càng nhiều bộ hài cốt hiện ra trong mảng mai cốt chi địa của vu hoàng này, ước chừng có 34 bộ hài cốt nhân hoàng, một mảnh trắng xóa. Những người này đến từ hai đại chủng tộc yêu tộc và nhân tộc, hẳn đều là tuyệt đỉnh cường giả dưới trướng Chu Vũ Mục Vương của đại Chu hoàng triều. Khi đó ở trên chiến trường, bọn họ tập kích vị nữ vu hoàng của chuyển luân vương thần điện, đánh vỡ khí thế của nàng ta, khi bọn họ còn sống, thực lực đều mạnh đến tột cùng, cách cảnh giới vu hoàng không xa đáng tiếc đều chết ở nơi này, xương cốt bị ma khí ăn mòn. Bọn họ chết ở chỗ này, thậm chí không thể hình thành âm hồn, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là vị nữ vu hoàng này tự ra tay, diệt trừ bọn họ. 34 vị nhân hoàng vây công vị vu hoàng này, đều chết thảm cả, trận đại chiến này thật sự dị thường thảm thiết. Diệp húc dọc theo đường đi chỉ thấy khí thế của vị nữ vu hoàng này bị đánh, cho vỡ nát, Tàn phá kinh khủng, hiển nhiên trận ác chiến năm đó cực kỳ thảm thiết. 34 vị nhân hoàng, vây công một vị vu hoàng, khiêu chiến cường giả vô địch, có thể nói là một việc làm vĩ đại. Nhưng vị chuyển luân nữ thánh vương này cũng là một nhân vật quá giỏi, lại giết chết tất cả 34 vị nhân hoàng, thực lực mạnh mẽ làm cho người ta phải khâm phục. Loại bản lĩnh này, tương đương với một hành động liền tiêu diệt thế giới vu hoang ta, tất cả thánh chủ của các đại thành địa. Diệp Húc thầm nghĩ, hiện giờ thế giới vu hoang tới nay vẫn chưa thống nhất các đại thánh địa đã không còn những hoàng triều vu hoàng hùng mạnh trấn áp theo lý mà nói thì hẳn là phồn thịnh quang vinh xuất hiện càng nhiều nhân hoàng bách gia tranh minh sao ngược lại còn không nhiều nhân hoàng như thời kỳ chu vũ mục vương diệp húc có chút buồn bực trong lòng từ khi đại chu hoàng triều bị diệt tới nay đã có vạn năm thời gian dài như vậy mà không ngờ cao thủ nhân hoàng kỳ còn không nhiều bằng đại chu hoàng triều vu hoàng ngay cả một người cũng không có loại tình hình này có thể nói là khác thường dù sao có đại chu hoàng triều trấn áp các đại thánh địa thoi thóp không xuất hiện nhân hoàng vu hoàng cũng có thể hiểu được nhưng cho đến ngày nay đã không có một hoàng triều thống nhất thiên hạ nhân hoàng của các đại thánh địa vẫn còn ít ỏi như vậy này chỉ có thể nói rõ hai tình huống hoặc là các đại thánh địa đều là heo hoặc là năng lực của các đại thánh địa có lẽ so với nhìn qua thì hùng hậu rất nhiều nói không chừng có một số nhân hoàng đã ẩn nấp đi rồi hơi thở vu hoàng phía trước càng ngày càng nặng mùi máu càng lúc càng đậm đột nhiên một biển máu mênh mông hiện ra trước mắt diệp húc và Ma -La dư Mùi máu tanh mà bọn họ ngửi được ban nãy chính là truyền đến từ biển máu này. Đây là máu vu hoàng. Diệp Húc quá khiếp sợ, liếc Ma La Dư, hai người đều có thể cảm giác được năng lượng khủng bố chất chứa trong biển máu này, chỉ sợ năng lượng ẩn chứa trong một giọt máu thôi, cũng đủ để chấn chết những đại vu như bọn họ. Mà toàn bộ biển này đều là máu vu hoàng, sóng biển cuồn cuộn, cuốn lên những sóng máu cao lớn như những ngọn núi nhỏ, sóng lớn đánh đến hư không, khiến hư không rách ra, vỡ tan vị chuyển luân nữ thánh vương này giết chết 34 vị nhân hoàng rồi, cũng không có bình yên vô sự, ngược lại sau trận chiến đó lọt vào đả kích chí mạng, máu chảy thành biển. Một tòa chuyển luân vương thần điện thật lớn đứng vững phía trên biển máu này. Bốn phía thần điện, lục đạo chuyển luân ông ông chuyển động, lục đạo chuyển luân này rất khác biệt với của chuyển luân tiểu thánh vương, chính là từ duy nhất máu tươi tạo thành, có vẻ vô cùng quỷ dị. Nơi này là mảnh đất trung tâm của Mai Cốt Chi Địa, hơi thở vu hoàng cực kỳ trầm trọng, thậm chí ép cho hư không không ngừng rung rung vỡ tan khắp nơi tràn ngập những dòng nước siết hủy diệt mênh mông dị thường mà trung tâm chuyển luân vương thần điện diệp húc nhìn thấy một nữ tử tám tay ngồi ngay ngắn trên điện lòng bàn tay hướng trời tay cô ta trắng nõn như ngọc nắm những ấn pháp khác nhau ẩn chứa đạo lý vô cùng sâu sắc huyền bí mà tư thái của cô ta thần thánh uyển chuyển làm cho người ta vừa nhìn thấy liền cảm thấy kinh diễm đáng tiếc chính là đầu của nàng đã không cánh mà bay hẳn là bị người chặt đứt giết chết nàng ta bởi vậy âm hồn vị nữ vu hoàng này mới lưu luyến trên hoàng tuyển lộ tìm kiếm đầu của mình mảng thiên địa này bị tàn phá cực kỳ mạnh mẽ nơi nơi đều rách nát trên bầu trời xuất hiện những vết tích vĩnh viễn không thể xóa bằng nhìn mà thấy ghê người thứ khiến diệp húc và ma la dư khiếp sợ nhất chính là một cái trường ấn cực lớn cái trường ấn này hiện ra phía trên chuyển luân vương thần điện có thể thấy rõ năm ngón tay đánh xuyên qua thế giới này để lại dấu vết vĩnh viễn không thể xóa nhòa mục tiêu của trường ấn đó đúng là vị chuyển luân nữ thánh vương này hiển nhiên đúng là cái bàn tay to này đã chặt đứt đầu nữ thánh vương, giết chết nàng ta ở trong thế giới của mình. 34 vị nhân hoàng vây công không thể khiến vị nữ thánh vương này bị thương nặng, mà bàn tay này vừa xuất hiện đã giết chết vị nữ thánh vương này. Diệp Húc phun ra một hơi, từ từ nói. Chu Vũ Mục Vương. Ma La Dư nhìn cái trường ấn thật lớn trên không trung kia, lặng lẽ gật đầu. Chu Vũ Mục Vương vị bá chủ thống nhất thế giới Vu Hoàng chính là vị Vu Hoàng được xưng hùng mạnh nhất hơn 10 vạn năm tới nay, chỉ có vị vu hoàng vô địch hơn 10 vạn năm như vậy ra tay mới có thể một chiêu liền giết chết vị nữ thánh vương này thực lực của ông ta cao thâm khiến người ta không thể tưởng tượng nổi ngay cả phụ nữ cũng giết tên chu vũ mục vương này hiển nhiên cũng chẳng phải thứ tốt ma la dư căm giận nói diệp húc nhún nhún vai với lời của cô ta cũng không dám gật bừa theo hắn thấy chỉ cần là kẻ thù thì chẳng phân biệt nam hay nữ đáng chết thì giết không chút lưu tình nếu không phải ma la dư cùng chung hoạn nạn với hắn chỉ sợ Diệp Húc đã sớm hạ sát thủ, xử lý ma nữ này rồi. Nếu ta có thể đem thân thể vị nữ thánh vương này, luyện thành thân ngoại hóa thân thì còn có ai sẽ là đối thủ của ta nữa. Ta muốn ai gọi ta là tỷ tỷ thì kẻ đó phải gọi, nếu không bà cô ta liền cắt hắn. Đôi mắt Ma La dư tỏa sáng, tha thiết nhìn chằm chằm vị nữ thánh vương trong chuyển luân vương thần điện, đột nhiên liếc Diệp Húc một cái, giọng nói dịu dàng hẳn: "Thiếu bảo, chỉ cần ngươi giúp ta lấy được thân thể vị nữ thánh vương này, tỷ tỷ cái gì cũng đồng ý ngươi." cô ta dùng bờ vai mình cọ cọ diệp húc ánh mắt quyến rũ cúi đầu xuống cười nói người ta còn có thể sinh con cho ngươi diệp húc gần như hộc máu chừng to mắt nhìn nàng mồ hôi lạnh tuôn đầy trán không biết nên nói gì cho tốt có đồng ý hay không ma la dư tức giận nói cha cô sẽ băm ta ra mất không làm diệp húc sợ như sợ cọp vội vàng tránh ra ma la dư tức chết đi được ma đao vừa chuyển hạ xuống đầu vai diệp húc hung ác nói ngươi có làm hay không không làm ta liền cắt người cô cắt ta ta cũng không làm sinh con với cô cha cô không lột ra ta ướp thành người khô mới lạ diệp húc thấy chết không sờn hiền ngang lẫm liệt nói mà là dư kiểu nhan đỏ lên khuôn mặt thẹn thùng giận dữ nói ta không phải nói là sinh con ta nói là giúp ta cướp lấy thân thể chuyển luân nữ thánh vương người nghĩ đi nơi nào thế cả đầu toàn nghĩ đen tối diệp húc thở phào nhẹ nhõm nâng tay đẩy ma đao ra nhìn về biển máu kia hơi thở của vu hoàng nơi đây nặng đã có thể sánh ngang với lăng mộ bàn hoàng có thể tưởng tượng nếu bọn họ lăng không phi hành tới tòa chuyển luân vương thần điện kia có lẽ chưa bay được mấy dặm đã bị hơi thở của nữ thánh vương ép cho rơi vào trong biển mà biển máu này lại là máu tươi của nữ thánh vương rơi vào trong đó thì tuyệt đối chỉ còn đường chết đây là một cái rãnh trời không thể vượt qua ngăn cản bọn họ ở bên ngoài không thể tiến vào thần điện đây rõ ràng là một mảnh tuyệt địa vốn không thể nào vượt biển được diệp húc đang định từ chối ma la dư khiến cô ta triệt để chết phần tâm này đi đột nhiên hắn nhìn thấy trong tòa chuyển luân vương thần điện trên biển máu kia phía sau nữ vu hoàng những luồng sáng mờ nhiều màu sắc dâng lên mờ mịt như chiều bắt đầu khởi động ở trong điện như thể là thứ có sinh mạng những đám ngũ sắc hào quang kia chính là ngũ hành kim khí là tài liệu cần có dùng để luyện chế cấm bảo càng có thể dùng để nâng cao phẩm bậc của di la thiên địa tháp so với kho báu trong vạn cổ ma vực mà diệp húc từng thấy còn nhiều hơn những ngũ hành kim khí đó gần đủ để có thể luyện chế một kiện cấm bảo bán thành phẩm. Vị nữ thánh vương này chính là điện chủ chuyển luân vương thần điện, cha cô ta nói, ở niên đại chú vũ mục vương kia, cô ta cũng là kinh thái tuyệt diễm, thậm chí tạo ra một kiện cấm bảo bán thành phẩm, chỉ cần tế luyện thêm trăm năm nữa là có thể luyện chế thành công. Ma La Dư cũng chú ý tới đám ngũ hành kim khí đó, nói, đáng tiếc, nàng ta còn chưa hoàn thành kiện cấm bảo này đã chết trong tay chú vũ mục vương rồi. Diệp húc gật đầu. Như vậy khi Chu Vũ Mục Vương đánh chết vị chuyển luân nữ thánh vương này, một kích hạ xuống thậm chí đánh nát cả cấm bảo bán thành phẩm của vị nữ thánh vương này, khiến Ngũ Hành Kim Khí tạo nên cấm bảo cứ rơi dụng như vậy, xung quanh thi thể nữ thánh vương. Hô hấp của hắn có chút dồn dập, đối với Ngũ Hành Kim Khí, hắn bắt buộc phải lấy được. Về phần thân thể của nữ thánh vương, hắn cũng không có mấy ý tưởng. Diệp Húc sau khi lấy được thân thể liệt hỏa minh tôn liền biết, muốn luyện hóa bậc cường giả này thành thân ngoại hóa thân, sau đó thúc dục, bày ra uy năng nếu không đủ pháp lực hùng mạnh duy trì thì tuyệt không thể làm được. Hắn chỉ có thể dùng nguyên thần bất diệt của cường giả tam bất diệt cảnh, luyện thiên địa pháp tướng thành nguyên thần thứ hai mới, có thể thúc giục cái thân ngoại hóa thân liệt hỏa minh tôn này. Thân thể nhân hoàng còn như thế, nếu là thân thể vu hoàng thì chỉ e phải dùng, đến thiên địa pháp tướng của nhân hoàng mới có thể thúc giục được một phần. Nếu muốn phát huy hết uy năng của thân thể vu hoàng, chẳng phải là sẽ phải giết chết một vị vu hoàng, lấy vu hoàng luyện thành nguyên thần thứ hai. Muốn vượt qua biển máu này, tất sẽ gặp phải uy áp của hơi thở Vu Hoàng, càng cách chuyển luân vương thần điện do hơi thở chuyển luân nữ thánh vương biến thành càng gần, thì áp lực càng mạnh, thậm chí cả đại Vu Tam bất diệt cảnh chỉ e là cũng không thể đi đến chỗ xác của vị nữ thánh vương này. Diệp Húc hít vào một hơi thật sâu, quyết định dùng thân thể liệt hỏa minh tôn đến chống lại uy áp của hơi thở vị nữ thánh vương này, dù thế nào đi chăng nữa cũng phải lấy được ngũ hành kim khí, trầm giọng nói: "Ma La Dư, lúc trước khi Ma Hoàng tiến vào đây đã đi đến đâu?" cha ta thần thông quảng đại một đường đi đến trước cửa thần điện nhìn lên vị nữ thánh vương này thậm chí còn thu được một phần ngũ hành kim khí ma la dư cũng cảm thấy rất nan giải dù sao lúc trước phụ thân ma hoàng của cô ta đi đến chỗ này ông ta đã là đại minh tôn vương của sam la ma điện thực lực hùng mạnh hơn nữa không chỉ một mình ông ta tiến vào biển oan hồn còn có vài vị đại minh tôn vương khác đồng hành trong đó có cả giả la minh tôn của diêm la ma điện mà bất luận diệp húc hay ma la dư khoảng cách tới tam bất diệt cảnh còn một đoạn quá xa, thực lực so với ma hoàng, giả la minh tôn lúc đó kém hơn không biết bao nhiêu, căn bản không có khả năng vượt qua biển máu để tiến vào thần điện. Sau khi cha ta đi ra biển oan hồn đã cùng với mấy người nữa đi nhân gian, đi đến ân khư trong cảnh nội đại hán, không tới đây lần nào nữa. Nhưng ông từng nói qua, sau ông có nghĩ đến một loại đường tắt có thể tiến, đến chuyển luân vương thần điện của vị chuyển luân nữ thánh vương này, lấy được bảo vật trong đó. Lúc ấy ông cho ta đoán coi đường tắt đó là gì, ta suy nghĩ vất vả nửa tháng mới nghĩ ra sự ảo diệu trong đó. Ma La Dư chớp chớp mắt, cười nói. Thiếu bảo, ngươi cũng là hạng người tài trí hơn người, ngươi thử đoán xem. Đường tắt để vào chuyển luân vương thần điện. Diệp Húc trong tâm vừa động quan sát chuyển luân vương thần điện trong biển máu này, trầm ngâm nói. Trực tiếp vượt qua khoảng không, bay đến chuyển luân vương thần điện. Con đường này không thể được, trừ phi có được tu vi tam bất diệt cảnh đỉnh phong, nếu không chắc chắn sẽ bị ép rơi xuống biển mà treo thuyền trong biển máu cũng không thể được biển máu này là máu của vu hoàng chất chứa năng lượng cực khủng bố e là chỉ có cự hạm bất diệt chi bảo mới không bị ép vụn diệp húc ngừng một chút tiếp tục nói dù vậy lái con thuyền bất diệt trong biển máu càng gần nữ thánh vương thì uy áp của vu hoàng lại càng mạnh thậm chí cự hạm đều bị ép cho nhỏ còn tầm bàn tay bởi vậy con thuyền bất diệt sẽ càng lúc càng nhỏ cách nữ thánh vương càng lúc càng xa mà la dư gật đầu không ngừng theo như lời diệp húc nói đó chính là một loại hiện tượng kỳ lạ là dị tượng do uy áp của vu hoàng tạo thành càng cách vu hoàng càng gần uy áp phải chịu càng lớn khiến cho hình thái người quan chắc càng nhỏ lại thậm chí cả bất diệt chi bảo cũng bị ép cho nhỏ lại vô số lần bởi vậy trong mắt người quan chắc hình thể vu hoàng càng ngày càng khổng lồ khoảng cách tới vu hoàng càng lúc càng xa dường như vĩnh viễn cũng không có khả năng đi đến bên cạnh vu hoàng nhưng ở trong mắt người bên ngoài thì hắn vẫn đang đến gần chỉ là hình thể của hắn bị nén ép cho rút nhỏ lại vô số lần mà thôi cho nên lái thuyền qua biển từ không trung kéo qua hư không tất cả đều không được diệp húc tiếp tục quan sát bốn phía đột nhiên tầm mắt dừng lại ở phía trên khí thế của chuyển luân nữ thánh vương bị đánh tan bởi chú vũ mục vương nơi bàn tay đánh chết vị nữ thánh vương này ánh mắt không khỏi sáng lên cao giọng cười nói đối với tu vi chúng ta mà nói hai con đường kia đều là đường chết chỉ có thông đạo do chú vũ mục vương đánh ra kia mới là đường tắt tiến vào chuyển luân vương thần điện diệp thiếu bảo ngươi không hổ là tài trí hơn người ngay cả loại đường tắt này ngươi cũng nghĩ đến được bản vương cảm ơn ngươi trước đợi lấy được chuyển luân vương thần điện rồi bản vương lại lấy tính mạng của ngươi một tiếng cười to chuyển đến ở đằng xa chuyển luân vương thái tử đột nhiên xuất hiện vượt qua hư không đi thẳng đến nơi trường ấn của chu vũ mục vương phá tan ra cùng lúc đó bình đẳng vương thái tử cũng hiện thân chạy song song với hắn bay về phía thông đạo như diệp húc nói kia hai người bọn họ vừa mới tiến vào thông đạo đột nhiên oa một tiếng cùng ói ra một ngụ máu tươi thân thể dường như bị đánh một đòn mạnh trong chớp mắt liền rách tung tóe rõ ràng là dư uy một trường này của chu vũ mục vương chấn thương dư uy tuyệt đại vu hoàng để lại không phải là nhỏ gần như trong nháy mắt liền chấn vỡ hai người chấn chết hai người cùng giống to lên chuyển luân tiểu thánh vương tế chuyển luân vương thần điện lên mà bình đẳng vương thái tử thì tế bình đẳng vương thần điện hai tòa thần điện này đều là bất diệt chi bảo được hai người bọn họ thôi phát ra uy năng tới giới hạn lớn nhất chống lại dư uy một trường này của Chu Vũ Mục Vương ầm um, ầm um, ầm um. chỉ nghe tiếng nổ vang lên không dứt hai tòa thần điện này gần như bị dư uy một trường của Chu Vũ Mục Vương đánh cho biến hình nhưng vẫn không bị phá phóng xuống tòa chuyển luân vương thần điện phía bên dưới kia ầm um, bên trong biển lại có một chiến hạm to bằng bàn tay bay lên trời bị yêu khí vô cùng nồng đậm quấn quanh rời khỏi biển máu này hình thể chiến hạm càng lúc càng lớn xông lên trời cao, bay đi hướng trường ấn mà Chu Vũ Mục Vương để lại. Tiếp theo, lại có mấy chiến thuyền từ trong biển dâng lên, bay thẳng đến trường ấn của Chu Vũ Mục Vương, định theo thông đạo mà Chu Vũ Mục Vương đánh ra để tiến vào chuyển luân vương thần điện, lấy được bảo vật mà vị chuyển luân nữ thánh vương để lại. Lão phu ở ba năm trước đến nơi đây, đi lại trong biển máy này ba năm, vẫn không đi đến được bên người chuyển luân nữ thánh vương, ngược lại càng ngày càng xa. Hôm nay cuối cùng cũng có thể đi vào chuyển luân vương thần điện, còn muốn đa ta vị tiểu hữu này đã chỉ điểm trong một chiến hạm trong đám đó, có một thanh âm giả nua vang lên, cười to nói. Hiển nhiên, những cường giả không biết tên đó đến nơi đây, dùng bất diệt thuyền lái đi trong biển máu, định vượt qua biển máu đi tới chuyển luân vương thần điện, lại bị nhốt trong đó, đi ước chừng 3 năm rồi cũng không tới được bờ bên kia. Ma La Dư cũng không nghĩ, tới chuyển luân tiểu thánh vương và bình đẳng vương thái tử lại không có trực tiếp vượt biển, mà là nấp ở bên bờ, lại càng chưa từng nghĩ đến trong biển máu lại có cao thủ độ hải, thấy thế không khỏi dậm chân, giận dữ nói diệp thiếu bảo ngươi cần gì phải nói to như vậy nói nhỏ nhỏ cho đủ hai người chúng ta nghe được chẳng phải tốt sao bọn người kia tới chuyển luân vương thần điện trước chúng ta một bước rồi bảo bối trong đó sao còn phần cho chúng ta nữa chứ không sao diệp húc khẽ mỉm cười hạ giọng nói lúc trước ma hoàng tới chỗ này lấy tu vi của ông ta cùng những vị đại minh tôn vương kia cũng không thể động được tới xác chết của nữ thánh vương huống chi là đám người này hơn nữa có bọn chúng dò đường ở phía trước, chúng ta đi sẽ ít nguy hiểm hơn rất nhiều." Ma La Dư vẫn cảm thấy có chút không ổn, hừ lạnh nói. Tuy nói như thế, nhưng ngũ hành kim khí rơi vào tay đám người này vẫn khiến cho người ta luyến tiếc. Ma La Dư gật đầu, Diệp Húc Sát khí bắn bốn phía, phóng lên cao, bay đi hướng thông đạo do trưởng ấn Chu Vũ Mục Vương đánh ra. Ma La Dư vội vàng đuổi theo hắn, hai người hoành độ hư không, chớp mắt đi chăm dặm, chưa đến một khắc liền đi vào trong thông đạo kia. Nam Thiên Môn phía sau diệp húc đột nhiên dựng lên một cánh cửa thật lớn trở tay một quyền đánh mở cánh cửa này ra kéo ma la dư trốn vào trong nam thiên môn chỉ thấy cánh của thật lớn này bay dọc theo thông đạo rơi xuống chuyển luân vương thần điện diệp húc và ma la dư ở trong không gian bên trong nam thiên môn chỉ nghe những tiếng nổ không ngừng chuyển đến mà không gian trong cửa thì rung lên dữ dội dường như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp xuống nhưng nam thiên môn chính là bất diệt chi bảo mà tây hoàng luyện chế lực phòng ngự không hề kém cánh cửa này từng chống lại địa dương nhị đỉnh oanh kích bị đánh cho biến hình lại vẫn không hề vỡ cho dù dư uy còn lại trong trường ấn của chu vũ mục vương rất mạnh nhưng cũng không thể sánh với được hai món nhân hoàng chi bảo là địa dương nhị đỉnh kia ẩm tòa nam thiên môn này xuyên qua trường ấn thông đạo ngàn dặm không gian rơi vào trong chuyển luân vương thần điện do hơi thở nữ thánh vương biến thành hạ ra trung châu tường đường lão tổ sao ông lại bị trọng thương như vậy một tên trưởng giả hạ gia phát hiện hạ tường đường lào đào đáp xuống bên trong thành quách trên đại lục bên trong hỏa đỉnh không khỏi giật mình nói hạ tường đường lúc này đã chữa trị thân thể khôi phục tướng mạo ban đầu nhưng hơi thở ông ta yếu ớt khí thế suy nhược rất nhiều thậm chí còn không hùng mạnh bằng cường giả tam tương cảnh thiên tương kỳ người sáng suốt vừa thấy liền biết ông ta bị trọng thương ta ở biển oan hồn bị liệt hỏa minh tôn và diệp thiếu bảo đánh lén suýt nữa mất mạng bị hắn đánh phá thân thể nguyên thần và thiên địa pháp tướng đều trọng thương liều mạng mới chạy ra đường sống được nhưng ta bị hai kẻ kia đánh cho tu vi hạ xuống hiện giờ chỉ còn thiên tương kỳ không biết khi nào mới có thể khôi phục đến trạng thái toàn thịnh được hạ tường đường nhanh chóng nói qua mọi chuyện một lần trầm giọng nói tuy ta bị thương dù nặng nhưng may mắn thăm dò được phương vị của liệt hỏa minh tôn và diệp thiếu bảo nhanh đi lôi đỉnh thông báo thánh chủ miễn cho để hai tên đó trốn thoát tên trưởng giả hạ ra kia hoảng sợ đang định đi tới lôi đỉnh đột nhiên nghe thấy một giọng nói trầm thấp uy nghiêm truyền đến. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không cần đi, ta đã biết. Một luồng sức mạnh mênh mông từ trên trời giáng xuống, đánh vào bên trong thân thể hạ tường đường, khiến nguyên thần và thiên địa pháp tướng của lão nhanh chóng khôi phục lại, tu vi tăng lên dữ dội, ngay lập tức liền khôi phục toàn bộ tu vi, thậm chí còn có tiến bộ không nhỏ, gần như thành thiên địa pháp tướng cảnh giới bất diệt. Đây là thánh chủ hạ ra trực tiếp rót vào, chị liệu thương thế, giúp lão khôi phục tu vi. hạ tường đường mừng rỡ, vội vàng quỳ xuống bái lạy, lớn tiếng tạ ơn. tên trưởng giả hạ ra bên cạnh cũng không dám chậm trễ, quỳ mọp xuống, không dám ngẩng đầu lên. hư không nứt ra, một nam tử trung niên mặc long bào đi tới, hơi thở phía sau biến ảo ra kỳ lân tẩu thú, bạch hổ phi nhanh, chu tước bay múa, huyền vũ phủ phục, long phượng trình tường, y giống như vua của thế gian, vị hoàng thế thống ngự thiên hạ, làm cho người ta cảm thấy áp bách không gì sánh nổi. Hạ thánh chủ ngẩng đầu nhìn lên trời cao, thản nhiên nói. Liệt hỏa minh tôn và diệp thiếu bảo sao. Ta tự mình đi lấy mạng bọn chúng, thu lại vật của hạ ra ta. Y giờ tay vẽ một cái, hư không nứt ra, cửa động phía đối diện xuất hiện sương mù vô cùng vô tận. Đúng là hàng cổ ma vực, biển oan hồn rộng lớn mênh mông. Lại vào lúc này, chỉ nghe một tiếng cười khẽ truyền đến. Một bàn cờ cực lớn hiện ra trước cửa động không gian này, ngăn cản hạ thánh chủ bước chân tiến vào biển oan hồn. Hạ đạo huynh thân là người đứng đầu một thánh địa hạ gia Trung Châu này, vì một cái việc nhỏ lại tự thân xuất mã, đối phó với một tên tiểu bối hoàng tuyển thánh tông, lan truyền đi ra chẳng những khiến đạo huynh đánh mất mặt mũi của mình, còn khiến hạ gia thánh địa cổ xưa này phải hổ thẹn, chẳng phải là làm cho người ta gọt sạch răng hàm. Một lão giả phong thần sâu sắc tinh thần phấn chấn hiện ra ở trước cửa động, khẽ cười nói, còn mong hạ huynh bớt nóng, không bằng chúng ta đánh một ván cờ, dung mạo lão ta giả cỗi ánh mắt tăng thương hơi thở như vu mà không phải vu trang phục quái dị giống như tục lại không tục làm cho người ta có một loại cảm giác hư vô mờ mịt như bất cứ lúc nào lão cũng có thể nhẹ nhàng bay đi hạ thánh chủ trong lòng cả kinh khẽ nhíu mày đem những vị cường giả hoàng tuyền ma tông lọc bỏ một lần nhưng vẫn không thể tìm thấy nhân vật giống lão già trước mắt đây lão già này có khí tức cực kỳ cổ quái làm cho người ta có một loại cảm giác không thuộc thế giới này dường như hạ thánh chủ còn cảm thấy người này đến từ viễn cổ là một nhân vật thuộc loại trường sinh bất tử cùng tồn tại với đời thân thể tiên nhân hơn nữa loại xưng hô đạo huynh cũng đến từ viễn cổ thời đại hiện nay thì vu sĩ dùng đạo huynh đạo hữu để xưng hô với đối phương đã không còn mấy trên người lão già này mặc một tấm áo choàng cũng cực tầm thường theo thái cực âm dương ngư có vẻ rất là cổ xưa các hạ đến tột cùng là ai các vị sư huynh trong hoàng tuyền ma tông hạ mỗ đều nhận biết chỉ có các hạ thì rất lạ mặt ánh mắt hạ thánh chủ chớp động mỉm cười nói ở giữa hai người bọn họ hàng tàu không gian vẫn vỡ ra như trước chậm chạp không thể khôi phục như cũ đây là hơi thở hùng mạnh của hai người quấy nhiễu thậm chí cả hư không cũng không thể khôi phục được ở trước mặt bọn họ hạ tường đường còn có vị trưởng giả hạ ra kia căn bản không thể đứng dậy bị khí thế hai người ép chặt xuống không thể không quỳ xuống đất thậm chí không thể há mồm trên miệng trong lòng không khỏi khiếp sợ vạn phần hạ đạo huynh không biết ta ư lão giả kia khẽ mỉm cười phía sau lưng đột nhiên hiện ra một con sông hoàng tuyền kéo tới từ ngoài cửu thiên vân tiêu, cuồn cuộn mênh mông, không biết xa bao nhiêu, không biết dài bao nhiêu. Bích lạc hoàng tuyển ma thiên cấm điển, ngươi là ứng tông đạo. Nghe đồn ngươi từng đạt được kỳ ngộ lớn, tiến vào lăng mộ cổ tiên, vị cổ tiên này có thể xuất hiện trước mặt ta, như vậy ngươi đã luyện lão ta thành thân ngoại hóa thân của mình. Khí thế của hạ thánh chủ càng lúc càng mạnh, thậm chí cả sáu cái đại đỉnh của hạ ra mơ hồ đều có dấu hiệu sống lại. Nếu sáu cái cấm bảo này sống lại, tất sẽ chấn áp thế giới vu hoang, khiến cho chấn động lớn không biết bao nhiêu. Cổ tiên và cổ Phật cung cấp với nhau, tiểu quang minh thánh địa luyện một vị cự Phật viễn cổ thành cấm bảo, chấn áp số mệnh, mà vị cổ tiên trước mắt này chưa chắc sẽ yếu hơn vị cổ Phật kia. Nhưng luyện cổ tiên thành thân ngoại hóa thân, e là chỉ có tu vi nhân hoàng đỉnh phong mới có thể thúc giục được. Ứng tông đạo, ngươi luyện thi thể một vị tiên nhân viễn cổ thành thân ngoại hóa thân, nghĩ như vậy có thể ngăn cản ta sao? Hạ thánh chủ cười ha hà, giọng nói ầm ầm vang lên chấn cho hư không rung lên dữ dội, dứt lời thuận tay phát một cái, chỉ thấy bàn cờ chắn trước cửa động kia lập tức vỡ nát, lạnh lùng nói. Hạ mỗ không biết chơi cờ, cũng không có thời gian đánh cờ với ngươi, nếu ngươi không lùi ra, ta sẽ giết đến hoàng tuyển ma tông, chu cả nhà ngươi. Hạ đạo huynh quá nóng giận rồi, nếu ngươi không muốn chơi cờ, vậy tiểu đệ đành phải mời một người tới tiếp một ván rồi. Lão già kia mỉm cười, bên người đột nhiên lại xuất hiện một lão già khác, tiên khí mờ ảo, ngồi xuống đối diện, một bàn cờ tự động hiện lên lão già này sau thân khí thế ngút trời hóa thành một tòa thiên đình ma đạo thần ma cùng ở đúng là tu luyện cấm pháp của hoàng tuyền ma tông ma đạo thiên đình vô lượng chân kinh hai lão già đánh cờ đột nhiên một người cười nói chỉ có hai chúng ta chơi cờ hơi đơn điệu rồi chi bằng có thêm vài vị kỳ hữu xem cờ ông nghĩ sao đột nhiên chỉ nghe một thanh âm già nua hát vang mà đến cười dài nói ngủ một giấc liền ngàn vạn năm không biết năm tháng nữa một lão già lôi thôi nghèo túng xuất hiện ngồi bên cạnh hai người xem cờ khí thế phía sau ông ta lại khác với hai người kia hiện ra cảnh tượng đồ sộ của thiên ma thần quốc đúng là dị tượng mà tu luyện đại thiên ma u thiên bảo giám của hoàng tuyền ma tông mới có được ta từ viễn cổ đến bất kể là đông hay hè lại có thêm một người đạp ca mà đến cũng là một người thanh tú trẻ tuổi hành vi phóng đãng dường như không câu nệ tiểu tiết cũng ngồi bên cạnh bàn cơ xem cuộc chiến ta cầu trường sinh đạo thế cư tiên hương lại có một cô gái bay lướt tới nhưng không có chỗ ngồi chỉ phải đứng phía sau một lão già xem ván cờ phía sau cô ta khí thế mở ra một mảnh thế giới địa ngục a tị ba tuần đại ma vương đang ngồi trong địa ngục nghiệp hỏa khai đàn thuyết pháp giống như thần thánh sắc mặt hạ thánh chủ càng lúc càng ngưng trọng nơi này xuất hiện tổng cộng ngũ đại hóa thân của ứng tông đạo thúc giục năm hóa thân cần pháp lực rất to lớn khiến cho người ta không thể tưởng tượng được lấy tu vi thực lực của y thì có thể thúc giục thân thể một vị cổ tiên hai vị cũng gắng gượng làm được nhưng đồng thời thúc giục thân thể năm vị cổ tiên chuyện này vượt quá năng lực của y ít nhất cũng cần năm vị nhân hoàng đỉnh phong mỗi một vị cổ tiên cần một loại cấm pháp thúc giục năm cổ tiên hóa thân xuất hiện chứng tỏ ứng tông đạo đồng thời tu luyện ngũ đại cấm pháp đến nhân hoàng kỳ có thể nói nếu như ứng tông đạo phân thân hóa hình như vậy năm đại cấm pháp này sẽ đều tự biến thành một phân thân từ đó hình thành năm vị nhân hoàng phân thân và hóa thân khác nhau phân thân là từ trong tu vi bản thân chia ra một phần phân ra chính là pháp lực mà hóa thân lại dùng thứ khác hóa thân mà ra là hình thể ứng tông đạo một thân phân thân cấm pháp thúc giục cổ tiên hóa thân phát huy ra thực lực vượt xa bất cứ một vị nhân hoàng nào đến rất gần vu hoàng hạ đạo huynh ngươi muốn đi giết sư đệ ta ta không ngăn cản một lão già lấy ra một quân cờ đen chỉ thẳng trung ương cạch một tiếng hạ xuống bàn cờ thản nhiên nói nhưng sau khi ngươi giết cậu ấy trở về sẽ phát hiện hạ gia chỉ còn lại một mình ngươi lời này của hắn thật nhẹ nhàng thoải mái không có nửa phần tức giận lại khiến hạ thánh chủ không thể không ném chuột sợ vỡ đồ y không chút nghi ngờ nếu mình đi đánh chết diệp húc sau khi trở về sẽ nhìn thấy hạ gia trung châu biến thành một đống hoang tàn không ai sống sót lấy thực lực của ngũ đại hóa thân của ứng tông đạo tuyệt đối có thể làm được chuyện của người trẻ nên để người trẻ tuổi giải quyết hạ đạo huynh nghĩ sao vị nữ tiên kia ngẩng đầu nhìn hướng hạ thánh chủ như cười như không nói Hạ Thánh chủ im lặng, lục đại cấm bảo dần dần bình ổn lại, đột nhiên cười nói: "Ứng tông chủ thật thủ đoạn, không biết ngươi đem cửu cấm của Hoàng Tuyền Ma tông tu thành mấy cấm rồi?" Hoàng Tuyền Ma tông có tất cả cửu đại cấm pháp, chính là sự thật mà người trong thiên hạ đều biết, cửu đại cấm pháp này tuy không phải những cấm pháp mạnh nhất đương thời, nhưng muốn tu thành thì muôn vàn khó khăn. Từ cổ đến nay, chỉ có một người tu luyện thành cửu cấm, đó chính là tiên tông chủ của Hoàng Tuyền Ma tông." Tên nam tiên trẻ tuổi kia ngẩng đầu nói: "Tám cấm tám cấm nhân hoàng, ứng tông chủ qua nhiên tuyệt vời, lấy tư chất ngọc lâu tám tầng của ngươi, đem tám cấm tu luyện đến nhân hoàng đỉnh phong, thế gian này ngoại trừ vu hoàng, không còn ai là đối thủ của ngươi nữa. Hạ tông chủ vỗ tay tán thưởng, đột nhiên chuyển đề tài, cười to nói. Như vậy khoảng cách ứng tông chủ trở thành vu hoàng đã không còn xa nhỉ. Ứng tông chủ cách vu hoàng đại kiếp nạn càng ngày càng gần, chờ một khắc khi ứng tông chủ trở thành vu hoàng kia, hạ gia trung châu ta tất sẽ đưa một phần đại lễ, một phần đại lễ khiến cả đời ngươi khó có thể quên y vung tay lên thông đạo tới biển oan hồn hàng cổ ma vực ầm ầm đóng lại nổi giận đùng đùng trở về lôi đình bỏ điện bên cạnh biển oan hồn năm cổ tiên hóa thân ngồi quay lại đột nhiên một lão già phất tay áo một cái quấy loạn bàn cờ thở dài nói một người chơi cờ thật là nhàm chán bọn họ đứng dậy nhẹ nhàng bay đi chỉ nghe vị nữ tiên trong đó thì thầm nói diệp sư đệ tên nhóc kia thật đúng là thêm loạn cho ta cậu ta có thể đắc tội ít hơn được không nhưng nói gì thì nói, ta cũng âm cậu ấy một lần. Tương lai khi cậu ta thay ta đỡ vu hoàng đại kiếp nạn, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện, hạ ra lại vì một cơn giận định dùng lục đại cấm bảo, đó cũng không phải dễ ngăn cản như vậy. Mấy người nhìn nhau cười rồi đột nhiên biến mất. Trong chuyển luân vương thần điện, nam thiên môn từ trên trời ẩm ẩm giáng xuống, cánh cửa cổ xưa này rơi vào trong điện, lập tức bị hơi thở của vu hoàng ép cho kịch liệt thu nhỏ lại, chỉ còn cao ba thước. Diệp Húc cố hết sức đẩy cánh cửa ra, vừa mới ló đầu ra đã bị ép tới chỉ còn to tầm hạt đậu may là thân thể hắn đã tu luyện đến tình cảnh có thể sánh ngang với thân thể bất diệt tam bất diệt cảnh nếu không chỉ sợ vừa mới ló đầu ra sẽ bị hơi thở vu hoàng đè nát trong mắt hắn tất cả trước mắt trở nên vô cùng lớn hắn như tiến vào một thế giới vô cùng khổng lồ thân thể vị nữ thánh vương không đầu kia biến thành một vị thiên thần cao tới triệu trượng đứng ở phương xa cách hắn dường như đến cả ngàn dặm mà những thứ khác trong điện cũng trở nên khổng lồ làm cho người ta chỉ cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Thu thân thể vị nữ vu hoàng này sao? Đừng đùa! Diệp Húc ngơ ngác nhìn thân thể không đầu của nữ thánh vương, chỉ thấy trong cái cổ không đầu kia còn có máu tươi không ngừng chảy ra, từ đại điện chảy vào trong biển máu, dường như vị nữ thánh vương này mới chết không lâu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!